Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 226, rượt băng trận. Các ngươi không biết sao khi nguyên một ngọn núi đều bị phúc lộc phu nhân mua lại mấy tháng trước liền mời thật nhiều công nhân tại kia đốn cây đào đạo tuyết rơi trước đó liền thấy đào hai đầu nói ra đến khi đó chúng ta còn tưởng rằng phúc lộc phu nhân đây là muốn ở trên núi sửa đường hiện tại xem ra hẳn không phải là tại sửa đường đó là dùng tới làm gì không rõ ràng chẳng qua xem ra mấy cái kia bay tới nhảy xuống người hẳn là phúc lộc phu nhân bọn hắn đoán chừng hai ngày này hẳn là sẽ có tin tức ra tới kia là làm gì nhìn chơi rất vui dáng vẻ khẳng định lại là một cái mới lạ đồ vật được rồi không nói không nói tranh thủ thời gian vào thành phu nhân nhà ta vẫn chờ ta đi bạch ngọc son phấn bày cho nàng xếp hàng mua son phấn nước hoa đâu trò chuyện tiếp xuống dưới sợ là mua không được đúng 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 đi 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 vào thành vào thành vào thành một đoàn người nói nói liền mênh mông cuồn cuộn tiến thành mỹ phẩm dưỡng gia công xưởng xây thành về sau không có hai ngày liền bắt đầu đầu tư bởi vì qc cũng đánh kịp thời cho nên một đầu tư đơn đặt hàng cũng là thu không ngừng cố thất thất đem đại ung toàn bộ đại diện thương danh ngạch đều cho phương ngọc nàng chỉ phụ trách sinh sản sau đó bán buôn giá cho đến phương ngọc đương nhiên về phần giá bán cố thất thất cũng là có cho phương ngọc góp ý kiến để phương ngọc lại phân tiêu cho từng cái thương đội thời điểm mình cũng còn có thế có lớn lợi nhuận không gian mặc dù tại đại ung đã sớm có son phấn bột nước nhưng cũng không hoàn toàn cũng chính là bởi vì có mà không toàn diện bọn hắn sản phẩm mới ra lập tức đạt được ung đô thành bên trong quý phụ tranh đoạt đều biết phúc lộc phu nhân sản xuất ra đồ vật đều không phải đơn giản nhìn xem phúc lộc phu nhân cùng phương ngọc còn có tề mai khương tố tề lão phu nhân mấy vị này màu da cùng khí chất mọi người liền càng là chờ mong cực kỳ có điều cố thất thất công xưởng sinh sản sản phẩm bất luận nam nữ già trẻ đều có thích hợp cho nên cũng không giới hạn có tiền quý phụ phàm là có tiền nam nữ già trẻ đều có thể dùng mặt khác cũng sinh sản một chút ổn định giá thích hợp lão bách tính dùng. Giống lão bách tính mùa đông làm việc, tay chân dễ dàng đóng băng nước vỡ, cố thất thất liền sinh sản nước da cao. Kỳ thật gia công phường không riêng sinh sản mỹ phẩm dưỡng da, đồng dạng còn sinh sản một chút thích hợp trên sinh hoạt cần dùng đến đồ vật. Ví dụ như nước hoa, cỏ xanh cao, nhang mũi vân vân. Chẳng qua những vật này liền bán tương đối bình dân. Dạng này lão bách tính cũng có thể mua nổi, mùa hè cũng có thế thiếu chiêu con mũi đốt trừ mỹ phẩm dưỡng gia định giá vì cao xa xỉ phẩm, còn lại liền đi bình dân lộ tuyến. Dù sao từ lúc đầu tư đến nay, Phương Ngọc cầm trên tay còn lại hai cái cửa hàng tất cả đều mở thành bán mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng, bày tên liền gọi Bạch Ngọc song phấn bày. Mỗi ngày sinh ý đều là tốt đến bạo. Để nàng cũng thể nghiệm một cái cái gì gọi là một ngày thu đấu vàng nghiện. Bây giờ Phương Ngọc cũng không cần lại vì muốn làm vài việc gì đó trên tay tiền bạc không đủ mà nhức đầu. Đi theo cố thất thất, liền nhất định sẽ mang theo nàng cùng một chỗ phát tài. Cố thất thất cùng Phương Ngọc trượt tuyết bên này, đợi các nàng xuống núi thời điểm đơn lỗi bọn hắn cũng sớm đã dưới chân núi chờ lấy các nàng. Chẳng qua cố thất thất cố ý thả một điểm nước, để Phương Ngọc thắng nàng. Phương Ngọc biết thất thất là để cho nàng, cho nên trong lòng thật vì có dạng này một cái tỷ tỷ mà cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù mình thắng, nhưng nàng không đợi cố thất thất mở miệng, liền vượt lên trước một bước nói ra, hôm nay ta mời khách, giữa trưa chúng ta đi duyên hương lâu ăn lẩu đơn lỗi một đoàn người nghe, treo hò. Đa tạ Phương Cô Nương Phương Cô Nương hiện tại cũng là không kém tiền bạc đại lão bản, vậy hôm nay chúng ta cần phải rộng mở đến ăn. Phương Ngọc, không có vấn đề, hôm nay cao hứng, mọi người rộng mở ăn uống. Cố thất thất cười cười, nói, hết thảy rượu, Phương Cô Nương trả tiền. Ha 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 ha. Hiện trường một trận tiếng cười nói vui vẻ. Phương Ngọc, thất thất, người tu kiến cái này trực tuyết trận quả thực chơi thật vui, quá kích thích quá mức nghiện, về sau không có việc gì chúng ta liền thường tới chơi. Cố thất thất, cái này trượt tuyết trận chỉ có thể tại mùa đông chơi, mùa đông thoáng qua một cái, tuyết hóa liền chơi không được. Phương Ngọc, a, à, đây chẳng phải là chỉ có thể tại phương Bắc tu kiến. Chỉ có thể mùa đông cái này 2-3 tháng chơi đùa. Cố thất thất gật gật đầu. Có mấy tháng này cũng coi là không sai. Sinh ý tốt, mấy tháng xuống tới cũng có thế kiếm không ít bạc. Đương nhiên, Tu kiến cái này trực tuyết trận chính yếu nhất chính là chính nàng muốn chơi, kiếm tiền hay không cũng không phải là chủ yếu. Vậy cái này phía dưới như thế một mảng lớn đất trống lại là dùng để làm gì? Phương Ngọc nhìn trước mắt hai bên trái phải đều chừng mười mấy mẫu đại không hỏi. Cố thất thất trả lời, phía dưới này chúng ta bây giờ đứng thẳng địa phương là trượt xuống đến về sau giảm sóc địa, mà hai bên đất trống một bên chiếm diện tích 15 mẫu, một bên chiếm diện tích có 18 mẫu nhiều một chút. Cái này hai khối đất trống một cái ta chuẩn bị dùng để tu kiến trượt băng trận, một cái chuẩn bị dùng để tu kiến tiệm cơm, mỹ thực, cùng tử lâu. Chẳng qua ngôi tử lâu này cùng ung đô cùng với các địa phương tử lâu sẽ. Có khác nhau rất lớn, chính yếu nhất lấy ở lại làm chủ. Đây là cung cấp đến đây chơi trượt tuyết, trượt băng khách nhân ở lại. Phương Ngọc, khi trượt tuyết cùng trượt băng khác nhau ở chỗ nào sao? Cố thất thất, đương nhiên là có khác nhau, một cái là sân bãi khác nhau, hai cái trên thiết bị khác nhau. Trượt tuyết ngươi vừa rồi đã thấy qua, thể nghiệm qua, sân bãi cùng thiết bị ngươi đều biết. Trượt băng lại chỉ có thể tại trên mặt băng trượt, mặt khác dày cũng là không giống. Lần sau ta để người đem trận này tuyết quét dọn sạch sẽ, mà ngươi đến thể nghiệm một lần ngươi liền biết. Bởi vì trượt băng buổi diễn tương đối đơn giản, lúc trước tu kiến trượt tuyết đạo thời điểm để cho tiện chất đóng vật liệu chờ một chút đồ vật cho nên phía dưới cái này một mảnh đất trống lớn liền sớm thu xếp nhân thủ thu thập ra tới. Tuyết rơi đêm trước xuống hai trận mưa, tích đầy nước hậu thiên khí trở nên lạnh mấy trận tuyết rơi đến liền kết băng. Nếu là muốn trượt băng, đem phía trên tuyết quét dọn sạch sẽ cũng vẫn là có thể. Chỉ có điều khả năng sân bãi sẽ tương đối nhỏ. Chẳng qua liền mấy người bọn họ chơi cũng đủ, dù sao không có gầy dựng, mình chơi không quan trọng. Có cái một mẫu đất vị trí đều đủ. Phương Ngọc nghe xong, một mặt kinh hỉ, nếu không buổi chiều đến chứ sao? Cố thất thất, ngày mai đi buổi chiều để người đem cái này quét dọn một chút vừa vặn buổi chiều ta còn có sự tình khác phải xử lý phương ngọc gật gật đầu vậy được vậy chúng ta về trước đi ăn cơm ăn lẩu cố thất thất gật gật đầu một đoàn người thu thập xong trang bị về sau đem trang bị giao cho nơi này trông coi công nhân liền về ung đô thành bởi vì phương ngọc mời khách đơn lỗi liền đi tiếp cố thất thất người nhà cùng khương tố cùng một chỗ phương ngọc cùng cố thất thất thì đi trước tửu lâu gọi món ăn mùa đông tử lâu cố thất thất nhất chuyển lạnh liền bắt đầu đẩy ra nồi lẩu. Bây giờ đến đây dùng cơm khách nhân cơ bản đều là đến ăn lẩu. Thật xa liền có thể nghe được từ tử lâu bay ra mùi thơm. Nghe cái này nồi lẩu mùi thơm, cố thất thất mình cũng nhịn không được có chút thèm. Tử lâu phụ trách thức ăn ngoài đơn đặt hàng kha trưởng quỹ vừa thu xếp mấy vị đưa thức ăn ngoài tiểu nhị đi ra ngoài, liền thấy cố thất thất một đoàn người đến, lập tức cười ha hả nghênh đón. Đông gia hôm nay làm sao này sẽ tới, là muốn chuẩn bị tại cái này dùng cơm sao? Chương 227, Phương Ngọc mời khách ăn lẩu. Từ sau đó mặt cố thất thất sau khi đến tử lâu đẩy ra món ăn mới phẩm càng ngày càng nhiều, sinh ý càng ngày càng lửa, cố thất thất về sau liền làm cái thức ăn ngoài bộ. Chuyên môn phụ trách muốn ăn lại không có đặt đúng chỗ những khách nhân. Bọn hắn sắp xếp người tới lấy mang thức ăn lên đơn trở về, điểm thức ăn ngon về sau lại cho tới, sau đó Tửu lâu phụ trách ra bữa ăn, lại đem bữa ăn đưa đi nhà bọn họ, Menu cũng là cố thất thất đằng sau có máy in về sau đẩy ra. Trước kia chỉ có tử lâu đại đường menu trên bảng có, khách nhân nhìn xem menu tấm đến điểm. Hiện tại trực tiếp có menu. Một bàn một tấm, thuận tiện nhiều. Bây giờ mùa đông ăn lẩu, điểm thức ăn ngoài khách nhân càng nhiều. Thứ này cũng ngang với nhiều kiếm một phần tiền bạc, thật đẹp sự tình. Dù sao nồi lẩu đáy liệu một lần xào cái mấy nồi lớn, cũng không uổng phí chuyện gì, cái khác đồ ăn chỉ cần rửa ráy sạch sẽ theo phần bày bàn là được cũng rất nhanh. Cho nên coi như đẩy ra thức ăn ngoài, phòng bếp cũng có thế bận biểu tới. Nhìn xem nên tới kha trưởng quỷ, cố thất thất cười trả lời, hôm nay Phương cô nương mời khách, cho nên thèm nồi lẩu ăn. Kha trưởng quỷ trả lời, đừng nói đông gia ngài thèm, cái này nồi lẩu mùi thơm phiêu đi ngang qua khách nhân đều thèm. Cố thất thất, những ngày qua ta không có sang đây xem, tử lâu sinh ý thế nào. Kha trưởng quỷ, vậy dĩ nhiên là tốt không lời nói, thức ăn ngoài đơn đặt hàng cũng là đưa không ngừng nghỉ, buổi sáng này sẽ đã đưa ra ngoài hơn 100 phần. Bây giờ buổi trưa còn có hơn 100 phần không có đưa ra ngoài. Buổi tối đơn đặt hàng cũng tiếp hơn 200 phần. Cố thất thất, nhân thủ có thể đưa tới A. Kha trưởng quỹ, tặng tới. Cái này nồi lẩu chỉ cần khách nhân đặt trước, tại giờ cơm trước lúc nào đưa qua đều có thể. Mọi người cũng đều là sớm đặt trước, chúng ta vừa mở cửa kinh doanh liền bắt đầu đưa liền không có vấn đề. Cố thất thất, được, vất vả mọi người, cuối năm cho mọi người thêm tiền thưởng. Kha trưởng quỹ nghe xong thêm tiền thưởng càng là cười không ngậm mồm vào được, hẳn là, hẳn là. Đa tại đông gia. Tại đông nhà. Không bao lâu, tề mai một đoàn người đến về sau, cố thất thất cũng không có lại nhiều trò chuyện. Mang theo mọi người trực tiếp hướng phòng đi đến. Rất nhanh điếm tiểu nhị liền bắt đầu liên tiếp mang thức ăn lên. Đông gia chuyên dụng phòng là một cái có thể chứa đựng 30 người ăn cơm bao lớn ở giữa. Bây giờ ăn lẩu, tự nhiên phải một người một cái nồi không thể hướng bên ngoài bàn nhỏ một bàn một cái nồi liền có thể đi đương nhiên phía ngoài cái bàn như muốn dùng cái nồi cũng là có thể nhìn khách nhân tự mình lựa chọn một người một cái nồi liền có thể căn cứ người khẩu vị lựa chọn thanh đạm vẫn là hương cây hoặc là oát đờ lợn hơi cây cố thất thất đám người bọn họ trừ tề mai lập tức liền phải sinh cho nên chỉ có thể lấy thanh đạm làm chủ tề mai điểm cà chua nồi còn lại đều là lấy cây làm chủ chỉ là cây trình độ không giống. Đông gia, đồ ăn đều lên đủ, mặt khác than củi cũng cho ngài chuẩn bị một chút tại góc phòng, nếu là không đủ có thể tự hành tăng thêm, hoặc là kêu gọi chúng ta, chúng ta tới cho ngài tăng thêm. Cùng cố thất thất nói chuyện chính là lúc trước cố thất thất lần thứ nhất tới xem xét tử lâu lúc nên tới tiểu ngô. Cố thất thất trả lời, tốt, vất vả mọi người. Tiểu ngô, không khổ cực, đây đều là chúng ta phải làm. Khi đông gia các vị chậm rãi dùng cơm, có việc liền gọi chúng ta. Tiểu Ngô nói xong liền rời khỏi phòng. Chờ hắn vừa đi, Phương Ngọc liền chậm rãi mở miệng: Làm ăn còn phải là nhà chúng ta thất thất. Ngươi nhìn cái này nồi lẩu, nồi lẩu đẩy ra, nguyên lai tưởng rằng Phương Bắc bên này than củi lại muốn cung không đủ cầu. Kết quả thất thất mình mở mấy cái lò, mình nung, tự cấp tự túc, trượt tuyết trận lúc trước chặt cây xuống tới cây cuối một gốc đều không có lãng phí. Mặc kệ lớn tiểu nhân đều cho lợi dụng bên trên, chỉ những thứ này than củi đều có thể tiết kiệm không ít bạc phương ngọc nói xong cố bắt hỏi đối thất thất vừa rồi đến tử lâu trên đường nghe tiểu ngọc nói ngươi cái kia trượt tuyết trận lớn như vậy một ngọn núi đều dùng để xây trượt tuyết trận kia mùa đông thoáng qua một cái chẳng phải là chỉ có thể đặt vào rồi cố thất thất trả lời không biết a à, chờ trượt tuyết trận toàn bộ công trình hoàn thành đỉnh núi trống đi địa phương ta sẽ trồng lên một chút thích hợp trồng ở phương bắc cây ăn quả đặc biệt là quả táo mặt khác dưới núi mảnh đất kia đầu xuân sau có thể dùng đến trồng hoa màu rau quả cái gì chờ ngày mùa thu hoạch sau liền thu thập ra tới để lên nước mùa đông nhiệt độ hạ xuống nước kết băng liền lại là một cái trượt băng trận mà trượt tuyết đạo những cái kia hàng năm mùa đông tiến đến trước đó đều là muốn tiến hành giữ gìn dạng này chờ xuống tuyết du khách du ngoạn thời điểm khả năng cam đoan an toàn của bọn hắn như thế xung quanh trồng lên một chút cây ăn quả cũng sẽ không có ảnh hưởng gì mà lại trồng cây ăn quả chờ mùa xuân cây ăn quả nở hoa thời điểm, đồng dạng cũng có thể hấp dẫn du khách tới chơi xuân, đạp thanh, ngắm hoa. Nói lên ngắm hoa, ngược lại là cố thất thất khẳng định sẽ còn trồng lên đủ loại hoa hoa thảo thảo. Thật đem trượt tuyết trận không tại kia là không thể nào. Một năm 12 tháng, không một tháng kiếm ít một tháng bạc, cố thất thất làm ăn này đầu não sao có thể có thế bỏ mặt không quan tâm. Nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải cho nó kinh doanh lên. Nếu không phải đây là tại cổ đại, trượt băng trận sân bãi đều có thể làm cái bể bơi. Mùa hạ bơi lội, mùa đông trượt băng, mùa xuân ngắm hoa, mùa thu câu cá. Tốt bao nhiêu? Nghe cố thất thất, cố bắt trong lòng lo lắng cũng bởi vậy bỏ đi. Trống không thật rất lãng phí. Lợi dụng mới là tốt nhất. Ăn cơm trưa, cố bắt mang theo nàng dâu tề mai lại về viện tử, mấy người bọn hắn không có chuyện làm, mùa đông cơ bản đều là đều ở nhà chơi mặt trượt. Trong nhà cố thất thất xây ấm giường, ấm áp vô cùng bên ngoài lạnh lẽo cực kỳ đều không muốn ra đến nói mát chờ người nhà đều đi về sau cố thất thất lúc này mới lại bắt đầu bận rộn lập tức sẽ ăn tết phải có ăn tết bầu không khí tử lâu tiết mục cũng nên tập luyện lên cho nên buổi chiều công tác của nàng chính là tìm tử uyển một liên các nàng thu xếp tập luyện sự tình mấy tháng nay tử lâu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đẩy ra mới khúc mục dạng này khách nhân rất là thích bởi vậy khách nhân đối tử lâu đánh giá cũng càng ngày càng tốt càng ngày càng cao. Ăn Tết, cố thất thất tuổi 30 chuẩn bị học hiện thế, làm cái Tết xuân tiệc tối. Cho nên tiết mục phải phong phú đa dạng. Cùng một đám biểu diễn cô nương thảo luận đến trưa, tiết mục tất cả đều quyết định về sau, còn lại liền giao cho chính các nàng đi tập luyện. Cố thất thất thỉnh thoảng tới xem một chút là được. Chẳng qua ngay tại cố thất thất đem tiệc tối sự tình an bài xong xuôi về sau, đang lúc nàng chuẩn bị trở về cố phủ lúc, xe ngựa đi ngang qua tiệm thuốc, liền nghe được tiệm thuốc bên ngoài cãi nhau xe ngựa cũng bị ầm ĩ đám người ngăn trở tiến lên bước chân chuyện gì xảy ra cố thất thất nhô đầu ra hỏi đơn lỗi đơn lỗi trả lời giống như có người gây sự cố thất thất ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra vâng đơn lỗi đáp ứng nhảy xuống xe ngựa liền chen vào đám người không bao lâu lúc trở ra liền đối cố thất thất chậm rãi nói ra cô nương bách thảo đường khương lão đại phu đoạn thời gian trước chết bệnh về sau con của hắn tiếp quản tiệm thuốc nhưng con của hắn học nghệ không tin, y người chết, hiện tại gia thuộc chính mang theo người đang nháo. Chương 228, Bách Thảo Đường Trong xe ngựa cố thất thất nghe vậy, đứng dậy nhảy xuống xe ngựa, nói, đi xem một chút. Lập hạ theo ở phía sau hô, cô nương, ngươi chờ chút, đem áo khoác ngoài mặc vào, bên ngoài lạnh lẽo. Cố thất thất quay người, phủ thêm áo khoác ngoài, sau đó hướng tiệm thuốc đi đến. Vừa đến cửa tiệm thuốc, mọi người liền nhận ra cố thất thất là phúc lộc phu nhân đến nói mọi người liền nhường ra một con đường cố thất thất đi vào liền thấy tiệm thuốc chính giữa trưng bày hai cổ thi thể chuyện gì xảy ra cố thất thất hỏi người bị hại gia thuộc vừa nghe đến cố thất thất thanh âm lập tức vây tới nói phúc lộc phu nhân người muốn thay chúng ta làm chủ a bách thảo đường cỏ rác nhân mạng còn đe dọa chúng ta trốn tránh trách nhiệm ta cha mẹ chết oan uổng a cố thất thất các ngươi đừng vội trước tiên nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sau đó nam tử Diêu Tam liền đem sự tình một năm một mười báo cho cố thất thất. Diêu Tam phụ mẫu bởi vì cảm giác nhiễm phong hàng, cho nên tại bách thảo đường bắt chút thảo dược về nhà phục dụng. Nhưng kết quả giữa trưa uống thuốc, buổi chiều hai vị lão nhân liền đi. Nghe xong Diêu Tam, cố thất thất hỏi, phương thuốc cùng cạn thuốc cầm cho ta xem một chút. Diêu Tam, a, à, đều ở đây. Nói hắn liền đem trong ngực phương thuốc lấy ra cùng trong tay bình thuốc cùng nhau đưa cho Cố Thất Thất. Cố Thất Thất tiếp nhận nhìn thoáng qua liền nhíu mày. Sau đó lại mắt nhìn phương thuốc, mày nhíu lại càng chặt. Phương thuốc người nào mở? Thuốc ai bắt? Cố Thất Thất ngữ khí rõ ràng mang theo vẻ tức giận. Là Khương công tử mở. Bốc thuốc chính là mới tới dược đồng. Tiệm thuốc bên trong hạng đại phu trả lời. Cố Thất Thất chịu đựng tức giận hỏi, Khương công tử là tiệm thuốc đại phu sao? mới tới dược đồng học qua bốc thuốc không? Hạng đại phu trả lời, Khương Công Tử là qua đời Khương Đại Phu Nhi Tử. Trước kia đi theo Khương Đại Phu học qua hơn một năm, nhưng hắn bởi vì ngại buồn tẻ cuối cùng liền không có học. Về phần dược đồng liền càng không học qua. Trừ biết mấy chữ. Khi dược đồng là Khương Nương Tử nhà mẹ đẻ đệ đệ. Khương Đại Phu sau khi qua đời, Khương Công Tử đem hắn thu xếp ở đây bốc thuốc. Hắn một mực chiếu vào phương thuốc bắt chính là Cố thất thất, đã Khương công tử không phải đại phu, tại sao lại cho người ta xem bệnh, hốt thuốc? Hạng đại phu, bây giờ hắn là tiệm thuốc này đông gia, hắn muốn làm gì chúng ta cũng ngăn không được. Cố thất thất, ngăn không được, vậy hắn nhìn qua bệnh nhân, kê đơn thuốc phương liền không ai giúp đỡ duyệt lại một chút sao? Nhìn hắn cái này mở cái gì phương thuốc, liền cái này liều lượng, ăn không chết người mới là lạ. Hạng đại phu, cái này ai dám a, à, nhất trước khi bắt đầu chúng ta duyệt lại qua một bệnh nhân kết quả lần kia hắn mở đơn thuốc cũng không có vấn đề. Sau đó vị kia đại phu liền bị hắn sa thải rơi. Tiệm thuốc từ khi Khương Đại Phu sau khi qua đời vốn là bận biểu không ra, lại bị hắn sa thải một vị đại phu, hiện tại tiệm thuốc bên trong liền hai vị đại phu. Mặt khác, buổi sáng hai vị lão nhân sang đây xem bệnh thời điểm chúng ta đều đang bận rộn, cũng không có chú ý bọn hắn đến khám bệnh bốc thuốc. Cố thất thất nhịn một chút, không có hướng người vô tội phát cáo, dù sao làm sai sự tình không phải bọn hắn, Hết sâu sau liền đối với đơn lỗi bọn hắn nói ra, đi đem kia Khương Công Tử bắt lại áp giải phủ nha, từ tri phủ đại nhân đến định đoạt. Vâng. Đơn lỗi đáp ứng, liền lui ra ngoài. Cố thất thất về sau lại đem phương thuốc cùng cặn thuốc đều trả lại diêu tam, hai thứ đồ này đều là chứng cứ, ngươi lấy được, cùng đi nha môn, tri phủ đại nhân tự sẽ định đoạt. Đa tạ phúc lộc phu nhân. Diêu tam cảm kích tiếp nhận mình đồ vật. Cố thất thất, lần sau có việc trực tiếp báo quan, dẫn người gây sự là không đúng liền xem như đòi công đạo người có lý nhưng gây chuyện gây sự đồng dạng cũng miễn không được xử phạt diêu tam xoa xoa nước mắt trả lời thảo dân biết sai về sau cũng không tiếp tục dạng này cố thất thất bớt đau buồn đi đi mọi người về sau xem bệnh nếu là gặp được không vô cùng quen thuộc phu kê đơn thuốc phương liền tận lực lại tìm một vị lão đại phu phục hạch một chút tiệm thuốc bên trong mặt kệ là bệnh nhân hay là xem náo nhiệt nghe cố thất thất về sau đều gật gật đầu đáp ứng lúc này trong đám người có người hô to phúc lộc phu nhân nghe nói ngài cũng là đại phu mà lại y thuật được nghi nan tạp chứng gì đều có thể chữa khỏi bây giờ khương đại phu đã qua đời ngài không bằng đem cái này bách thảo đường mua xuống có ngài tọa trấn chúng ta xem bệnh cũng có thế an tâm không ít trong đám người tiếng người rơi hiện trường tất cả mọi người đi theo phụ họa đúng vậy a à, đúng vậy a à. cố thất thất nghe đối phương sau đó trả lời chuyện này sau này hãy nói mọi người xem bệnh phải nắm chặt xem bệnh không xem bệnh liền tất cả giải tán đi một hồi liền nên trời tối nói xong cố thất thất mang theo lập hạ liền rời đi bách thảo đường chẳng qua trên đường trở về cố thất thất ngược lại là có chút tâm động vừa rồi trong đám người người kia nói nguyên bản nàng ngay tại kế hoạch y quán sự tình chỉ là bởi vì một mực bởi vì những chuyện khác cộng thêm không có vị trí thích hợp cho nên một mực chậm trễ bây giờ bách thảo đường cái này có sẵn không mua ngu sao mà không mua lập hạ ngày mai Ngươi đi một chuyến Khương gia, nghĩ biện pháp đem tiệm thuốc này mua lại. Ngay tại đánh xe ngựa lập hạ trả lời, được. Vừa rồi có người lúc nói, cô nương không có đáp ứng, ta còn tưởng rằng ngươi đây là muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Cố thất thất, có cơ hội khẳng định là sẽ không bỏ qua, chỉ nói là có mấy lời tự nhiên không thể làm mặt trực tiếp đáp ứng. Khương Đại Phu chúng ta cũng là đã gặp mặt vài lần, nhưng hắn cả đời tâm huyết đều tại cái này tiệm thuốc bên trên, nhi tử không còn dùng được, lại đột nhiên chết bệnh, tiệm thuốc đều không tìm được phó thác liền đi chúng ta đưa nó ngô lại tối thiểu nhất cũng coi là không để lão nhân gia ông ta đi không an lòng đi lập hạ từng rất khoái mã xe trở lại cố phủ lúc này cơm tối đã làm tốt liền chờ cố thất thất về nhà nhìn thấy cố thất thất trở về muộn tề mai tiến lên quan tâm hỏi hôm nay làm sao trở về như vậy muộn cố thất thất một bên rửa tay một bên trả lời đi ngang qua bách thảo đường thời điểm gặp được có người gây sự liền đi thuận tiện chỗ sửa lại một chút cho nên liền chậm trễ lần sau ta nếu là trở về muộn các ngươi trước hết ăn không cần chờ ta tề mai không có việc gì chờ một lát không có gì đáng ngại cố thất thất đi thôi lập tức nàng liền đỡ lấy tề mai đi nhà ăn chờ cơm tối kết thúc đơn lỗi mới tìm được nàng nói rõ hôm nay khương công tử sự tình cô nương chúng ta đi đến khương gia thời điểm khương công tử mang theo người nhà đã chạy về sau ở cửa thành bắt đến hắn nhưng hắn dẫn người phản kháng, muốn xông ra thành đi. Cuối cùng ngay tiếp theo nương tử của hắn tại chỗ liền bị xử lý. Mặt khác nghe nói Khương Đại Phu chết cũng là bởi vì hắn. Cụ thể đơn lỗi không tiếp tục nhiều lời. Chẳng qua cho dù hắn không nói, cố thất thất cũng có thế minh bạch. Liền nói Khương Đại Phu trước đó vài ngày còn tại tử lâu gặp mặt qua, đều tốt, không có vấn đề gì, làm sao liền sẽ đột nhiên chết bệnh. Mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Bây giờ Khương công tử sau cùng hạ tràng cũng là trừng phạt đúng tội. Một bên lập hạ lúc này liền chậm rãi mở miệng nói ra, cô nương, kia Khương công tử chết rồi, tiệm thuốc. Chương 229, năm vị. Cố Thất Thất nghĩ nghĩ trả lời, tiệm thuốc, bao quát nhà hắn viện tử, tìm tri phủ đại nhân dựa theo giá thị trường cùng nhau đi mua dưới. Còn lại liền không liên quan chúng ta sự tình. Tại Đại Ung, bất động sản, bày sinh những cái này quyền kế thừa là vô cùng đơn giản bình thường thuộc về phụ mẫu phụ mẫu đã chết về sau tự nhiên là về hài tử chỉ cần có khế nhà là được nếu như người một nhà đều không có những cái này bình thường một loại liền gom về nước nhà cũng không có cái gì tam cô lục bà cũng có thế đến kế thừa nhưng có nợ bên ngoài những vật này về quốc gia kia quốc gia đương nhiên phải đem nợ bên ngoài diệt đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có phiếu nợ quốc gia mới có thể cho ngươi bạc nói mà không có bằng chứng chỉ có thể mình trả tiền nếu không từng cái đều đến tìm quan phủ đòi tiền, còn đến mức nào? Mặt khác, hoặc là chính là quốc gia không muốn, chủ nợ cầm phiếu nợ đi làm quan phủ chỗ chứng minh ngươi cái này phiếu nợ là hữu hiệu, sau đó liền có thể lấy tư gán nợ. Chẳng qua giống tiệm thuốc dạng này, vẫn là ung đô thành bên trong, loại này quan phủ khẳng định là muốn niêm phong thu hồi, sau đó lại tìm đủ tư cách người mua tiếp nhận nhà này tiệm thuốc. Mua thuốc bày lão bản mình nhất định phải là đại phu, mới có thể làm hạ kinh doanh chứng lần này kia họ khương ở bên ngoài hẳn là thiếu không ít bạc cũng không biết hắn như thế nào ăn chơi đàn điếm có thế thiếu nhiều như vậy tiền bạc cố thất thất vừa nghĩ tới chỗ này một bên lập hạ thuận tiện kỳ hỏi cũng không biết cái này khương công tử là thế nào chơi sao có thể ở bên ngoài thiếu nhiều bạc như vậy lập hạ dứt lời không đợi cố thất thất trả lời đơn lỗi nói ra bên ngoài bây giờ xuất hiện một loại kiểu mới cách chơi chính là đổ xúc sắc so lớn nhỏ những cái kia trong lúc rảnh rỗi kẻ có tiền đặc biệt là công tử ca liền sẽ ba năm cái hẹn cùng nhau chơi đùa quan chơi khẳng định không có ý nghĩa thế là liền có ép tiền bạc biện pháp cố thất thất nhìn xem đơn lỗi các ngươi không có chơi a à. đơn lỗi vội vàng trả lời không 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 chúng ta mới sẽ không đi chơi cố thất thất vậy là tốt rồi có tiền kia tồn về sau cưới vợ nuôi hài tử đơn lỗi nghe xong có chút xấu hổ gãi đầu một cái cố thất thất xấu hổ cái gì từng cái đều trưởng thành, chẳng lẽ không nên tiết kiệm tiền cưới vợ sao? Ta lại không có ý định buộc chặt các ngươi cả một đời. Bây giờ thân thể của các ngươi khế ta cũng đã trả lại cho các ngươi, thậm chí còn làm cho các ngươi ung đô tịch khế. chờ sau này tích lũy điểm tiền bạc, mua miếng đất xây cái tiểu viện tử, bó lớn cô nương gả các ngươi. bên cạnh ta chẳng phải có không ít, ta cũng không ngăn cản các ngươi xuống tay a, à, tới trước được trước. đúng không, lập hạ. đơn lỗi cười ha ha lập hạ đã bị phó đông nhớ thương cố thất thất ra vẻ kinh ngạc nhìn lập hạ chuyện khi nào ta làm sao không biết lập hạ có chút xấu hổ trả lời liền ngay tại trước đó không lâu cố thất thất nội tâm cũng không tệ lắm nâng lên bên ngoài không có tiếp tục giấu giếm ta sau đó lời nói ra lại là có thể vậy lúc nào thì quyết định thành thân ta cho các ngươi chứng hôn lập hạ nghe vậy được sủng ái mà lo sợ nhìn xem cố thất thất liền kém không có gạt ra hai giọt nước mắt biểu đạt mình cảm động. Tạ ơn cô nương, liền biết cô nương tốt nhất. Cố thất thất không để ý lập hạ cảm động, nhìn xem đơn lỗi nói ra, lập hạ bị phó đông đoạt chiếm được tiên cơ, ta tử lâu, công xưởng, cửa hàng cũng không ít cô nương tốt, lúc không có chuyện gì làm các ngươi liền đi thêm đi vòng một chút nhìn xem. Nếu không chờ sang năm cuối năm, ta kia trượt tuyết trận xây xong, các ngươi đều được an bài đi qua hỗ trợ, coi như nhiều thời gian như vậy tìm cô nương. Cố thất thất bên người cái này 50 cái hộ vệ, chạy nạn thời điểm liền theo nàng, mọi người ở chung lâu như vậy, đã sớm thắng qua chủ tử hộ vệ quan hệ. Cho nên đoạn thời gian trước nàng đem thân thể của bọn hắn khế cũng còn cho bọn hắn, còn cho bọn hắn tịch khế đều dời đến ung đô bên này làm ung đô tịch khế. Bọn hắn, từng cái cũng đều trưởng thành, là nên lập gia đình, tử lâu của nàng, cửa hàng, công xưởng lúc trước thông báo tuyển dụng thời điểm chiêu không ít không sai cô nương, kỳ thật nội bộ tiêu hóa cố thất thất là tuyệt không ngại. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cái này hai không phải cũng là nội bộ tiêu hóa, tốt bao nhiêu. Không chừng sang năm nàng đều có thể lại nhiều một con chó săn nhỏ. Duy trì nội bộ tiêu hóa, tỉnh bên người nàng về sau một đám đàn ông độc thân đi theo. Mà lại lúc này không giống ngày xưa, nàng cũng không cần bọn hắn một mực đi theo bảo hộ. Vừa vặn cho bọn hắn đều thu xếp công việc, đằng sau có cần điều động lại thu xếp chính là Là Cô nương kia sớm nghỉ ngơi một chút Đơn lỗi có chút xấu hổ đáp ứng, sau đó lui ra ngoài đơn lỗi lui ra phương ngọc vừa vặn trở về cố thất thất cùng phương ngọc đơn giản trò chuyện vài câu liền cắt về các phòng ngủ đi chẳng qua nguyên bản đã nói xong ngày thứ hai đi trượt băng nhưng bởi vì lập tức sẽ ăn tết phương ngọc bên kia còn có không ít đơn đặt hàng phải xử lý cố thất thất cũng phải bận bịu nàng sự tình sau đó trượt băng sự tình liền tạm thời đẩy sau chờ đằng sau làm xong rảnh rỗi lại đi cho nên mấy ngày kế tiếp Cố thất thất một bên vội vàng thu xếp nhân viên đồ Tết, cuối năm thưởng sự tình, một bên bận biểu tiệm thuốc sự tình. Chẳng qua nàng cửa hàng đều là ngành dịch vụ, cho nên đều không có ngày nghỉ, sau đó tại cuối năm thưởng phía trên liền cho hơi nhiều một chút. Mỹ phẩm dưỡng da công xưởng có thể thả ba ngày nghỉ. Mặt khác lúc này mới khởi công một tháng, đồ Tết như thường có, cuối năm thưởng liền tạm thời không có. Tiền tháng như thường lệ cấp cho. Tử phường không nghỉ ngơi. Tu kiến trượt Tuyết Trận Công trình đội cũng sớm đã nghĩ, chẳng qua khi đó mời công trình đội, không cần phải để ý đến. Đem sự tình kế hoạch xong về sau, thông báo các cửa hàng trưởng quỹ, từ trưởng quỹ đi chấp hành thao tác là được. Nàng là lão bản, không cần mình tự mình đi cấp cho. Chờ làm xong những công việc này, nàng liền bắt đầu ở nhà bồi tiếp tề mai, chờ lấy nàng sinh sản. Thuận tiện giày vào một chút đồ Tết. Ăn Tết liền phải từng có năm hương vị. Chưng rượu nếp, đánh bánh dày, giết năm heo, hung thịt khô, tịch cá, lạp xưởng, máu heo viên thuốc vân vân. Đem hiện thế rất sớm trước ăn Tết thứ mùi đó đều cho dày vào một lần. Hiện thế bởi vì về sau khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều thứ không riêng chỉ có ăn Tết có thế ăn, bình thường cũng có thế ăn vào. Mà bây giờ cố thất thất sau khi xuyên việc, mặc dù nàng có điều kiện, rất nhiều thứ cũng có thế tự mình làm, nhưng ăn Tết nên có niên kỹ vị vẫn là muốn cả lên. Bình thường những cái này ăn uống nàng không tham dự, đều giao cho hạ nhân đi làm, nhưng hôm nay ăn Tết, vì thể nghiệm năm vị, tự nhiên là muốn đích thân động thủ. Tại 15 tháng 12 ngày này, cố phủ chính viện trong viện, mọi người vội vàng đánh bánh dày, bận biểu quên cả trời đất. Các nam sĩ phụ trách đánh, các nữ sĩ phụ trách đem đánh cốt bánh dày chia một nhỏ cái một nhỏ cái nắm một mì, sau đó dùng tay đè ép, chờ thả lạnh về sau liền thành từng bước từng bước bánh dày. Cố thất thất thích ăn bánh dày nấu rượu ngọt. Nấu ra tới bánh dày quy đạn quy đạn, thêm điểm đường, rượu ngọt ngọt ngào đặc biệt tốt uống. Mà lại loại này mặc dù gọi rượu ngọt, nhưng thực tế không có gì số độ, làm sao uống đều uống không say. Coi như nước chè đồng dạng uống đều được. Đang lúc phòng bếp rượu ngọt nấu bánh dày vừa ra nồi, ngoài cửa liền tiến đến mấy cái một thân mù sương nam nhân. Chương 231, tiệc đón gió biến cảm tạ yến, một Chậm chậm, tề lão thái quá lúc này mới bưng canh tới gần tề mai. Mau thừa dịp nóng đem cái này canh uống nếu không một hồi hài tử nên chịu đói. Sinh sản trước bọn hắn thương lượng hậu sản hài tử là tìm nhũ mẫu giúp cho ăn vẫn là tề mai mình uy. Lúc ấy tề mai không hề nghĩ ngợi quyết định mình uy. Mình cho ăn lớn hài tử cùng mình thân, tìm nhũ mẫu trở về là nhẹ nhõm, nhưng về sau hài tử đối nhũ mẫu có ý lại, đối nàng cái này mẹ để liền không có sâu như vậy tình cảm. Lại nói, nàng cùng cố bắt tình cảm cũng không cần hy sinh hài tử đến giữ gìn. Cố bắt thấy nhạc mẫu bưng tới canh gà, thuận tay tiếp tới, vất vả mẫu thân. Sau đó quay người liền quan tâm từng ngụm đúc tề mai. Cố thất thất ôm lấy trải qua nàng vụn trộn cho ăn nước linh tuyền đã ngủ đệ đệ, nhìn xem hạnh phúc cha mẹ, trong lòng cũng tràn đầy yêu thích. Tiểu gia hỏa, nhìn thấy không, cha mẹ mới là chân ái, ta hai chính là cái ngoài ý muốn. Tề lão thái quá nghe cố thất thất trò đùa lời nói, treo gẹo vỗ nhẹ cố thất thất cánh tay, không có chính hình. Đem hài tử cho ngoại tổ mẫu ôm một cái. A à dạ bọn hắn còn ở bên ngoài chờ ngươi, các ngươi đây là có việc phải nắm chặt đi làm việc đi. Trong nhà có ngoại tổ mẫu tại, không cần ngươi lo lắng. Cố thất thất, trong nhà ta tự nhiên là không lo lắng, tiểu gia hỏa kia liền giao cho ngoại tổ mẫu. Mẫu thân uống xong canh liền để nàng nghỉ ngơi sẽ, tối nay tái khởi tới đúc tiểu gia hỏa. Để tiểu gia hỏa nhiều hút hút, dạng này xuống sữa mới hạ nhanh. Tề lão thái quá cười thấy răng không gặp mắt, được rồi. Lại nhảy bên trong dông dài, sau ngươi ngoại tổ mẫu ta còn dông dài. Cố thất thất hoặc bác lê lưỡi, sau đó đem tiểu gia hỏa đưa cho ngoại tổ mẫu, mình thì từ phòng bên trong đi ra. Phương Ngọc nhìn thấy cố thất thất lập tức nên đón tiếp lấy, thế nào? Thế nào? đệ đệ đáng yêu không? Cố thất thất vẫn được. Phương Ngọc đều nói vừa sinh ra tới hài tử sẽ rất đen rất xấu. Có phải là a? À? Cố thất thất kia không nhất định. Nhà chúng ta cái này đệ đệ ta nhìn vẫn được lớn lên nhất định có thể mê đảo không ít cô nương phải biết cố thất thất là tay cầm linh tuyền cố thất thất nước linh tuyền cũng không phải bình thường nước khi đệ đệ của nàng sau khi sinh có thế xấu nhìn xem phương ngọc hiếu kỳ dáng vẻ cố thất thất nói ra tốt nếu là thực sự hiếu kỳ ngươi vào xem không là tốt rồi chẳng qua mấy người các ngươi thì thôi các ngươi là nam nhân không thể tùy tiện vào đi phương ngọc chờ cố thất thất nói xong người liền đã vào nhà bên trong đi qua một hồi lâu mới ra ngoài. Vừa ra tới Phương Ngọc liền nhịn không được nói ra, xem ra truyền ngôn không thể tin. Tiểu gia hỏa này trắng trắng mập mập, quả thực quá đáng yêu. Cố thất thất, đáng yêu chờ thêm mấy năm chính ngươi cũng sinh một cái. Một cái không đủ sinh hai cái. Phương Ngọc có chút xấu hổ, thường ngủ lại trong bụng nở hoa. Sau đó Phương Ngọc lại nói, hôm nay nương sinh sản, kia ngươi có phải hay không đi không được. Khi chúng ta ước định sự tình đẩy sau, thường ngủ, ước định chuyện gì? Phương Ngọc, bí mật. Cố thất thất, chờ hai ngày đi, mẹ ta vừa sinh xong, mặc dù không có vấn đề gì, nhưng ta để ở nhà cũng nên yên tâm chút. Phương Ngọc, không nóng nảy, bồi nương mới là trọng yếu nhất. Vừa vặn cái này công xưởng bên kia chờ lấy xuất hàng, ta đi qua nhìn chầm chầm điểm. Cố thất thất, được. Hai tỷ mỗi ngươi một lời, ta một câu, cứ như vậy nói xong. Bên cạnh mấy nam nhân thấy một mặt mộng, hoàn toàn không biết cái này hai tỷ muội đang nói cái gì cuối cùng nam cung dạ chậm rãi mở miệng vừa vặn chúng ta tiến một chuyến cung cùng lục đệ đem khoảng thời gian này sự tình nói một chút cố thất thất đi sớm về sớm nam cung dạ gật gật đầu từng trước đó nam cung dạ ra ngoài khương tố bị cố thất thất tiếp đến cố phủ ở hôm qua nam cung dạ một đoàn người đều trở về lúc đầu bọn hắn là chuẩn bị về bình dương vương phủ nghỉ ngơi kết quả lúc chiều hạ lên tuyết lớn sau đó liền ngủ lại tại cố phủ ở một đêm nguyên bản cố thất thất kế hoạch hôm nay mang mọi người đi trượt tuyết trận chơi kết quả tề mai sớm mấy ngày sinh sản kế hoạch chỉ có thể tạm thời đẩy sau chẳng qua muộn hai ngày cũng không sao vừa vặn hai ngày này tuyết rơi chờ tuyết ngừng lại đi chính chính tốt cuối cùng thương lượng xong về sau mọi người liền bắt đầu các bận biểu các cố thất thất thì chuẩn bị để phòng bếp đi làm điểm cá trích canh tới cá trích canh tốt nhất xuống sữa Kết quả quay người lại, Khương Tố vừa vặn bưng một bát cá trích canh tới. Khương Di. Cố thất thất kêu lên. Bọn hắn đâu? Khương Tố hỏi, sau đó hỏi xong không đợi cố thất thất trả lời lại nói, các ngươi hôm qua không phải hẹn xong muốn đi ra ngoài sao? Cố thất thất, mẹ ta vừa sinh sản xong, ta không yên lòng, cho nên liền để mọi người đi trước bận biểu sự tình khác đi. Chờ muộn hai ngày lại hẹn. Khương Tố, không có việc gì, trong nhà có chúng ta đâu. Cố thất thất nhìn xem Khương Tố trong tay canh, nói, vậy được, kia vất vả Khương Di đem canh đưa vào đi. Ta đi một chuyến tử lâu. Khương Tố cười đáp ứng, được. Ngươi yên tâm đi làm việc đi. Sau đó cố thất thất cũng đi ra ngoài bận biểu chính mình sự tình đi. Tử lâu khoảng thời gian này mọi người cũng là bận biểu chân không chạm đất. Sáng trưa tối chiêu đãi khách nhân. Chờ thêm sáng trưa tối giờ cơm về sau lại binh bên trong ban lan làm lên trang trí. Chẳng qua công trình này không lớn không nhỏ, tối thiểu nhất còn muốn cái 3 năm ngày khả năng hoàn thành. Vừa vặn bây giờ khoảng cách ăn Tết còn có gần nửa tháng. Hoàn thành sau còn lại chính là yên lặng chờ 30 Tết ngày ấy. Năm nay cái này năm nhất định sẽ là một cái không giống niên kỹ. Ban đêm, cố thất thất nói xong, mọi người cùng nhau đi tủ lâu ăn cơm, cho mấy vị ra ngoài tướng quân bày tiệc mời khách. Bây giờ Triệu Tùng, Triệu Hổ, Thường Ngũ, Thường Ninh đã là riêng phần mình tay cầm ba vạn binh lực tiểu tướng quân trước đó bọn hắn được sách phong liền trực tiếp ra ngoài đều không hảo hảo chúc mừng bây giờ bọn hắn trở về tự nhiên thật tốt chúc mừng một phen chẳng qua tề mai bởi vì sinh sản liền không thể đến đương nhiên cho dù trong nhà chúc mừng nàng cũng không thể tham gia chẳng qua lời chúc phúc của nàng cùng tâm ý mọi người tự nhiên là thu được buổi tối trên bàn cơm mọi người lại là tụ hội một đường liền nam cung giật lại vụng trộn mang theo dương tuyết cũng chạy đến nhìn xem đại biến dạng tử lâu Nam cung dạ ngược lại là không có gì kinh ngạc, dù sao hắn thỉnh thoảng liền sẽ trở về một chuyến. Cố thất thất tất cả công trình hắn cũng đều rõ ràng. Kinh ngạc nhất chỉ có triệu hổ bốn người bọn họ. Đừng nhìn bình thường rất bình tĩnh thường ninh, nhìn xem đại biến dạng cửu lâu nội tâm của hắn cũng là kích động thêm khâm phục. Thất thất, cái này chén mọi người chúng ta kính ngươi. Đột nhiên Triệu Tùng đứng lên bưng chén rượu nói. Hắn vừa nói xong, thường ngủ mấy người, bao quát Nam cung dạ, Nam cung Dật phương ngọc mấy người cũng đều đứng lên có thể nói trừ mấy vị trưởng bối không có đứng nên đứng đều đứng lên cố thất thất nhìn xem đột nhiên đều nghiêm túc như vậy một đoàn người cũng đi theo đứng lên triệu tùng thất thất cái này chén kính ngươi bởi vì có ngươi mới có ta triệu tùng hôm nay nếu như không có ngươi hiện tại ta còn không biết sống không có còn sống cho nên cái này chén nhất định phải kính ngươi đại ân đại đức đều tại trong rượu này Triệu hổ đi theo phụ họa, còn có ta. Cũng cảm ơn ngươi thất thất. Là ngươi đang chạy nạn trên đường gặp được chúng ta, còn mang theo chúng ta cùng một chỗ chạy nạn. Mặc dù nhìn tựa như là chúng ta tại bảo vệ ngươi, kỳ thật một đường đều là ngươi tại bảo vệ chúng ta. Có ngươi, mới có ta hiện tại. Hết thảy tại trong rượu. Nói xong, triệu hổ uống trước rồi nói, một hơi đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Chương 232, tiệc đón gió biến cảm tại yến, 2 sau đó thường ngủ, thường ninh cũng không ít. Chúng ta không quá biết nói chuyện, tất cả cảm tạ đều tại trong rượu. Thường ngủ, thường ninh đồng dạng nâng chén đem rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó đến phiên nam cung dạ, nam cung giật. Ta trước, ta trước nói, nam cung giật vượt lên trước một bước nói, nhớ ngày đó ta vẫn là bị lợi dụng để tới gần ngươi. Còn tốt lúc trước ngươi không có một đao giải quyết ta. Bây giờ ta hết thảy đều là ngươi cùng tam ca cho. Cám ơn ngươi tam tẩu, Ngươi là huynh để chúng ta hai tái sinh phụ mẫu. Cố thất thất nghe xong, hỏa phong không đúng, tranh thủ thời gian ngăn cản. Ai ai ai, nghiêm trọng nghiêm trọng. Nam cung giật nhìn xem khương tố, đánh đánh miệng của mình, thật có lỗi. Nhất thời kích động, nói sai. Dù sao, thất thất, cảm ơn ngươi chính là, có ngươi mới có hiện tại ta. Ta làm, ngươi tùy ý. Lại một cái uống một hơi cạn sạch. Chẳng qua cố thất thất tôn trọng mọi người, cho nên mỗi lần đều có đáp lại mọi người một chén chờ Nam Cung giật nói xong, rốt cục đến phiên Nam Cung dạ. Chỉ thấy tất cả mọi người chăm chú nhìn xem Nam Cung dạ, nhìn hắn sẽ nói cái gì. Sau đó Nam Cung dạ chậm rãi mở miệng, mới gặp là ngươi cứu ta. Gặp lại là ngươi cứu mẫu thân của ta đồng thời cũng đã cứu ta. Lại về sau chúng ta tổ đội cùng một chỗ chạy nạn. Ngay từ đầu chỉ muốn tìm có thế bảo vệ ta người của mẫu thân. Nhưng cuối cùng không nghĩ tới là ta đưa ngươi kéo xuống nước, cuốn vào Nam Cung gia dạ đấu tranh bên trong nói thật ta hối hận rất nhiều lần lo lắng ngươi lại bởi vì ta mà bị thương tổn lúc trước liền không nên tự tư lôi kéo ngươi cùng một chỗ chẳng qua còn tốt còn tốt ngươi so ta trong tưởng tượng càng cường đại cường đại đến không cần bất luận kẻ nào che chở nhưng ta lại tự ti lo lắng cho mình không xứng với ngươi lo lắng ngươi lại bởi vì nam cung gia cái này chồng chuyện phiền quái không muốn cùng ta cùng một chỗ cho nên ta cố gắng giải quyết những việc này cố gắng để cho mình cường đại tranh thủ không nói bảo hộ ngươi, nhưng tối thiểu nhất không muốn kéo ngươi chân sau. Nhưng ta lại sai, ngươi không riêng không có ghét bỏ ta, thậm chí một đường đều làm bạn với ta. Theo giúp ta giải quyết hạn hoang, theo giúp ta giải quyết chiến loạn, theo giúp ta trải qua đoạn đường này mưa gió. Cám ơn ngươi, thất thất, cám ơn ngươi một đường theo giúp ta đi tới, không có ghét bỏ, không có từ bỏ. Một đường làm bạn, một đường trợ giúp. Cả đời này, ta nam cung dạ, không thể báo đáp, trong lại sinh đổi ta đến hộ ngươi. Nói xong, Nam Cung dạ một chén rượu vào trong bụng. Cố thất thất trả lời, không cần tới sinh, nửa đời sau, ngươi hộ ta. Dạng này ta liền có thể thanh thản ổn định kiếm nhiều tiền. Nam Cung dạ nhìn xem cố thất thất, trong mắt lóe ánh sáng, cố thất thất chính là trong mắt của hắn ánh sáng, được. Đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều để ta đến hộ ngươi. Cố thất thất vậy ngươi đến lúc đó nhất định phải cố gắng đến tìm đến ta tìm tới ta ta liền để ngươi hộ ta nam cung dạ từng kỳ thật nam cung dạ cùng cố thất thất tình cảm là song hướng lao tới phía trước cố thất thất giúp nam cung dạ bây giờ nam cung dạ mạnh lên cũng là giờ đến phiên hắn trả giá tốt tốt các ngươi hai tú ân ái tối nay trở về phòng tú hiện tại giờ đến phiên ta đến phiên sau cùng phương ngọc nếu không phải nhìn phía trước nói chuyện chính là nam cung dạ nàng đều gấp bây giờ nam cung giả rốt cục nói xong dù sao cũng nên đến phiên nàng nói chuyện khụ khụ phương ngọc hắn giọng một cái chậm rãi nói ra trong này cực kỳ người phải nói cảm tạ là ta đã từng ta là một cái không người thương không người yêu những người kia miệng bên trong bồi thường tiền hàng tại ta cực kỳ lúc tuyệt vọng còn tốt đại ca nhị ca đã cứu ta nguyên lai tưởng rằng đại ca nhị ca cùng những người kia đồng dạng nhưng khi các ngươi đưa trong tay bánh bột ngô phân ta thời điểm ta biết ta đây là gặp được chân chính người tốt. Cho nên một chén này, đại ca, nhị ca, tiểu ngọc mời các ngươi. Cảm ơn các ngươi lúc trước đã cứu ta, đem ta từ những nhân thủ kia bên trong cứu ra. Nếu không hiện tại ta mới là không biết sống hay chết. Có lẽ sẽ bị những người kia bán cho những cái kia tai to mặt lớn lão gia, có lẽ thảm hại hơn, có thể sẽ bị bọn hắn nấu để lót dạ. Nói, Phương Ngọc hít mũi một cái, giơ chén rượu lệ rơi đầy mặt nhìn xem triệu tùng cùng triệu hổ đại ca, nhị ca, cảm ơn các ngươi. Nói xong, Phương Ngọc ngẩng đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cố thất thất thấy thế, vội nói, tốt, hôm nay bữa cơm này không phải cho đại ca bọn hắn bày tiệc mời khách, chúc mừng bọn hắn thăng quan sao. Làm sao cảm giác họa phong đột biến, thành đáp tạ yến. Thất thất. Phương Ngọc thanh âm vang lên lần nữa. Cũng cảm ơn ngươi. Gặp phải đại ca, nhị ca ta coi là đây đã là ta nhân sinh bên trong may mắn nhất nhưng không nghĩ tới lão thiên để ta bị đại ca nhị ca được cứu lại để cho ta gặp ngươi gặp được ngươi mới là ta nhân sinh bên trong cực kỳ hạnh phúc cực kỳ chuyện may mắn gặp được ngươi không riêng đại ca nhị ca nhân sinh phát sinh thay đổi cuộc đời của ta cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi đã từng ta nằm mơ cũng không dám yêu cầu xa vời có thế có kiếm được tiền thời điểm đã từng ta nghĩ đến không chết đói cũng không tệ nhưng gặp được ngươi ta không riêng kiếm được tiền, còn kiếm rất nhiều rất nhiều, làm được ngươi nói tài phú tự do. Càng làm cho ta từ một cái không người yêu không người thương nha đầu biến thành bây giờ có người đau có người thích nha đầu. Một chén này kính ngươi. Thất thất, cảm ơn ngươi thay đổi cuộc đời của ta. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định đầu thai làm nam nhân, sau đó cưới ngươi về nhà, làm trâu ngựa cho ngươi, thương ngươi yêu ngươi, bảo hộ ngươi, ta tận hết khả năng cho ngươi tốt nhất. Lời này mới ra, triệu hổ treo gẹo nói, vậy ngươi đây là muốn cùng tam đệ đoạt thất thất, không sợ ngươi tam ca đánh ngươi. Nghe xong triệu hổ, Phương Ngọc nhìn xem nam cung dạ, nói, kia không cùng tam ca đoạt, vậy ta cùng thất thất tiếp tục làm tỉ muội làm thất thất thân muội muội Làm nương thân nữ nhi. Một bên triệu tùng cũng treo gẹo nói, kia không làm khương di nữ nhi rồi. Nguyên bản còn nói một cái nước mũi một cái nước mắt Phương Ngọc, nghe mọi người treo gẹo, cũng không có sinh khí, ngược lại là trong lòng ấm áp. Bởi vì nàng có hai cái mẫu thân yêu có mọi người yêu a nha đại ca nhị ca các ngươi còn như vậy ta coi như sinh khí ta cái này thật vất vả nói đến chính nghiêm túc các ngươi một cái hai cái liền biết trêu ghẹo ta không nói kiếp sau trước làm nương nữ nhi kiếp sau sau nữa lại làm mẫu thân nữ nhi tóm lại cũng không cùng tam ca đoạt thất thất nói như vậy không ai trêu ghẹo ta đi tất cả mọi người nhìn xem tiểu ngọc lấy bộ dáng gấp gáp sau đó cũng nhịn không được cao hứng cười lên ha hả Khương Tố an ủi, đừng phản ứng bọn hắn, ngươi nói tiếp ngươi. Phương Ngọc biểu môi, không nói, lần sau ta đơn độc vụn trộm nói, không cho các ngươi biết. Cố thất thất cười không ngậm mồm vào được, thu được Phương Ngọc ý cảm tạ. Tốt, đều không cho khi dễ muội muội ta. Cẩn thận ta đánh các ngươi. Tiểu Ngọc, đến tỷ muội chúng ta hai đi một cái. Sau đó hai tỷ muội đem còn lại đều đặt ở trong rượu, lại đem uống rượu tiếng trong bụng. Có mấy lời các nàng tỷ muội hiểu là được, không cần nói ra cũng đều có thể hiểu. Chương 233, hai người trượt băng. Nguyên bản Phương Ngọc còn muốn lấy cảm tạ Khương Tố cùng Tề Mai một phen. Nhưng bởi vì bị trêu ghẹo, cuối cùng Phương Ngọc lựa chọn về sau chậm rãi dùng hành động thực tế đến cảm tạ. Cơm nước no nê về sau, mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Nam cung Dạ về hắn Bình Dương Vương phủ. Triệu Tùng, Triệu Hổ, Thường Ngũ, Thường Ninh, bốn người về bọn hắn Tiểu tướng quân phủ. Hiện tại bọn hắn là tiểu tướng quân thân phận, tự nhiên là có thể có được phủ đệ của mình. Chẳng qua cũng may mọi người phủ đệ đều cách không xa, muốn gặp mặt vẫn là rất dễ dàng. Sau năm ngày, Cố Thất Thất chờ Tề Mai hoàn toàn khôi phục, không có vấn đề gì mới yên tâm chuẩn bị mang theo mọi người đi trượt tuyết trận chơi. Trước mấy ngày vừa vặn hạ tuyết thật dày, chính là trượt tuyết thời điểm tốt. Nhìn xem cao ngất đại sơn bị tu kiến thành trượt tuyết trận, mặc dù mới hai đầu đạo bông tuyết dài, triệu hổ tổ bốn người vẫn là chấn kinh đến kém chút quai hàm đều rơi trên mặt đất. Mấy cái đại nam nhân, tại cố thất thất đơn giản giải thích xuống, rất nhanh liền trực tiếp bắt đầu trượt. Những người này dường như làm không biết mệt, trượt xong một lần lại một lần, trọn vẹn trượt ba lần, chơi một buổi sáng. Này sẽ trên tuyết sơn mặc dù còn không có lắp đặt trồng rọc xe cáp, nhưng cũng may tất cả mọi người là có kinh công trong người, trượt xuống đến đem trang bị tạm thời cởi, sau đó khinh công nhảy lên, liền hướng trên núi mà đi. Cố thất thất cùng Nam Cung Dạ chỉ trượt một lần, sau đó hai người ngay tại chân núi trượt băng. Nam Cung Dạ không phải rất biết trượt, cố thất thất tay nắm tay chậm rãi kiên nhẫn dậy. Trải qua nhiều lần thất bại, nhiều lần ngã sấp xuống, rốt cục Nam Cung Dạ xem như có thế độc lập tại trên mặt băng chậm rãi trượt. Mặc dù không thể trượt quá nhanh, cũng sẽ không trượt ra nhiều kiểu đến, nhưng tối thiểu nhất hắn có thể thuận lợi đứng tại trên mặt băng. Cái này là rất không tệ. Trượt băng cùng trượt tuyết đều giảng cứu một cái lớn mật, không cần phải sợ té ngã, bảo trì cân bằng kỳ thật liền có thể rất nhanh học được. Ngươi bây giờ có thể tự hành chậm rãi đi. Vậy ngươi liền tự mình chơi sẻ, ta cũng đi mình chơi hội. Nam cung dạ gật gật đầu, chính ta chậm rãi làm quen một chút. Sau đó cố thất thất buông ra nam cung dạ tay, sau đó xác định hắn đứng vững về sau mình chậm rãi lui lại. Không sai, cứ như vậy, chậm rãi hướng phía trước. Cố thất thất vừa nói một bên tăng tốc mình lui lại tốc độ, rất nhanh liền cùng nam cung dạ kéo dài khoảng cách. Nhìn xem cách mình càng ngày càng xa cố thất thất, nam cung dạ dừng ở tại chỗ nhìn xem nàng trượt. Chỉ thấy cố thất thất chậm rãi càng trơn càng nhanh, cái cuối cùng nhảy chuyển, từ rút lui trượt băng đổi thành tiến lên trượt băng. Mà lại tốc độ cũng giống như vậy càng lúc càng nhanh. Chờ nhanh tới trình độ nhất định thời điểm lại từ từ chậm lại. Ngay sau đó lại gặp cố thất thất một cái nhảy. Vọt, tại không trung đến cái hoàng mỹ lớn xoay tròn, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, tiếp tục trượt. Một hồi một cái nhảy vọt, một hồi một cái xoay tròn, một hồi một cái xoay nhanh, một hồi đơn độc một mực chân trượt, cả người song song thành một con chim lớn. Khi thì sẽ còn một chân xoay tròn. Thấy Nam Cung dạ gọi là một cái trận mắt hốc mồm. Ở kiếp trước đào thất thất bởi vì nghề nghiệp nhu cầu, kỹ năng, bản lĩnh học cũng không ít. Dạng này khả năng chạy khắp tại từng cái tội phạm đội bên trong làm nằm vùng. Còn tốt bởi vì ở kiếp trước nghề nghiệp nguyên nhân học không ít bản lĩnh, nếu không xuyên qua tới nàng cũng không thể lẫn vào tốt như vậy mặc dù tay nàng nắm hắt nhưng tiền đề cũng phải muốn mình có bản lĩnh nếu không bị diệt khẩu cũng chỉ là vấn đề thời gian cho nên nói a à, người mặc kệ lúc nào đều phải có bản lĩnh nếu không xuyên qua tới đều sống không quá hai tập tại trên mặt băng tự do trượt một hồi lâu cố thất thất rốt cục vui sướng ra một thân mồ hôi cuối cùng thở hồng hộc ngồi ở bên cạnh trên ghế dài chờ hắn hướng nam cung dạ nhìn lại lúc liền gặp nam cung dạ cặp kia cực nóng con mắt nhìn chầm chầm vào chính mình. Cố thất thất, làm gì nhìn ta như vậy, ngươi làm sao không trượt. Nam cung dạ, nhìn ngươi trượt. Đẹp mắt, trên mặt băng ngươi rất đẹp. Bởi vì lúc này là cổ đại, cố thất thất mặt chính là cổ đại quần áo, vẫn là đại hộ nhân gia xuyên cái chủng loại kia đẹp mắt tài năng làm quần áo, một thân lam nhạc ở giữa bạch tơ lụa, tại không trung xoay người, xoay tròn thời điểm giống như tiên nữ hạ phàm cho nên nhìn ngốc nam cung dạ không riêng gì cố thất thất trượt băng tiêu chuẩn càng là nàng trượt băng lúc kia đẹp như tiên nữ thân ảnh tại trong tuyết trượt nhẹ nhàng nhảy múa cố thất thất bị nam cung dạ khoa trương cũng không có cảm thấy ngượng ngùng mà là vừa cười vừa nói tạ ơn chờ ngươi học được ta bảo ngươi trượt hai người băng nam cung dạ cái gì là hai người băng cố thất thất chính là hai người tổ hợp trượt nam cung dạ minh bạch về sau nháy mắt hứng thú vậy bây giờ liền dạy ta nói xong nam cung dạ thuận lợi trượt lên đi vào cố thất thất trước mặt cố thất thất nhìn xem hắn ngươi sẽ trượt nam cung dạ sẽ không chẳng qua là ngươi nói trượt tuyết cùng trượt băng đều như thế lá gan phải lớn bảo trì cân bằng đi lên phía trước là được cho nên ta liền chiếu phương pháp của ngươi lướt qua đến cố thất thất xem xét liền minh bạch nam cung dạ cái này cẩn thận nghĩ rõ ràng mình cũng sớm đã học được lại không phải lôi kéo tay nàng nắm tay dạy hắn chẳng qua đây là hai người khó được một mình thời gian hắn cố ý như vậy cũng không có gì phải tức giận. Tình cảm của hai người, có đôi khi cũng là cần phải có một người giả ngu giả bộ hồ đồ. Nếu là hai người đều biểu hiện quá thông minh, kia còn có cái gì có thể xâm nhập giao lưu đây này. Cố thất thất nhìn xem nam cung dạ, sau đó đứng dậy nhanh chóng trượt lên. Ngươi theo đuổi ta, đuổi kịp ta ta hiện tại liền dạy ngươi trượt hai người băng. Nam cung dạ cười nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Nói xong cũng nhanh chóng đuổi theo nhìn xem nam cung dạ đuổi theo tốc độ cố thất thất dương lên khóe miệng sau đó tăng tốc mình tiến lên tốc độ sau đó tiếp xuống hình tượng thì là nàng chạy hắn truy nàng đi một vòng nam cung dạ đi theo đi một vòng nàng nhảy vọt một vòng nam cung dạ nhanh chóng hướng về phía trước tiếp được nhảy vọt sau chuẩn bị rơi xuống đất cố thất thất sau đó ông lấy nàng chuyển lên vài vòng lại nhẹ nhàng đem cố thất thất buông xuống sau đó lại tay cầm tay tại trên mặt băng trượt một vòng mặc dù nam cung dạ là lần đầu tiên trượt nhưng hắn cùng cố thất thất ăn ý hai người phối hợp hoàng mỹ không một tỳ vết hai người tại trên mặt băng nhẹ nhàng nhảy múa nhìn nổi phía sau núi một đoàn người đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm khen không dứt miệng thường ngủ tài tử gia nhân triệu tùng trai tài gái sắc triệu hổ ông trời tác hợp cho phương ngọc đẹp thường ngủ quá đẹp thường ninh đẹp như thiên tiên hai người này phản phất là từ trong tranh đi ra đến triệu hổ đi chúng ta cũng đi chơi thường ngủ nhìn một chút phương ngọc đi phương ngọc gật gật đầu một đoàn người liền đem trượt tuyết trang bị đổi thành trượt băng trang bị sau đó cùng nhau gia nhập trượt băng trong đội ngũ thường ngủ cùng phương ngọc hai một tổ triệu tùng chỉ có thể cùng triệu hổ một tổ cuối cùng chỉ có thường ninh người cô đơn một người một người chơi luôn luôn khuyết điểm ý tứ còn động một chút lại quẳng không đứng dậy được cuối cùng thường ninh đành phải từ bỏ sau đó ngồi tại bên cạnh bên cạnh trên ghế ngồi ăn công nhân nướng khoai lang, nhìn xem trên mặt băng mấy người chơi quên cả trời đất. Cuối cùng bắt đầu nhịn không được cảm thán. Chương 234, nhặt cái cô nương làm nàng dâu. Ai, liền các ngươi đều có bạn, chỉ một mình ta người cô đơn. Xem ra ta cũng không thể lạc hậu. Ta cũng phải nắm chặt tìm bạn mới được, tỉnh mỗi lần chơi đùa các ngươi đều đem ta một người vứt bỏ. Nói xong, đang lúc thường Ninh chuẩn bị ngẫm lại đối nhà nào cô nương xuống tay lúc sau lưng đột nhiên vang lên một cô nương thanh âm ninh tướng quân ngươi làm sao không đi chơi xảy ra bất ngờ thanh âm đem thường ninh dọa giật mình trên tay khoai lang đều bị bị hù rơi tại trên mặt tuyết cũng may đất tuyết là sạch sẽ thường ninh có chút xấu hổ vội vàng không lưng chuẩn bị nhặt lên kết quả cô nương cảm thấy hù dọa người ta cũng có chút xấu hổ thế là cũng chuẩn bị không lưng hỗ trợ kết quả kết quả chính là hai người đầu gặp mặt đụng vào nhau Tê cô nương bị đụng đau hít sâu một hơi. Thường Ninh lập tức ấy nấy nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi không sao chứ. Nói xong, ngẩng đầu một cái liền gặp được một người mặt mặc dù rất phổ thông, nhưng toàn thân cao thấp lại thu thập phi thường sạch sẽ cô nương. Trên mặt bởi vì trời lạnh nguyên nhân, hai bên mặt ngạch bị đông cứng đỏ rực, mặt trên còn có một chút tiểu hắc sắc hạt tròn. Đây là bởi vì trời lạnh, không có bảo dưỡng nguyên nhân, làn da khô nứt đưa đến thô rác. Chẳng qua cho dù là dạng này, cô nương cũng sẽ đem mình thu thập gọn gàng nhìn xem đột nhiên từ trên trời giáng xuống cô nương nghĩ đến mình mới vừa rồi còn đang nghĩ tới sự tình thường ninh một chút liền có chút khẩn trương cô nương ngẩng đầu một cái liền gặp thường ninh nhìn chằm chằm vào mình nguyên bản mặt đỏ bừng càng là đỏ đến lỗ tai cây không có việc gì muốn nói xin lỗi hẳn là ta thật xin lỗi hù dọa ninh tướng quân thường ninh không có không có việc gì ngươi có sao không cô nương cười lắc đầu trả lời ta không sao trả lại ngươi nói xong cô nương liền cầm trong tay khoai lang còn cho thường ninh tạ ơn ngươi biết ta cô nương lắc đầu thường ninh vậy ngươi làm sao gọi ta ninh tướng quân cô nương trả lời đoán thường ninh một mặt kinh ngạc nghĩ thầm như thế tùy ý còn như thế tinh chuẩn cô nương nhìn ra thường ninh nghi hoặc cười trả lời phúc lộc phu nhân là ta người một nhà đông gia chúng ta quen biết phúc lộc phu nhân sau đó biết bên người nàng có một đám bằng hữu hai vị kia xem xét chính là hai huynh đệ kia nhất định là lỏng tướng quân cùng hổ tướng quân hai vị kia một vị là phương cô nương ta cũng nhận biết cùng phương cô nương cùng nhau nhất định là ngũ tướng quân thường ninh cho nên còn lại một cái ngươi một đoán liền biết ta là ninh tướng quân cô nương nhếch miệng ha ha cười cười thường ninh để cô nương chê cười một người cô đơn cho nên chỉ có thể ngồi tại cái này nhìn xem bọn hắn chơi cô nương không có việc gì a à, nên tướng quân như vậy ưu tú sớm tối cũng sẽ tìm tới thuộc về mình một nửa khác đến lúc đó cũng tại trước mặt bọn hắn chơi ngươi vượt lên trước một bước lỏng tướng quân cùng hổ tướng quân liền tốt thường ninh nhìn xem cô nương hỏi ngươi nói cố cô nương là ngươi đông gia ngươi tên là gì cô nương trả lời ta gọi diêu giao cha ta gọi diêu không ba mẹ ta họ khúc ta còn có cái đệ đệ gọi diêu tử dương thường ninh nghe xong, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cô nương này cũng là ngốc cô nương, liền hỏi nàng mình tên gọi là gì, kết quả đem cả nhà đều báo ra tới. Chẳng qua thường ninh một đoán lại nói, vậy ngươi cha mẹ là cái này tuyết trận công nhân. Diêu giao, từng cha mẹ ta trước mắt tại cái này cho cố cô, cô nương nhìn xem cái này tuyết trận, cha ta là thợ mộc, chờ đầu xuân hóa tuyết về sau cha mẹ ta sẽ tiếp tục cho cố cô, cô nương tu kiến trực tuyết trận. Thường ninh, vậy ngươi vừa rồi nói cố cô nương là ngươi người một nhà đông gia vậy ngươi diêu dao ta tại cố cô nương thất thất đẹp trang phường làm việc thường ninh vậy ngươi bây giờ làm sao diêu dao a à, ta hôm nay trực ca đêm buổi chiều mới đi đi làm thường ninh gật gật đầu kia minh bạch nhìn thời gian này sẽ còn sớm ngươi có muốn hay không thể nghiệm thể nghiệm cái này trượt băng diêu dao có thể chứ thường ninh ta mời ngươi tự nhiên có thể liền nhìn Diêu cô nương thưởng không thưởng cái mặt này. Diêu giao, nhưng ta sẽ không chơi. Thường ninh, không có việc gì, ta cũng sẽ không, nhiều quẳng quẳng liền tốt. Diêu giao xấu hổ cười một tiếng, gật gật đầu, được. Sau đó thường ngủ thay Diêu giao cầm lên một bộ thiết bị dạy nàng thay đổi. Có Diêu giao gia nhập, thường ninh lập tức chi lăng lên, vừa rồi mình một người cô đơn, không nghĩ tới bởi vậy được phúc, nhặt một cô nương. So sánh với Triệu Tùng, Triệu Hổ hai huynh đệ làm bạn, Hắn bạn thế nhưng là cô nương, có thế không thần khí a. À. Kỳ thật Thường Ninh vẫn là rất ôn nhu, đối mặt Diêu Dao đứng lên cũng không nổi bộ dáng, chính hắn cũng không hiểu còn rất là kiên nhẫn cổ vũ Diêu Dao. Sau đó nàng té ngã, hắn liền bồi nàng quẳng. Hai người ngắn ngủi không đến thời gian một nén hương, tối thiểu nhất quẳng không hạ 10 lần. Nguyên bản đã chơi ổn định triệu Tùng triệu Hổ, nhìn xem Thường Ninh động tĩnh bên này không nhỏ, sau đó dừng bước lại nhìn xem bọn hắn bên kia cuối cùng thấy rõ ràng thường ninh bên người đứng chính là vị cô nương thời điểm triệu hổ một mặt kinh ngạc cái này thường ninh từ nơi đó biến ra như thế một vị cô nương tiểu tử này có thể a à, trượt cái tuyết tìm cho mình một nàng dâu ta làm sao liền không có gặp được chuyện tốt như vậy triệu tùng cười nói coi như cô nương đứng trước mặt ngươi ngươi sợ là cũng nắm chắc không ngừng liền ngươi cái này ngu ngơ bộ dáng nhưng chớ đem cô nương dọa chạy triệu hổ ta làm sao liền nắm chắc không ngừng không tin ngươi thu xếp cái không sai cô nương thả trước mặt ta thử xem còn có ta nơi nào khờ giống ta như vậy nam nhân tốt cũng là rất khó được làm sao là có thể đem cô nương dọa chạy lúc này bên cạnh phương ngọc nghe được hai huynh đệ đối thoại vì vậy nói thế nào đại ca nhị ca đừng hâm mộ thường ninh cô nương kia là thất thất đẹp trang phường nữ công thất thất đẹp trang trong phường có rất nhiều cô nương đại ca nhị ca có thể đi gặp gỡ bất ngờ một chút a à nói không chừng kế tiếp thoát đơn chính là các ngươi đến lúc đó các ngươi cũng không cần ao ước thường ninh triệu hổ ngây ngô cười nói không có không có chúng ta vừa rồi nói đùa phương ngọc đại ca nhị ca cũng trưởng thành là nên tìm cái nàng dâu lập gia đình nếu không các ngươi về đến nhà trong nhà đều lãnh lãnh thanh thanh thường ngủ không cần không hảo ý lại ngượng ngùng xuống dưới cô nương tốt liền thành nhà khác phương ngọc lần sau thất thất đi đẹp trang phường thời điểm ta để nàng mang các ngươi đi vòng vòng thường ngủ gật gật đầu triệu tùng triệu hổ hai người bị nói ngượng ngùng tranh thủ thời gian tiếp tục chơi lên trượt băng về sau trượt băng sân bãi bên trên hai hai một tổ chơi quên cả trời đất thường ninh cùng diêu dao bên này thường ninh hiểu võ công rất nhanh liền học xong nhưng diêu dao không giống cho nên quãng đầu gối đều xanh một miếng tử một khối cũng còn không có học được không học ta quá đần học không được diêu dao vuốt vuốt đầu gối của mình sau đó ngồi xuống chuẩn bị từ bỏ. Thường Ninh thấy có chút đau lòng, vậy liền không học, lần sau dẫn ngươi đi chơi trượt tuyết. Vừa nghe nói lần sau đi chơi trượt tuyết, Diêu Giao đem đầu lắc cùng trống lúc lắc. Không không không, cái kia càng không được, hơi một không chú ý liền từ kia lăn xuống tới. Đến lúc đó mệnh đều không có. Chương 235, còn có kinh hỷ. Thường Ninh cười cười, ngươi không có đi qua trên núi A. Diêu Giao, không có. Thường Ninh, trên núi kia còn có một khối đất trống, có thể tại trên đất trống luyện tập. Diêu giao, cái kia cũng không muốn, băng đều học không được, trượt tuyết liền càng khó. Cố thất thất vừa vặn trượt đi qua, nghe được diêu giao rồi nói ra, không có việc gì, vừa mới bắt đầu học thời điểm cũng nên quản mấy lần. Người trước tiên có thể đem trượt băng học được, về sau lại trượt tuyết liền không có như vậy sợ hãi. Diêu giao nhìn thấy cố thất thất, đứng dậy chào hỏi, đông gia. Cố thất thất nhất nhất tay, ra hiệu nàng không cần như vậy khách khí. Sau đó đối thường ninh nói ra, kiên nhẫn chút, nàng không có cơ sở, học là muốn chậm rất nhiều. Chẳng qua không quan hệ, luyện nhiều một chút chậm rãi liền tốt. Các ngươi chơi trước, ta chơi mệt, đi thay quần áo khác. Cố thất thất nói xong vừa vặn đem trang bị đều cởi ra. Sau đó đem trang bị giao cho công nhân, mình thì đi tắm gội phòng tắm nước nóng, đổi bên trong mặt quần áo. Chơi lâu như vậy, bên trong mặt quần áo đều ướt đẫm muốn đổi bên trên khô mát mới dễ chịu. Băng trận bên này có tạm thời tu kiến mấy cái lâm thời tắm gội phòng. Mục đích đúng là thuận tiện chính bọn hắn tới chơi. Hôm nay bọn hắn tới chơi, công nhân tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt nước nóng. Nam cung dạ cũng đổi thân khô mát quần áo sau khi ra ngoài, liền cùng cố thất thất cùng một chỗ ngồi ăn nướng khoai lang, sau đó nhìn những người khác chơi. Chờ trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, chơi mệt mọi người mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lúc gần đi Cố Thất Thất nhìn xem Diêu Dao cười nói, về sau chúng ta coi như không đến, ngươi ở nhà trong lúc rảnh rỗi thời điểm cũng có thể thay đổi trang bị đi vào chơi, chơi nhiều mấy lần liền biết. Đông gia, vậy ta cũng có thể đi vào chơi sao? Diêu Dao kia 12 tuổi đệ đệ chạy tới nhìn xem Cố Thất Thất nháy mắt mong đợi hỏi. Cố Thất Thất gật gật đầu, bây giờ còn chưa gầy dựng, các ngươi có thể đi vào chơi, nhưng ghi nhớ nhất định phải chú ý an toàn. Diêu Dư Tử Dương cao hứng gật gật đầu, từng, Đông gia yên tâm." chúng ta đều sẽ chú ý an toàn. Tạ ơn đông gia. Cố thất thất, về sau đừng gọi ta đông gia, gọi ta thất thất tỷ tỷ. Diêu dư tử dương cao hứng hô, thất thất tỷ tỷ, tạ ơn thất thất tỷ tỷ. Thất thất tỷ tỷ đi thông thả. Lần sau thất thất tỷ tỷ lại đến, ta còn cho thất thất tỷ tỷ nướng khoai lang ăn. Cố thất thất cười vuốt vuốt Diêu dư tử dương đầu hỏi, hôm nay kia khoai lang là ngươi nướng. Diêu dư tử dương gật gật đầu, từng. Có phải là ăn thật ngon? ta chuẩn bị nướng nhiều chút, buổi chiều cầm đi trong thành bán một chút nhìn. Cố thất thất gật gật đầu, không sai nha. Đến lúc đó sinh ý khẳng định đại hỏa. Diêu Dư tử dương, đa tạ tỷ tỷ, mượn tỷ tỷ các ngôn. Cố thất thất, tốt, đi. Diêu Dư tử dương, tỷ tỷ gặp lại. Đưa tiễn cố thất thất một đoàn người, Diêu Dư tử dương liền không kịp chờ đợi trả lại trượt băng trang bị tại băng bên trên chơi. Chờ ăn cơm trưa hắn lại nhiều nướng chút khoai lang cầm đi bán. Cố thất thất bọn hắn bên này vừa trở lại ung đô thành, vừa vặn tiến cửa thành liền gặp lập hạ. Lập hạ mấy ngày nay bị cố thất thất thu xếp đi tiệm thuốc học tập đi. Cho nên hôm nay không có đi theo mọi người cùng nhau đi trượt tuyết. Lập hạ nhìn thấy cố thất thất một đoàn người xe ngựa, liền tranh thủ thời gian ngăn lại. Đánh xe ngựa thường ngủ tự nhiên là nhận ra lập hạ, thế là hỏi, lập hạ cô nương, người gấp cáp như vậy bận bịu hoảng làm sao rồi. Trong xe ngựa cố thất thất nghe được thường ngủ hô lập hạ, lập tức nhô đầu ra tìm tòi hư thực lập hạ nhìn thấy đưa đầu ra cố thất thất cũng không kịp trả lời thường ngủ liền nhìn xem cố thất thất nói ra cô nương tiệm thuốc vừa rồi đến mấy cái thụ thương bệnh nhân tổn thương nhiều nghiêm trọng tiệm thuốc đại phu đều bó tay toàn tập ta nghĩ đến chỉ có thể tìm cô nương ngài đi xem một chút tình huống cố thất thất trả lời ngươi lên trước xe ngựa nói xong một bên lôi kéo lập hạ lên xe ngựa lại vừa hướng thường ngủ nói ra nhanh đi tiệm thuốc Thường Ngũ đạt được Cố Thất Thất chỉ lệnh, đánh xe ngựa ngay lập tức hướng tiệm thuốc mà đi. Trên đường Thường Ngũ gia hỏa này vẫn không quên đối Cố Thất Thất tán dương một phen. "Thất Thất, chúng ta rời đi hơn nửa năm này, ngươi làm ăn này là càng làm càng lớn a, à, lần lượt cho chúng ta kinh hỉ. Bây giờ ngươi, có tử Lâu, có các loại cửa hàng, còn có rất nhiều trang tử, công xưởng, bây giờ lại ra tới cái tiệm thuốc. Nói một chút, ngươi còn có cái gì kinh hỉ là chúng ta không biết?" Cố Thất Thất kinh hỷ nếu là kinh hỷ sớm nói ra vậy thì không phải là kinh hỷ chẳng qua cửa hàng cái gì hiện tại các ngươi đều biết tuyết trận các ngươi cũng biết cái khác cũng cũng không có cái gì trong xe ngựa phương ngọc cũng không nhịn được nói ra thất thất trước mắt sinh ý các ngươi không sai biệt lắm hẳn là đều biết chẳng qua sinh ý bên trong có chút thay đổi các ngươi hẳn còn chưa biết chờ lấy xem đi dù sao còn có kinh hỷ chính là thường ngủ vậy ta càng chờ mong dứt lời tiệm thuốc liền đến tốt đến thường ngủ nói xong, nhảy xuống xe ngựa, rèm xe vén lên, để cho cố thất thất các nàng thuận tiện xuống xe. Tiệm thuốc bên trong người nhìn thấy cố thất thất đến, đều vây quanh. Hạng đại phu càng là lập tức tiến lên nói rõ tình huống, đông gia ngươi đến. Vừa rồi đến mấy cái bệnh nhân, là ngoài thành cách đó không xa một cái trong làng thôn dân. Mấy ngày nay liên tiếp tuyết lớn, tuyết lớn đem một gia đình phòng bếp áp sập, vừa vặn kia một gia đình có ba người tại phòng bếp vội vàng làm điểm tâm, Ba người này liền bị tuyết lớn ngăn chặn, cũng may thôn dân đồng tâm hiệp lực, rất mau đem bọn hắn cứu ra, nhưng có hai cái thôn dân bị nóc nhà đến rơi xuống tấm ván gỗ cuốn tới, tổn thương tương đối nghiêm trọng. Trước mắt còn có khí hơi thở. Bọn hắn nghe nói đông gia y thuật cao siêu, cho nên mang theo hai vị bệnh nhân tới cầu y, nghĩ đông gia có thể cứu cứu bọn họ. Dứt lời, cố thất thất vừa vặn đã đi tới tiệm thuốc cho mấy vị bệnh nhân đơn giản đem cái mạch. Mạch tượng trước mắt rất suy yếu, nhất định phải lập tức phẫu thuật mới được. Sau đó cố thất thất nhìn xem hạng đại phu nói nói, đem bọn hắn mang tới phòng bệnh, cẩn thận một chút, động tác đừng quá lớn, không muốn tạo thành hai lần tổn thương. Hạng đại phu gật gật đầu, đáp ứng, được. Sau đó liền sắp xếp người nhẹ chân nhẹ tay đem bệnh nhân nhất đi đấu chuẩn bị cho tốt không có mấy ngày trong phòng bệnh. Lúc này trong phòng bệnh trừ hai tấm giường bệnh, còn lại còn cái gì cũng không có. Dù sao cố thất thất mua xuống tiệm thuốc này cũng mới nửa cái tháng sau, một mua lại nàng liền cho tiệm thuốc một lần nữa làm một cái quy hoạch đem lầu hai lầu các nhà kho đổi thành ở lại gian phòng sau đó nhân viên toàn bộ đem đến lầu hai lầu các ở lại lại đem nguyên bản hậu viện nhân viên ở lại gian phòng đổi thành phòng bệnh phòng bếp không biến động nhà xí cũng không biến động chờ đem bệnh nhân nhất trừ bệnh trong phòng cố thất thất tiếp nhận phương ngọc đưa tới y dược trương liền tiến phòng bệnh phương ngọc lập hạ bảo vệ tốt cửa phòng bệnh đừng để bất luận kẻ nào tiến đến ảnh hưởng ta Phương Ngọc gật gật đầu, ngươi yên tâm ở bên trong cho bọn hắn chữa bệnh, bên ngoài giao cho ta. Cố Thất Thất phi thường yên tâm đáp ứng, được. Sau đó đem bệnh cửa phòng vừa đóng, bên ngoài liền giao cho Phương Ngọc cùng Lập Hạ nhìn xem. Có các nàng trông coi nàng tự nhiên một trăm cái yên tâm. Chương 236, Không Gian Bách Quả Viên 1. Trong phòng bệnh, Cố Thất Thất đem hôn mê hai vị bệnh nhân sử dụng ý niệm mang vào không gian phòng giải phẫu. Tiếng không gian phòng giải phẫu Hệ thống tự động đối bọn hắn tiến hành tiêu diệt, đem trên người bọn họ mang vào bệnh khuẩn triệt để tiêu diệt sạch. Đây chính là vô khuẩn phòng giải phẫu chỗ cường đại. Tiến phòng giải phẫu, thực dược, bạch chỉ một nhóm năm cái nhỏ cơ linh lập tức tiến lên hỗ trợ. Mang dưỡng khí, mang tâm điện giám sát nghi, toàn thân kiểm tra, chờ một chút, một mạch mà thành. Bên này cố thất thất thay đổi y phục giải phẫu, bên kia kiểm tra báo cáo kết quả lập tức liền ra tới. Xác định hai vị bệnh nhân hẳn là chú ý một số việc hạng phẫu thuật lập tức bắt đầu. Hai vị bệnh nhân, một vị tổn thương chính là chân, một vị tổn thương chính là phần bụng. Làm bị thương phần bụng bệnh nhân cũng may không có làm bị thương yếu điểm. Cầm máu về sau, cố thất thất đồng thời tiến hành hai trận phẫu thuật. Đồng thời tiến hành hai trận phẫu thuật, trình độ khó khăn vẫn là thật lớn. Chẳng qua cũng may lại thực dược bọn hắn hỗ trợ, bước kế tiếp muốn cái gì, bọn chúng đều sẽ sớm chuẩn bị đưa qua, nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý phẫu thuật là được. Một trận phẫu thuật, hai vị bệnh nhân, cố thất thất dùng một canh giờ hoàn thành. Dù sao cuốn tới bọn hắn tấm ván gỗ còn có không ít mảnh gỗ vụn, thanh lý vết thương thời điểm muốn đem mảnh gỗ vụn cũng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, dạng này hậu kỳ vết thương mới sẽ không lây nhiễm nhiễm trùng. Phẫu thuật thuận lợi hoàn thành, hệ thống thanh âm vang lên theo. Chúc mừng chủ nhân, đã hoàn thành 20 đợt người phẫu thuật, lần này phẫu thuật thu hoạch được 2.000 điểm tích lũy. Khác thu hoạch được cầu thang ban thưởng, đặc thù chìa khóa một viên chủ nhân nhưng sử dụng đặc thù chìa khóa mở ra mới gian phòng. Nghe được thu hoạch được 2.000 điểm tích lũy cố thất thất đổ không nhiều kinh ngạc, dù sao. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Mặc dù 2.000 điểm tích lũy tương đương 200 không lượng bạch ngân, nhưng bây giờ cố thất thất có tiền, sẽ không quá để ý cái này. Nàng chú ý chính là đặc thù chìa khóa. Điều này nói rõ còn lại hai cánh cửa, nàng lại có thể mở ra một cái. Vừa vặn này sẽ phẫu thuật mặc dù hoàn thành, nhưng bệnh nhân trước mắt vẫn còn đang đánh lấy giảm nhiệt châm, thuốc tê cũng còn không có qua, bọn hắn cần lưu ở phòng phẫu thuật quan sát quan sát, cố thất thất vừa vặn có thể thừa dịp cái này khoảng trống đi mở ra mới không gian. Nói làm liền làm. Đem 2.000 điểm tích lũy hối đoái thành bạch ngân về sau, ý niệm nhận lấy đặc thù chìa khóa, cầm lên đặc thù chìa khóa, cố thất thất liền thẳng đến còn lại không có mở ra hai cánh cửa mà đi. Cố thất thất cũng không có đi mở gian kia tiểu nhân, thẳng đến phòng lớn mà đi. Khóa rơi, cửa phòng. Mở. Lần này, một lần thành công mở ra. Lần này lấy được sẽ là gì chứ? Cố Thất thất lòng tràn đầy chờ mong, sau đó chậm rãi đem cửa phòng đẩy ra, làm nàng nhìn thấy gian phòng bên trong cảnh tượng lúc, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Không, nghiêm chỉnh mà nói là bên ngoài gian phòng cảnh tượng. Bởi vì cánh cửa này mở ra về sau bên trong cũng không phải là một gian phòng, mà là một mảnh không nhìn thấy bờ vườn trái cây. Đột nhiên hệ thống thanh âm lại tại cố thất thất vang lên bên tai. Chúc mừng chủ nhân thành công mở ra không gian bách quả viên căn cứ. Không gian bách quả viên trong căn cứ tụ tập trên trăm loại hoa quả. Không phân bốn mùa, không phân nam bắc. Mỗi một loại quả cũng có 50 quả trở lên cây ăn quả. Khác, bách quả viên bên trong miễn phí phụ tặng 50 tên người máy nhà vườn, nhà vườn quản lý vườn trái cây thường ngày bên ngoài, mỗi một trái chính hậu quả nông hội ngay lập tức ngắt lấy ra tới, sau đó để vào không gian trong kho hàng quả trong rổ. Tại hệ thống giới thiệu lúc cố thất thất đã tiến vào trong vườn trái cây. Liền thấy trong vườn trái cây có nàng trước mắt còn chưa tìm được quả. Long nhãn, anh đào, quả anh đào, tỳ bà, quả dứa, sơn trúc, măng cục, sen sương mù, các chủng loại quả đào, các chủng loại quả sổ, các chủng loại trái bưởi, mềm tử cây liệu, thích già quả, các chủng loại hỏa long quả, da bảo quả, các chủng loại quả hồng, chờ chút, chờ chút thậm chí còn có rất nhiều cố thất thất ở kiếp trước đều chưa thấy qua hoa quả, hái xuống cố thất thất sợ là cũng sẽ không ăn. Hẳn là nước ngoài mới có hoa quả. Có cái da rắn quả nàng nghe qua, gặp qua, nhưng chưa từng nếm qua. Thậm chí liền các cức, lạc thần hoa quả, đâm lê, hạt dẻ những cái này nơi này đều cái gì cần có đều có. Tóm lại nơi này hoa quả chỉ có nàng chưa thấy qua, không có nơi này không có. Bách quả viên, trên trăm loại hoa quả, chân chân chính chính bách quả viên nhìn xem to như vậy một cái bách quả viên, nhìn xem cây ăn quả bên trên quả lớn từng đống, nhìn xem nhà vườn ngay tại vội vàng ngắt lấy, cố thất thất tiện tay liền hái được một cái màu vàng hỏa long quả, tục xưng tổ yến quả. Sau đó sử dụng ý niệm lấy ra một cái dao gọt trái cây, đem tổ yến quả một phân thành hai. Chẳng qua nàng cũng không có ngay lập tức mình nếm, mà là đưa cho theo sau lưng tiểu hắc cùng tiểu bạch, vừa vặn hai bọn chúng một sói một khối. Cuối cùng nàng lại hái cái trước mới mình ăn. Tổ yến quả cảm giác sau so hỏa long quả cảm giác càng thơm ngọt, cố thất thất ở kiếp trước liền rất thích ăn. Bây giờ nàng rốt cục thực hiện hoa quả tự do. Mà lại là chân chính hoa quả tự do, trên trăm loại hoa quả. Mặc kệ là hiện thế, vẫn là bây giờ đại ung, có thế có ai có nàng như vậy hào khí, hoa quả tự do. Liền xem như hiện thế nào đó lan quốc gia sợ là cũng không có cố thất thất như vậy hào khí. Chính yếu nhất chính là nàng cái này hoa quả là không phân bốn mùa đều có ăn, không phân đông tây nam bắc hoa quả nàng cái này đều có. Liền hỏi còn có ai? Ăn xong một cái tổ yến quả, cố thất thất lại hái được mấy cái ở kiếp trước đều chưa thấy qua màu vàng quả. Lôi kéo một cái người máy nhà vườn ra nhìn một phen, hóa ra là ca cao quả. Ca cao quả thịt quả dùng ăn về sau, bên trong hộp chính là ca cao đậu, chế tác chocolate một loại nguyên liệu. Nhân tiện như thế nào dùng ăn ca cao đậu chế tạo ra mỹ vị chocolate phương pháp cũng đều nói rõ chi tiết ra sau khi xem xong, Cố Thất Thất gọi thẳng khá lắm. Đây là không chỉ có hoa quả, có có thể được khó được đồ ngọt. Chẳng qua bởi vì hoa quả chủng loại nhiều lắm, cái này bách quả viên quá lớn Cố Thất Thất cũng không có đi dạo quá lâu, cầm lên một cái quả rổ, hái bên trên một chút mình thích ăn hoa quả, nàng mới từ bách quả viên ra tới. Tiểu Hắc tiểu Bạch không nguyện ý ra tới, bọn chúng đoán chừng muốn ở bên trong ăn no mới có thể rời đi. Cố Thất Thất cũng không ngăn bọn chúng, liền để bọn hắn thỏa thích ăn đi bây giờ nàng có cái này tiền vốn như vậy hào khí từ bách quả viên ra tới cố thất thất không chút do dự đem trong viện loại cây ăn quả toàn bộ móc xuống sau đó trồng lên cao sản lương thực nhớ tới cái này cố thất thất đột nhiên có một cái ý nghĩ bách quả viên cây ăn quả cùng giữa cây trái là có bảo trì đầy đủ khoảng cách tại cái này ở giữa nàng có hay không có thể trồng lên một chút khoai tây khoai lang vì giải đáp cái này nghi hoặc nghi ngờ Cố Thất Thất đem bốn khối ruộng đồng đều trồng lên hoa màu về sau lập tức lại trở lại bách quả viên. Bây giờ nàng bên trong tứ hợp viện bốn khối ruộng đồng đã toàn bộ giải tỏa hoàn tất. 800 bình ruộng đồng, cũng có một mẫu nhiều. Toàn bộ trồng lên cao sản lượng hoa màu, mấy ngày liền có thể thu hoạch một gốc rạ, dạng này hắn liền có thể độn không ít lương thực. Tiểu Hắc nhìn thấy Cố Thất Thất lại trở về, biểu thị nghi ngờ hỏi, "Chủ nhân, ngươi tại sao lại tiến đến rồi?" Cố Thất Thất, ta đến hỏi một chút nhà vườn trong vườn trái cây có thể hay không trồng khoai lang cùng khoai tây. Tiểu Hắc nghe xong, lập tức cũng cảm thấy chủ ý này không sai. Chương 237, Không gian bách quả viên, 2. Lập tức cố thất thất tiện tay tìm tới một vị nhà vườn sau đó tiến hành hỏi thăm, nhà vườn số 16, trong vườn trái cây ta có thể ở bên trong trồng hoa màu sao. Ví dụ như khoai lang cùng khoai tây. Bởi vì mỗi một cái nhà vườn người máy phía trên đều có số hiệu, cho nên cố thất thất cũng giảm bớt cho bọn hắn đặt tên. Nhà vườn số 16 trả lời, có thể a, à, nhưng trồng hoa màu không thể là lúa nước, lại không thể cao hơn cây ăn quả. Trồng khoai lang, khoai tây, đậu nành những cái này cũng không có vấn đề gì. Cố Thất Thất, vậy các ngươi có thể giúp một tay trồng sao? Số 16 trả lời, có thể, chúng ta 50 vị nhà vườn, mỗi một vị phụ trách một phiến khu vực, chủ nhân như nghĩ trồng lương thực, có thể phân khu vực để chúng ta trồng. Cố Thất Thất, vậy ta muốn thế nào phân nhiệm vụ cho các ngươi? Số 16 Xin chủ nhân tại hệ thống bên trên cho mọi người tuyên bố nhiệm vụ là đủ. Nói xong, số 16 trên đầu màn hình liền xuất hiện nhà vườn tuyên bố nhiệm vụ công năng. Cố Thất Thất ấn mở số 1, sau đó tuyên bố nhiệm vụ chỉ lệnh. Lựa chọn trồng đậu nành. Số 2, số 3 mãi cho đến số 10 chọn đều là đậu nành. Số 11, số 20 trồng khoai lang. Số 21, số 30 loại khoai tây. Số 31, số 50 tạm thời không có thu xếp. Bởi vì hệ thống biểu hiện, bách quả viên bên trong không chỉ có thể trồng cũng có thế nuôi dưỡng, hệ thống phía trên có biểu hiện có thế gieo trồng cây nông nghiệp cùng có thế nuôi thực gia cầm. Chẳng qua gia súc không thể nuôi, bởi vì gia súc lực phá hoại tương đối lớn, sẽ phá hư cây ăn quả. Gia cầm hệ thống bên trong hữu thụ tinh trứng gà 2.000 miếng, thụ tinh trứng vịt 2.000 miếng, thụ tinh trứng ngỗng 500 miếng. Những cái này trứng, cố thất thất cần trước nhận lấy, tiến hành kết tủ về sau mới có thể giao cho nhà vườn đi nuôi dưỡng nở thời gian vì 15 ngày. Cho nên số 31 đến số 50 liền tạm định. Mặt khác trồng tại bách quả viên hoa màu trồng thời gian sẽ tương đối dài, đậu nành trồng đến thành thục vì 45, 60 ngày. 4 năm ngày vì đậu tương, sau 60 ngày biến chất nhưng nắc lấy đậu xanh, đạt được chính là đậu nành. Khoai lang cùng khoai tây đều là 30 ngày một gốc rạ. Vừa vặn mỗi thân cây lớn cùng giữa cây trái có thể khoảng cách trồng một lồng, dạng này cũng thuận tiện nhà vườn người máy thu thập. Có điều, hệ thống bên trong, cố thất thất tạm thời không thấy được có rau quả có thế gieo trồng. Không biết là bị hạn chế vẫn là cần hậu kỳ chậm rãi thăng cấp vẫn là như thế nào liền không được biết. Chẳng qua hiện nay có thế trồng lương thực nàng liền đã rất thỏa mãn. Tuyên bố xong nhiệm vụ, cố thất thất lúc này mới vừa lòng thỏa ý từ bách quả viên ra tới. Từ bách quả viên ra tới nàng, nhìn xem trong viện bốn khối ruộng đồng, mặc dù nhỏ, nhưng nó thành thục thời gian nhanh. Có như thế thô một cây ngón tay vàng, nàng nghĩ không kích động cũng khó khăn. Mừng thấp khởi nha, mừng thấp khởi. Chẳng qua lần này cầu thang nhiệm vụ hoàn thành, tiếp theo cầu thang cần đạt tới 50 lần phẫu thuật khả năng nhận lấy ban thưởng bao. Lần trước 10 lần phẫu thuật nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, lấy được ban thưởng là 10 dạng dược cao chế tác bí phương. Bí phương có, có thai văn tiêu trừ cao, đặc hiệu giảm đau dáng đặc hiệu thuốc giảm đau dầu, chờ một chút. Tất cả đều là trung thảo dược chế tác bí phương trước mắt thất thất đẹp trang phường đã bắt đầu đầu tư, đơn đặt hàng mỗi ngày tiếp đến mỏi tay. Thừa dịp bệnh nhân còn không có thức tỉnh, cố thất thất kiểm tra bình thuốc của bọn họ, sợ là còn phải muốn một hồi khả năng đánh xong. Cuối cùng nàng dứt khoát tại không gian pha được một bình trà ngon, tẩy bên trên một chút hoa quả, an vị tại tứ hợp viện viện tử trên bàn đá bắt đầu ăn lên hoa quả, nhìn lên thoại bản tới. Chờ liền vĩnh bọn hắn bên kia phát hiện bệnh nhân nhanh tỉnh lại lúc, cố thất thất lúc này mới rút châm mang theo bọn hắn ra không gian từ không gian ra tới cố thất thất lại sẽ bệnh nhân giao cho tiệm thuốc bên trong mấy vị đại phu nói rõ ràng một việc thích hợp về sau nàng mới yên tâm mang theo tiểu ngọc các nàng rời đi chỉ là từ tiệm thuốc vừa ra tới nàng lại phát hiện nam cung dạ bọn hắn lại còn tại tiệm thuốc bên ngoài chờ lấy nàng nhìn xem bọn hắn cố thất thất nói ra lần sau ta nếu là đang bận các ngươi liền đi về trước ăn cơm trước đừng cũng chờ tại cái này đói bụng nam cung dạ không ngại vừa rồi thường ngủ đi mua mấy cái bánh bao ăn ăn lót dạ một chút, hiện tại không đói. Đói chết đi. Chúng ta cho ngươi lưu lại hai cái, ngươi điểm ăn lót dạ một chút, một hồi liền có thể về nhà ăn cơm. Nói, Nam Cung dạ liền từ trong ngực lấy ra một cái giấy dầu túi, giấy dầu trong túi bánh bao còn nóng hổi. Cố thất thất nhìn xem hai cái bánh bao, nàng rất muốn nói nàng tuyệt không đói, dù sao tại không gian ăn không ít hoa quả. Nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là tiếp nhận bánh bao, một cái mình ăn, một cái nhét vào Nam Cung dạ miệng bên trong nam cung dạ bị cố thất thất vội vàng không kịp chuẩn bị cho ăn một cái bánh bao lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc chẳng qua không đợi nam cung dạ kịp phản ứng cố thất thất đã lên xe ngựa đi về nhà ăn cơm trưa sau đó một đoàn người mênh mông cuồn cuộn về cố phủ lần này hai vị bệnh nhân đều là giải phẫu lớn vì bọn hắn phẫu thuật sau khôi phục cố thất thất mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến tiệm thuốc sau đó cho bọn hắn cho ăn bên trên một chén mang theo yên dứt hiệu quả nước linh tuyền Chờ bọn hắn ngủ về sau liền dẫn bọn hắn tiến không gian xử lý vết thương, đổi thuốc, bỏ đi viêm dược thủy. Thuốc sổ nước trong lúc đó cố thất thất cũng không có nhàn rỗi, liền nhân tiện tại tiệm thuốc ngồi xem bệnh một canh giờ. Có nàng tại, tiệm thuốc bên trong ba vị đại phu rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Đương nhiên, cũng thừa dịp tại tiệm thuốc ngồi xem bệnh trong lúc đó, cố thất thất tuần tự lại mang hơn 10 vị bệnh nhân tiến không gian làm phẫu thuật. Chẳng qua bọn hắn làm đều là một chút hơi sáng tạo tiểu phẫu không cần nằm viện loại kia, phẫu thuật sau cũng không có cảm giác gì, mở chút thuốc về nhà uống vào là được. Xem ra cầu thang nhiệm vụ còn phải muốn tại tiệm thuốc ngồi xem bệnh mới hoàn thành càng nhanh a. À. Phát hiện cái này một bí quyết về sau, cố thất thất quyết định về sau chỉ cần có rảnh liền hướng tiệm thuốc đến ngồi xem bệnh. Lần này tại tiệm thuốc ngồi xem bệnh 5 ngày, xác định bệnh nhân không có vấn đề gì về sau liền cho bọn hắn mở thuốc, để bọn hắn về nhà tỉnh dưỡng đi. Bây giờ khoảng cách ăn Tết đếm ngược 3 ngày. Đếm ngược hai ngày. Đếm ngược một ngày. Đêm giao thừa. Cố thất thất một nhà, Nam Cung dạ một nhà tối hôm đó tất cả đều tại tử lâu qua giao thừa, ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Hôm nay tử lâu cũng vô cùng náo nhiệt. Khoảng thời gian này trang trí khách nhân đều là nhìn ở trong mắt, mặc dù không biết cố thất thất lại tại chơi đùa cái gì, nhưng mọi người đều biết khẳng định là tại vì đêm giao thừa làm chuẩn bị. Mà lại vì nên đón đêm giao thừa, tuổi 30 ngày nọ buổi chiều bọn hắn còn không tiếp tục kinh doanh một cái nửa canh giờ. Mặc dù nói là để nhân viên ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, nhưng mọi người lại 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 biết, đây là tại chuẩn bị kinh hỷ cho mọi người. Thế là, bởi vì đều hiếu kỳ cố thất thất chuẩn bị gì kinh hỷ, cho nên hôm nay tửu lâu khách nhân đều chật ních. Đêm giao thừa, một bài Tết Xuân Nhạc Dạo tại tử lâu mở màn. Tiếng âm nhạc từ trong tửu lâu truyền tới, tửu lâu mở cửa, những khách nhân từng cái khiếp sợ không thôi còn tại hiếu kỳ cái này nhạc khúc âm thanh làm sao lại như thế vang dội lúc, một cái khác thanh âm quen thuộc lại bắt đầu tại mọi người vang lên bên tai. Lúc này Hà Trưởng Quỷ đứng tại một cái góc, tay cầm microphone, đối microphone nói ra, khách nhân tôn quý nhóm, hiện tại xin mọi người dựa theo mình dự định chỗ ngồi ngồi xuống. Hôm nay khách nhân khá nhiều, mời mọi người chú ý an toàn, không cần phải gấp, dự định chỗ ngồi ngay tại kia, sẽ không có người đoạt các ngươi, an toàn vị thứ nhất. Chương 238, Giao thừa cùng hoang đêm những khách nhân một bên hiếu kỳ lấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một bên tìm kiếm vị trí của mình ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, phụ trách lầu hai nghiêm trưởng quỷ thanh âm cũng vang lên. Hôm nay là một cái khó được đoàn viên chi dạ, khách nhân tôn quý nhóm đều tìm đến vị trí của mình sao. Hôm nay tử lâu cho mọi người chuẩn bị tràn đầy kinh hỷ, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng nên đón kinh hỷ rồi. Dứt lời, tử lâu khách nhân trăm miệng một lời đáp lại, chuẩn bị kỹ càng. Lầu ba phụ trách hứa trưởng quỷ rất tốt. Mọi người là không rất là hiếu kỳ đêm nay nhạc khúc đặc biệt vang dội. mấy vị trưởng quỹ thanh âm cũng phi thường vang dội. Mọi người nghe rõ rõ ràng ràng là chuyện gì xảy ra. Những khách nhân, đúng. trưởng quỹ cho chúng ta giải thích giải thích a. À, có người dắt giọng hô to, nhưng truyền đến các trưởng quỹ nơi này lại vô cùng vô cùng nhỏ giọng. cũng may này sẽ âm nhạc đã đổi thành đại ương ca, tiếng nhạc tương đối nhu hòa. nếu không sợ là một chút cũng nghe không được. Các trưởng quỷ nghe được những khách nhân đều rất hiếu kỳ, biểu thị phi thường hài lòng. Lầu bốn phụ trách vạn trưởng quỷ cười nói, đều hiếu kỳ đúng không? Khi mọi người liền chậm rãi hiếu kỳ lấy đi. Có chút kinh hỉ cần mọi người chậm rãi phát hiện, mọi người cố lên tìm kiếm chân tướng đi, tìm tới đáp án nói không chừng có thế lên mặt thưởng nha. Lầu năm đông trưởng quỷ, tốt, không cùng mọi người nói chuyện phiếm, tối nay còn có thật nhiều kinh hỉ muốn an bài cho những khách nhân, cũng đừng chậm rễ thời gian. Mọi người đã đều ngồi xuống, vậy chúng ta duyên hương lâu giới thứ nhất đêm giao thừa chính thức bắt đầu. Dứt lời, năm vị trưởng quỷ trăm miệng một lời bắt đầu nói ra, tôn kính các vị khách nhân, mọi người ăn Tết tốt. Những khách nhân nhau nhau đáp lại, ăn Tết tốt. Mọi người ăn Tết tốt. Hà trưởng quỷ, phi thường cảm tạ mọi người những năm này đối với chúng ta duyên hương lâu duy trì. Hôm nay là một cái khó được đêm giao thừa, tối nay vì cảm tạ các vị khách nhân, tử lâu rượu hết thảy miễn phí. Những khách nhân reo hò, cái này tốt, cái này tốt. duyên hương lâu hào khí, hào khí. nghiêm trưởng quỷ, hy vọng tiếp sau đó tất cả khách nhân đều có thế có cái mỹ hảo đêm giao thừa, cùng thân bằng hảo hữu nhóm ăn ngon uống ngon. hứa trưởng quỷ, đêm nay tử lâu tại mọi người đi ăn cơm trong lúc đó sẽ có mấy trận vấn đáp hoạt động cùng rút thưởng hoạt động, mọi người có thể tích cực tham dự, phần thưởng nhiều hơn, phần thưởng phong phú. nhìn xem đêm nay ai là những cái này phần thưởng người hữu duyên vạn trưởng quỷ, tốt, hiện tại là mọi người quan sát biểu diễn thời gian, phía dưới thời gian liền giao cho chúng ta tiểu lâu cô nương xinh đẹp nhóm. Nhìn xem lần này bọn hắn sẽ cho mọi người mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Năm vị trưởng quỷ, cho mời chúng ta cô nương xinh đẹp nhóm. Sau đó nguyên bản bao lại sân khấu thải sắc vải từ từ đi lên, mà tại chính giữa sân khấu biểu diễn các cô nương xuất hiện tại mọi người trước mắt. Một bài hoa nhài chậm rãi vang lên. Khúc nhạc dạo kết thúc, một cô nương tiếng ca nháy mắt vang vọng toàn bộ tửu lâu thanh âm to sạch sẽ thanh thúy rõ ràng nghe mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại liền gọi món ăn những khách nhân có ít người đều lười điểm trực tiếp để điếm tiểu nhị chiếu vào menu đều đến một phần có chút thì là yên lặng tại menu bên trên xoát 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 vẽ lấy ngoắc ngoắc hai ba lần vẽ xong liền giao cho điếm tiểu nhị đi chuẩn bị sau đó tranh thủ thời gian yên lặng nghe lên âm nhạc tới đây là mọi người lần đầu tiên nghe từ khúc vẫn là hiện thế dân tộc ca khúc nghe mọi người nội tâm không biết vì cái gì đều vô cùng vô cùng phấn chấn một bài hoa nhài kết thúc các cô nương cũng không có gấp rời đi mà là xiên nướng lên thứ hai thủ ngày tốt lành chẳng qua hát xong ngày tốt lành ca hát cô nương ngay cả hát hai bài cao âm ca khúc cũng nên nghỉ ngơi một chút thế là các cô nương xê dịch vị trí đem sân khấu chính giữa trống không sau đó liền gặp một vị mặc phi thường vui mừng nhưng lại cùng bây giờ thành thân lễ phục không giống, trên đầu còn mang theo giống mũ quan lại không giống đại ung mũ quan người chậm rãi bên trên sân khấu. Càng nhìn không ra là nam hay là nữ. Một màn này, thấy mọi người lại là chờ mong không thôi. Sau đó sẽ cho mọi người mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Rất nhanh vây chung quanh các cô nương bắt đầu đàn tấu lên mới không giống nhạc khúc. Không giống với vừa rồi làng điệu, lần này từ khúc đồng dạng cũng rất vui mừng, nhưng là kiểu hát lại hoàn toàn không giống tiếng ca cũng phi thường sạch sẽ trong trẻo nghe không ít khách nhân đều nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ lên cái này mỹ hảo thời khắc tới chính yếu nhất chính là ca khúc nghe mọi người phi thường minh bạch toàn bộ từ khúc nối liền giảng thuật là một cô nương vì cứu lan quân vào kinh chạy tới kiểm tra cố sự cuối cùng cô nương còn cao trúng trạng nguyên mặc vào áo bào đỏ nàng thi trạng nguyên không vì danh cùng lợi cũng không vì làm quan lớn chỉ là vì kia lý gia lan hy vọng vợ chồng ân ái cái này nghe xong mọi người cuối cùng được minh bạch cô nương mặt trên người vì sao là áo bào đỏ nguyên lai like đây là áo bào đỏ mà không phải thành thân lễ phục mà trên đầu mang đích thật là mũ quan nghe dạng này từ khúc giảng thuật cố sự mọi người đột nhiên liền nghĩ đến cố thất thất bởi vì nàng cũng là nữ tử vì bình dương vương vào kinh thành cuối cùng lên làm nữ quan mà nàng cái này nữ quan nên được cũng không phải là thật chạy cái này quan chức đến mà là vì bình dương vương vì cái này đại ung cho nên cuối cùng một khúc kịch Hoàng Mai, nữ vào mã, sau khi nghe xong, mọi người liền đem cái này từ khúc bên trong nữ chủ xem như cố thất thất. Đối cố thất thất đối Bình Dương Vương tình cảm lại là khâm phục không thôi. Trên đời này nàng là người đầu tiên dám vì người mình thích làm được như thế như vậy. Chẳng qua mọi người nghe xong từ khúc về sau, đối cố thất thất suy đoán như vậy cũng không có lỗi gì lầm. Dù sao cố thất thất vào kinh đích thật là vì Nam cung Dạ, vì Đại Ung, làm cái này quan cũng là để Đại Ung đến mức đằng sau lưu truyền tới nàng cùng nam cung dạ giai thoại cố thất thất cũng không có phản bác đương nhiên đây đều là sự tình phía sau một khúc cuối cùng tiếp xuống biểu diễn là hát nhảy tay trái chỉ nguyệt cổ điển vũ khúc một vị cô nương phụ trách hát một vị cô nương phụ trách nhảy những cô nương khác phụ trách đàn tấu từ khúc mặc kệ là khiêu vũ cô nương vẫn là ca hát cô nương hay là đàn tấu cô nương mỗi một lần biểu diễn đều để những khách nhân đều reo hò không thôi toàn bộ tử lâu hiện trường tiếng hoan hô tiếng vỗ tay liên tục không ngừng. Liền tử lâu từ ngoài đến qua bách tính đều có thể nghe được. Có thể nghe được bên trong tiếng ca, tiếng nhạc, nhưng không nhìn thấy biểu diễn, cũng là để mọi người càng là hiếu kỳ lòng ngứa ngáy khó chịu. Thậm chí có người nghĩ đến có thể hay không mua cái trạm phiếu liền đứng tại tử lâu xem biểu diễn, có ăn hay không không quan trọng. Chủ yếu là thật quá hiếu kỳ. Cái này tiếng nhạc là làm sao làm được như vậy trong veo vang dội, còn như vậy rung động lòng người, nghe làm cho lòng người ngứa khó nhịn, không nhìn liếc mắt sợ là đều muốn ngủ không yên. Nhưng tử lâu có quy định của tử lâu, nếu là đứng đầy khách nhân, khi ngồi khách nhân lại thế nào thưởng thức tiết mục đâu. Tiết mục kết thúc, hà trưởng quỷ chậm rãi đi đến đài, sau đó thanh âm của hắn lại vang vọng toàn bộ tử lâu. Khách nhân tôn quý nhóm, vừa rồi tiết mục mọi người nhìn còn hài lòng. Những khách nhân trăm miệng một lời trả lời, hài lòng. Phi thường hài lòng. Làm sao dừng lại, tiếp tục A. Chương 239, giao thừa cùng hoang đêm, hai. Hà trưởng quỷ cười nói, mọi người không nên gấp gáp. Mọi người còn nhớ phải mở màn lúc chúng ta mấy vị trưởng quỷ nói, hôm nay tửu lâu còn có rất nhiều kinh hỉ chờ lấy mọi người. Vừa rồi biểu diễn là thứ nhất vui. Tiếp xuống thứ hai vui, cũng chính là chúng ta tiếp một cái thứ hai khâu, ta đến hỏi ngươi đến đáp. Trả lời phương thức lấy rút thăm phương thức, ý là ta đặt câu hỏi về sau lại tại cái này rút thưởng trong hộp rút thăm, trong hộp ký là các vị bàn số thứ tự, rút đến cái kia bàn, cái kia bàn trả lời. Đáp đúng kia một bàn miễn phí đưa tặng một phần bàn ghép. Dứt lời, hiện trường lại là một trận treo hò. Tốt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng không? Tiếp xuống ta cần phải ra đề mục. Đề thứ nhất, duyên hương lâu nồi lẩu là lúc nào đẩy ra? Số 9 bàn xin trả lời. Số 9 bàn bị điểm đến, một nam tử cao hứng đứng lên hô to, mùng 1 tháng 12. Nhưng bởi vì hiện trường còn có những khách nhân nói chuyện trời đất thanh âm, số 9 bàn trả lời hà trưởng quỷ nghe không được. Cũng may không bao lâu liền có điếm tiểu nhị cầm microphone đi vào số chính bàn. Khách nhân, mời đối nơi này đem ngài đáp án nói ra. Điếm tiểu nhị ra hiệu số chính bàn khách nhân đối microphone nói. Sau đó số 9 bàn làm theo, đối microphone hô to, mùng 1 tháng 12. Lần này thanh âm phi thường vang dội, toàn bộ tử lâu đều có thể nghe thấy. Vừa rồi nói ra đáp án nam tử lại nhịn không được kinh ngạc nói, đây là cái gì, vì cái gì có thể đem thanh âm của ta truyền lớn tiếng như vậy dứt lời bởi vì microphone còn tại bên miệng hắn câu nói này cũng bị truyền ra ngoài hiện trường lập tức tiếng hoang hô một mảnh trên đài hà trưởng quỷ vội vàng mở miệng ngăn lại tốt chúc mừng chúng ta số 9 bàn khách nhân trả lời chính xác mời chúng ta duyên hương lâu tiểu nhị phiền phức đưa lên một phần bàn ghép tiếp xuống đề thứ hai xin mọi người nghe cẩn thận mười đạo đề kết thúc thành công đưa ra mười phần bàn ghép Mặc dù có hai đề ngay từ đầu không có đáp đúng, nhưng một đạo đề có thể có ba lần cơ hội rút thăm. Như ba lần rút thăm rút đến khách nhân đều không có đáp đúng, Hà trưởng quỹ sẽ công bố đáp án, như thế cái này đạo đề liền xem như lưu đề. Cũng may đề đều là sớm sàng chọn tốt, tương đối dễ dàng, cho nên hôm nay cũng không có tồn tại lưu đề. Hổ động khâu kết thúc, cái thứ ba khâu tướng thanh biểu diễn. Những khách nhân đồng dạng cũng là thấy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay lúc này cố thất thất bọn hắn bên trong phòng mọi người đồng dạng cũng là nghiêm túc nhìn xem tiết mục cũng không gặp mọi người nói chuyện phím chủ yếu đều biết một khi nói chuyện phím liền sẽ bỏ lỡ bên ngoài đặc sắc tiết mục cho nên bọn hắn cho dù muốn nói chuyện cũng là chờ xem hết biểu diễn mới nói chẳng qua không nói lời nào chỉ xem biểu diễn mọi người liền sẽ lựa chọn ăn vừa ăn vừa nhìn nhét đầy cái bao tử chờ tướng thanh kết thúc liền nghe được triệu hổ bọn người reo hò vỗ tay bảo hay tốt 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 tướng thanh kết thúc tiếp theo khâu lại là ca khúc biểu diễn ca khúc có thường về thăm nhà một chút may mắn đến sơn ca tựa như xuân nước sông mặt khác còn thu xếp kịch hoàng mai kịch hoàng mai đối hoa nghe hát thời điểm mọi người rốt cục có thể sướng hàn huyên triệu hổ càng là nhịn không được nhìn xem phương ngọc nói ra tiểu ngọc đây chính là ngươi nói thất thất kinh hỉ đi phương ngọc thế nào có đủ hay không để các ngươi rung động so sánh với trượt tuyết trận cái kia càng làm cho các ngươi rung động kinh hỷ thường ngủ mỗi một cái đều để chúng ta phi thường rung động phi thường kinh hỷ triệu tùng đêm nay tiết mục này an bài phi thường nổ tung quá đặc sắc triệu hổ cái kia trúng trạng nguyên cố sự nói có đúng không là ngươi a à thất thất dứt lời không đợi cố thất thất trả lời thường ninh nhân tiện nói còn phải hỏi khẳng định đúng vậy a à, chỉ là bị thất thất đổi một chút khâu mà thôi phương ngọc gật gật đầu từng hoàn toàn chính xác rất như là đang nói thất thất. Chẳng qua mặt kệ nói ai, dù sao êm tai chính là. Triệu hổ, đúng, đêm nay mọi người tiếng nói vì cái gì cùng dĩ vãng không giống, bọn hắn lỗ tai kia treo là vật gì. Chưởng quỷ cầm trong tay lại là cái gì. Cố thất thất, các ngươi rốt cục phát hiện mấu chốt vật. Các cô nương bên tai treo gọi tai nghe, chưởng quỷ cầm trong tay gọi microphone, mà đêm nay thanh âm sở dĩ to có thế chấn kinh toàn tử lâu, là bởi vì khoảng thời gian này ta cho tửu lâu trang một bộ âm hưởng. Hướng mấy cái kia trên cây cột nhìn, treo ở phía trên đen nhánh cái kia chính là để cho âm hưởng, hết thảy có 8 cái, phân biệt tại bốn cái trên cây cột hạ mỗi cái một cái. Như thế, mặc kệ là lầu năm khách nhân vẫn là một hai lâu khách nhân đều có thể nghe thấy. Về phần âm hưởng sử dụng điện, có hai cái nơi phát ra chỗ, một cái là đem pin cầm tiếng không gian nạp điện. Hai, năng lượng mặt trời nguồn điện. Tử lâu trên lầu chót lắp đặt hai khối đại hào năng lượng mặt trời nhiệt điện tấm, cái này hai khối nhiệt điện tấm đầy đủ bộ này âm hưởng cung cấp điện sử dụng. Thực sự không đủ liền sử dụng dự bị pin liền tốt. Chẳng qua điểm ấy, cố thất thất cũng không có đối mọi người giải thích quá nhiều. Dù sao bọn hắn sẽ không hoài nghi nàng, có nhiều thứ cũng không cần phải nói như vậy minh bạch. Về phần khách nhân, kỳ thật khi ngươi tự thân đủ cường đại thời điểm, cho đến mọi người kinh hỉ cũng không phải lần một lần hai thời điểm, lại đằng sau xuất hiện kinh hỉ bọn hắn kỳ thật sẽ tự động bài trừ chất vấn. Không có ai sẽ nhàn mỗi ngày nhìn chầm chầm ngươi những vật này nơi nào đến, làm sao tới. Bọn hắn sẽ chỉ quản. Thứ này có được hay không dùng, thực không thực dụng. Huống chi người ta bên người mấy vị tướng quân, vương gia, thậm chí còn có hoàng thượng đều không có chất vấn, bọn hắn càng không có gì tốt chất vấn. Dùng tốt, có lợi là được. Ai quản nhiều như vậy? Nhưng nếu như cố thất thất vẫn là trước kia đào gia thôn bên trong cái kia cố thất thất, đột nhiên lấy ra những vật này, như vậy nhất định bị hoài nghi. Nghe xong cố thất thất giải thích, triệu hổ lại vừa lại kinh ngạc đến, cái đồ chơi này lợi hại như vậy, có thể đem chúng ta nói lời, mở rộng thành toàn bộ tử lâu đều có thể nghe được, đây là thiên lý truyền âm sao. Quá trâu. Thường ngủ, thật sự là hiếu kỳ như thế một cái đồ chơi nó là làm sao làm được. Phương Ngọc, có thời gian ngươi có thể thật tốt nghiên cứu một chút thường ngủ ta liền không nghiên cứu thất thất lấy ra mới mẻ đồ chơi nhiều như vậy ta nếu muốn nghiên cứu vậy đời này tử sợ là đều nghiên cứu không đến triệu hổ chúng ta chỉ phụ trách sử dụng là được thường ngủ không sai đến chúng ta đi một cái nói triệu hổ thường ngủ hai người nâng chén đụng một cái cái này đụng một cái cuối cùng dứt khoát tất cả mọi người đứng dậy đụng một chén tề mai uống chính là canh nóng những người khác liền đều uống rượu trái cây Mặc dù này sẽ tề mai vẫn là đang ngồi trong tháng, chẳng qua đi ra ngoài có cố thất thất cho nàng giữ cửa ải, che phủ nghiêm nghiêm thật thật, trong tử lâu cũng phi thường ấm áp, cho nên đi ra ngoài qua cái giao thừa vẫn là không có vấn đề. Có cố thất thất bọn hắn là hạnh phúc, cố thất thất có bọn họ cũng là hạnh phúc, hạnh phúc người một nhà hạnh hạnh phúc phúc trải qua giao thừa. Từ khúc biểu diễn xong, giữa trận nghỉ ngơi nửa giờ, để những khách nhân ăn cơm thật ngon. Cố thất thất bọn hắn thì là ăn bao lâu trò chuyện bao lâu, mọi người nói chuyện được không thoải mái, uống rượu càng là uống thoải mái. Chương 240, Thước Kiều Hội Cơm nước xong xuôi lại nói tiếp tiếp tục xem biểu diễn, tiếp lấy hổ động, lần này hổ động vì rút thưởng khâu, phần thưởng đủ loại phi thường phong phú. Có vải vóc, có trang sức, có rượu ngon, có hủ tiếu tạp hóa, tóm lại đều là phi thường thực dụng đồ vật. Ngoài ra còn có dùng tiền thay thế phiếu, dùng tiền thay thế phiếu không hạn tử lâu sử dụng, chỉ cần là cố thất thất danh hạ cửa hàng đều có thể cầm đi tiêu phí so sánh với vật phẩm những khách nhân càng thích dùng tiền thay thế phiếu mọi người rút hứng thú cao tử lâu một lần lại một lần bị đẩy hướng cao tờ rào những khách nhân tiếng cười nói vui vẻ rút thưởng khâu kết thúc tiếp tục biểu diễn lúc này đổi thành diễn tấu vũ đạo tử lâu toàn bộ biểu diễn có một cái nửa canh giờ chẳng qua giữa trận sẽ có thời gian nghỉ ngơi tiết mục vẫn là chỉnh phi thường sung túc chờ tất cả tiết mục kết thúc tử lâu cũng nên đóng cửa lúc này không có vượt năm cái này nói chuyện cho nên tự nhiên không thể biểu diễn quá muộn huống chi cố thất thất tử lâu những cái này tiết mục cũng chỉ là sớm một tháng kế tiếp làm chuẩn bị có thế có đêm nay hiệu quả như vậy đã rất không tệ nhân thủ cứ như vậy nhiều thời gian cấp bách cho nên chỉ có thể thu xếp một cái nửa canh giờ biểu diễn chờ sang năm giao thừa nàng liền có thể chuẩn bị càng muôn màu muôn vẻ tiết mục kết thúc mọi người còn chưa đã ngứa nghĩ đến khi nào trả có thế có đặc sắc như vậy tiết mục quan sát chẳng qua những cái này tiết mục đã tập luyện về sau bình thường khẳng định còn sẽ có. Nghĩ như vậy mọi người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi tử lâu ai về nhà nấy. Cố Thất Thất bọn hắn trở lại Cố phủ, Nam cung Dạ một đám người tất cả đều theo tới Cố phủ, nói cái gì muốn cùng một chỗ đón giao thừa. Lúc này mặc dù không có vượt năm, nhưng có đón giao thừa cái này nói chuyện. Triệu Tùng mấy người bọn họ đơn độc một cái phủ đệ, mình ở nhà đón giao thừa quá an tĩnh, không giống ăn Tết, không nhân khí, cho nên không phải chen đến Cố Thất Thất phủ đệ tới. Nam Cung dạ chớ nói chi là. Nam Cung giật đêm nay cũng không có hồi cung, mang theo dương tuyết cùng một chỗ ngủ lại cố phủ. Sau đó một màn kế tiếp chính là ba năm người một bàn bắt đầu chơi lên đấu địa chủ, chơi mạt trượt. Hoa quả, hạt dưa bao no. Mọi người đây là muốn nhiều hạnh phúc có bao nhiêu hạnh phúc. Cũng may đầu năm mùng một không có đi thân thích cái này nói chuyện, cho nên bọn hắn ban ngày có thể thật tốt ngủ một giấc. Đầu năm hai mới bắt đầu thăm người thân la cà chẳng qua bọn hắn muốn la cà cũng không có gì có thế chuỗi, đều là tướng quân vương gia, nhất phẩm phu nhân, đều là người khác tới cho bọn hắn chúc Tết tặng lễ. Chẳng qua những năm này trước đã đưa qua. Giống như là ăn Tết chính là phòng bên trong ngốc. Loại này ăn Tết hình thức, như thả hiện thế mọi người yêu thích không được. Năm trước hoa hai ngày thời gian đem các nhà lễ vật đưa, ăn Tết liền hảo hảo trong phòng vui chơi giải trí nghỉ ngơi, không phải một năm đến đuôi mệt chết, thật vất vả Tết nhất còn phải bận tiếu tiếp bận biểu chiêu đãi chẳng qua bọn hắn hiện tại cũng rất thích. Mấy ngày nay không cần phải để ý đến sinh ý, không cần la cà, ngay tại nhà thật tốt buông lỏng, bồi tiếp người nhà vui chơi giải trí chơi đùa. Thời gian muốn bao nhiêu hài lòng liền có bao nhiêu hài lòng. Nam Cung Dật càng là từ khi đăng cơ đến nay lần đầu qua như vậy tự tại. Đầu năm mùng 1 đến đầu năm không cần vào triều sớm, hắn mang theo dương tuyết liền thường trú tại cố. Phủ Có tấu chương liền để công công cầm tới cố phủ đến phê duyệt, dù sao khó được hắn cũng có thế buông lỏng mấy ngày liền không nguyện ý ở tại trong cung chính yếu nhất tại cố phủ mỗi ngày có chuyện thường ngày ăn trong cung đồ ăn mặc dù không tệ nhưng ăn không có vị sớm hiểu được như thế lúc trước hắn liền không nên đáp ứng tam ca tới làm vị hoàng đế này cho nên nói a à, đạt được một vài thứ liền sẽ mất đi một vài thứ hắn đạt được hoàng vị mất đi tự do tam ca đạt được mỹ nhân mất đi giang sơn tề mai bên này cũng may có cái này năm vừa vặn tất cả mọi người có thể ở nhà bồi tiếp nàng, lại có cố thất thất chế tạo lò sưởi trong tường, phòng bên trong ủ ấm các loại, nàng tháng này tự có thể nói là làm tuyệt không nhàm chán. Càng không cảm thấy lạnh. Tỉnh ngủ có người bồi chơi, chơi mệt ngủ, hài tử vừa ra đời, tại ấm áp gian phòng bên trong đều là ăn ngủ ngủ rồi ăn. Cố thất thất thỉnh thoảng còn cho vụn trộn cho ăn điểm nước linh tuyền, để tiểu gia hỏa từ nhỏ đã kiện kiện khang khang nhanh cao trường lớn. Toàn bộ ăn Tết trong lúc đó, nếu không phải cố thất thất nước linh tuyền, mọi người chuẩn muốn béo hơn mấy cân. Cũng may là cố thất thất cái này ngón tay vàng đủ nghịch thiên, mọi người tùy tiện làm sao ăn cũng sẽ không béo, thân thể càng là vô cùng bổng. Chẳng qua nhàn hạ thời gian luôn có lúc kết thúc, đảo mắt cái này năm liền kết thúc. Đại ung giao thừa không thế nào náo nhiệt, nhưng Tết Nguyên Tiêu, Tết Nguyên Tiêu lại phi thường náo nhiệt. Tết Nguyên Tiêu ban đêm đặc biệt đặc biệt náo nhiệt. Mọi người hẻm nhỏ đèn đuốc sáng trưng, các loại tiểu thương cũng sẽ ở trên đường bày quầy bán hàng. Còn có các loại tiết mục dạo phố, thả hoa đăng vân vân. Cố thất thất cửa hàng, trừ tử lâu, hôm nay buổi chiều sớm đóng cửa cho mọi người nghỉ vượt qua nguyên tiết. Chẳng qua hôm nay tử lâu của nàng chỉ bình thường kinh doanh, không có làm nguyên tiêu tiệc tối. Tối hôm đó cố thất thất một đoàn người cũng chạy ngoài đi lên góp người náo. Đột nhiên, ung đô đường phố chính tiếng huyên náo hấp dẫn cố thất thất bọn hắn một nhóm người này. Phía trước đang làm gì, chúng ta nếu không mau mau đến xem cố thất thất nói nam cung dạ thì giải thích nói phía trước đường phố chính có một cây cầu hàng năm tết nguyên tiêu nơi đó đều sẽ cử hành một trận thước kiều hội này sẽ hẳn là thước kiều hội bắt đầu cố thất thất thước kiều hội là làm gì sẽ không là cái gọi là ra mắt hội a à? nam cung dạ có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng sau đó nói dẫn ngươi đi xem một chút đi nhìn ngươi liền hiểu cố thất thất ngươi không nói nhìn ngươi biểu lộ ta cũng hiểu chẳng qua về sau một đoàn người vẫn là hiếu kỳ hướng bên kia đi đến đợi đến kia cố thất thất nhìn xem một màn trước mắt liền biết mình không có đoán sai thước kiều hội chính là đến lúc lập gia đình nam nữ các trạm tại cầu hai bên đeo lên mặt nạ sau đó chọn định một cây dây đỏ sau khi chọn xong nam tử đem dây đỏ hướng bên cạnh mình rồi cuối cùng dây đỏ một chỗ khác nữ tử liền sẽ là tương lai mình nàng dâu bởi vì đây là một trận không có đổi ý trò chơi cho nên tham dự trước đó đều là nhất định phải nghĩ tốt không thể bởi vì nhìn thấy đối phương sau cảm thấy không hài lòng liền hủy đoạn nhân duyên này đương nhiên tham gia thước kiều hội nam nữ không phải ai cũng có thể cũng phải cần đến lúc lập gia đình lại chưa lập gia đình bình thường nam nữ không thể là thân thể có thiếu hụt hay là tướng mạo quá dọa người dù sao thước kiều hội không có đổi ý cho nên tự nhiên cũng phải đối với đối phương phụ trách có thiếu hụt hoặc là dáng dấp xấu xí còn cho phép tham gia đây không phải là hủy đối phương cả một đời a à. chẳng qua cũng chính là bởi vì đem khống nghiêm ngặt tham gia nhiều người hàng năm thước kiều hội đều phi thường náo nhiệt nhìn một hồi lâu cố thất thất bọn người cảm thấy không có ý gì mới tiếp tục đổi sân bãi du ngoạn một đoàn người chơi đến cả nguyên tiết phố xá kết thúc mới lưu luyến không rời lên xe ngựa dẹp đường hồi phủ trên xe ngựa Phương Ngọc còn chưa đã ngứa ngược lại là mới gia nhập diêu giao vừa lên xe ngựa liền mệt ngủ. Xem ra sau này chúng ta phải được thường lôi kéo diêu dao ra tới dạo phố mới là, ngươi nhìn nàng, lúc này mới đi dạo bao lâu, liền mệt mỏi thành dạng này. Trên xe ngựa Phương Ngọc nho nhỏ âm thanh đối cố thất thất nói. Cố thất thất, là, về sau vừa có thời gian chúng ta liền tụ cùng một chỗ dạo phố chơi. Nói xong cố thất thất lại nhìn về phía lập hạ, sau đó hỏi, đêm nay phó đông có hay không cho ngươi tặng quà a à? 241, không cẩn thận miệng bầu nói nhầm lập hạ ngốc cười a à a à một mặt hạnh phúc, từng, đưa, cho ta đưa một cái cây trâm. Cố thất thất hài lòng gật gật đầu, xem ra, phó đông cái thứ nhất thoát đơn không phải là không có đạo lý. Rất khoái mã xe đến cố phủ, cố thất thất các nàng trước xuống xe ngựa, không làm kinh động diêu dao, sau đó để thường ninh bên trên xe ngựa của bọn hắn, lại đem diêu dao ôm xuống tới đưa về khách phòng. Hôm nay Phương Ngọc cùng Thường Ninh đi đón Diêu dao ra tới chơi thời điểm, đã cùng Diêu Giao phụ mẫu nói xong, Diêu Giao cùng Diêu Tử Dương đêm nay tại cố phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái xuất thành về nhà. Dù sao chơi quá muộn trở về, tỉnh quấy rầy hai vị lão nhân gia nghỉ ngơi. Giữa mùa đông cũng lạnh. Ngày thứ hai. Buổi trưa trên bàn cơm, cố thất thất nhìn xem nam cung dạ một đoàn người hỏi, hiện tại qua tuổi xong, buổi sáng các ngươi đi bên trên tảo triều, có nói gì hay không thời điểm ra ngoài a? Nam cung dạ trả lời, hai ngày này dương dương không phải trăng tròn sao, có phải là muốn làm tiệc đầy tháng? chúng ta đợi cho tiểu gia hỏa lo liệu tiệc đầy tháng lại đi ra vừa vặn hai ngày này cũng chuẩn bị một chút cố thất thất nhìn một chút cố bắt cố bắt nói ra cũng được chúng ta vốn là định tại sau ba ngày cử hành trăng tròn yến vậy thì thật là tốt cố thất thất gặp nàng cha đều nói như vậy thế là nói ra vậy các ngươi nhớ kỹ đều chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đều là đại ca ca lễ vật nhưng không thể keo kiệt triệu hổ ha 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 sớm chuẩn bị kỹ càng tuyệt đối sẽ không để nhỏ dương dương thất vọng phương ngọc trướng cổ lên hỏi các ngươi đều chuẩn bị gì sẽ không đều là tiểu kim khóa a à? triệu hổ bị phương ngọc cái này nói chuyện sau đó có chút lúng túng gãi đầu một cái nói vậy ta cũng không biết chuẩn bị cái gì tốt a à? đều nói hài tử đưa khóa vàng tốt cho nên ta tìm người đánh cái đại kim khóa thường ngủ ta cũng thế thường ninh ta có thể nói ta cũng là sao phương ngọc nghe chỉ mắt trợn trắng sau đó nhìn về phía triệu tùng hỏi đại ca ngươi khẳng định không phải đúng hay không triệu tùng ta cũng thế phương ngọc được coi như ta không có hỏi triệu hổ kia không đưa khóa vàng còn có thể đưa cái gì phương ngọc cửa hàng trang tử đều có thể a à? triệu tùng vậy cái này còn không đơn giản thêm cái đi vào không là tốt rồi một bên cố thất thất được 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 tiểu ngọc cùng các ngươi nói đùa các ngươi kia cũng là tân tân khổ khổ kiếm đồ vật muốn giữ lại về sau cưới vợ dùng Tiểu gia hỏa muốn về sau lớn lên mình kiếm đi. Triệu hổ, không có việc gì, đám bọn cậu ngoại đưa cái cửa hàng đều là việc nhỏ. Lời này vừa xuất hiện nơi chốn có người một mặt kinh ngạc. Phương Ngọc, cái gì cửu cửu, nhị ca, ngươi nhanh như vậy liền uống nhiều. Tiểu gia hỏa phải gọi chúng ta ca ca tỷ tỷ. Cái gì cửu cử, cửu, cửu cửu phải là thất thất sinh hài tử mới quản ngươi gọi cửu cửu. Nghĩ cái gì đây ngươi? Triệu hổ, ha 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 ha. Thật có lỗi, thật có lỗi, cùng thất thất nói chuyện, nói nói đột nhiên không có quay lại, trách ta trách ta niên kỹ quá lớn, làm ca ca thật là có chút không thích ứng, ha ha ha. Phương Ngọc, vậy ta có thể hiểu thành, ngươi đây là biến tướng đang thúc giục sinh sao? Triệu hổ, không không không, ta cũng không có ý tứ này. Ta đổ hận không thể các ngươi đều tối nay thành thân sinh hài tử, đến lúc đó tỉnh con của ta phải gọi con của các ngươi ca ca tỷ tỷ. Ha ha ha. Phương Ngọc, cũng không phải là không thể được a, à về sau nhiều hối lộ hối lộ ta cùng thất thất. Triệu hổ nghe xong Phương Ngọc, nhìn về phía cố thất thất hỏi, thất thất, dùng hối lộ sao? Cố thất thất, thế thì không cần. Nói không chừng ngươi năm nay liền thành thân, sang năm liền ôm hai bé con, chúng ta cũng còn sớm đâu. Triệu hổ nhìn xem Phương Ngọc, nghe được không? Phương Ngọc le lưỡi. Sau bữa ăn mọi người lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Hai ngày sau, Nam Cung Dạ đem một cổ làm công tinh xảo chất gỗ xe đẩy nhỏ đặt ở mọi người trước mặt. Cố thất thất nhìn trước mắt xe đẩy nhỏ, kinh hỉ nói, nhanh như vậy liền làm xong chưa? Bản vẽ ta không phải trước mấy ngày mới giao cho ngươi. Nam Cung Dạ trả lời, ngày ấy ngươi đem bản đồ giấy giao cho ta, đúng lúc bị thường ninh nhìn thấy, hắn nói diêu cô nương tổ phụ chính là vị rất có kinh nghiệm thợ mộc. Cho nên ta liền đem bản vẽ giao cho thường ninh, để hắn cầm đi để diêu lão tiên sinh giúp làm ra tới ngươi không phải nói ai có thể làm được cái này bản vẽ miễn phí cho bọn hắn sao cho người khác vậy không bằng cho mình người cố thất thất được a à, càng ngày càng sẽ làm sự tình chẳng qua cái này làm công hoàn toàn chính xác có thể chờ ngày mai tiểu gia hỏa trăng tròn yến chúng ta dùng cái này xe đẩy đẩy hắn chuyển lên hai vòng đến lúc đó nói không chừng muốn xe đẩy nhỏ này đại hộ nhân gia khẳng định không ít ngày mai nhớ kỹ để thường ninh mang theo diêu dao tới kéo sinh ý Sở dĩ lúc này để Nam Cung Dạ tìm người làm, cố thất thất chính là nghĩ đến trăng tròn yến thời điểm đẩy ra, như thế cũng coi là giúp đỡ đánh một chút quy xê, thôi động cái này xe đẩy nhỏ. Nam Cung Dạ, yên tâm đi, những cái này biến mất thường nên mình sẽ an bài. Ngày mai yến hội đều chuẩn bị xong chưa? Cố thất thất, những cái này không cần ta đến nhọc lòng. Ngoại tổ mẫu bọn hắn còn có cha ta, cũng sớm đã an bài tốt. Nam Cung Dạ ho nhẹ một tiếng ngươi trước tiên có thể học tập lấy một chút, về sau. Cố thất thất cười cười, không có việc gì, đợi đến ngày đó ngoại tổ mẫu cũng sẽ giao phó xong. Hiện tại học tốt, chờ mấy năm đoán chừng cũng quên. Đi, đem xe đẩy nhỏ cầm đi cho tiểu gia hỏa thử xem. Lập tức cố thất thất, nam cung dạ hướng cố bắt tiểu viện đi đến. Bọn hắn vừa tới liền gặp tiểu gia hỏa bị cuốn chỉ còn khuôn mặt nhỏ nhắn trứng lộ ở bên ngoài, sau đó để nha hoàng ôm lấy tại viện tử trong lương đình nhìn hoa mai cũng không biết gia hỏa này là nhìn hiểu vẫn là nhìn hiểu dù sao nhìn xem xinh đẹp hoa mai con mắt đều không mang nháy một chút tay chân đạp không ngừng cô nương cùng tương lai cô gia đến rộng ma ma nhìn thấy cố thất thất đến cười chào hỏi rộng ma ma mẹ ta đâu cố thất thất hỏi rộng ma ma trả lời vừa rồi cho hài tử cho ăn xong sữa này sẽ trong phòng ăn canh tiểu công tử không phải làm ầm ĩ lấy muốn ra tới hít thở không khí chúng ta liền ôm ra tới để hắn chơi một lát cô nương đẩy đây là cái gì là cho tiểu công tử chuẩn bị sao cố thất thất đúng cho tiểu gia hỏa chuẩn bị xe đẩy nhỏ tiểu liên đem tiểu công tử thả bên trong thử xem đầu hướng bên này chân hướng bên kia lập tức tiểu liên dựa theo cố thất thất giáo đem tiểu gia hỏa cất kỹ không nghĩ tới tiểu gia hỏa không có ôm ấp trói buộc trong xe tay chân đạp càng hoang tiểu công tử rất thích xe đẩy nhỏ này tiểu liên cao hứng nói cố thất thất xem ra cũng là sẽ hưởng thụ tiểu gia hỏa tại xe đẩy bên trong chơi đùa nhiều tự do tiểu liên cái này xe đẩy đằng sau là có thể điều tiết điều tiết vị trí tại cái này kéo lên cái này đánh gậy liền sẽ nhấc lên giống này sẽ tiểu công tử thích xem hoa mai hắn còn không thể đứng ngồi liền cho hắn hơi đem đằng sau nâng cao một chút đủ hắn thấy là được vừa uống xong sữa phòng ngừa hắn tràn sữa cũng có thể nâng cao một điểm điểm về sau chờ hắn có thể đứng ngồi liền có thể điều cao hơn một chút, hoặc là điều thành một cái chỗ ngồi đồng dạng, hắn liền có thể hoàn toàn ngồi dậy. Đi ngủ liền hiện tại độ cao này vừa vặn. Phía trước khối này nhỏ đánh gậy cũng là có thể hoạt động. Phía dưới còn có cái rổ, bình thường ra ngoài thời điểm, có thể đem một chút đồ chơi nhỏ, khăn tay, tè ra quần, bình sửa cái gì thả phía dưới này. Chương 242, Trăng tròn yến. Tiểu Liên thấy một trận kinh hỉ chờ cố thất thất giảng giải xong nàng cũng rất nhanh học xong muốn làm sao sử dụng xe đẩy nhỏ này. Tốt, ta biết, có xe đẩy nhỏ này, về sau tiểu công tử có thể tại xe đẩy nhỏ bên trong chơi, chúng ta cũng có thế nhẹ nhõm không ít. Rộng ma ma điểm điểm tiểu liên đầu, về sau ngươi thế nhưng là tiểu công tử tùy thân nha hoàng, để ngươi đi theo tiểu công tử, làm chút chuyện không phải hẳn là. Tiểu liên cười nói, ta biết là hẳn là, ý của ta là, tối thiểu nhất tay cũng không cần như vậy chua. Tiểu công tử thích trong sân chơi đùa, chờ đầu xuân thời tiết ấm áp, suốt ngày trong sân phải ôm lấy. Có xe đẩy nhỏ này không phải tay liền có thể thanh nhàn một chút nha, thanh nhàn xuống tới có thể làm điểm khác a. À. Cố thất thất, không sai, chẳng qua chờ hắn lớn chút, càng không thể kinh thường, phải phòng ngừa hắn từ xe đẩy bên trong lật xuống tới, bên người cũng là cách không được người. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy làm điểm cái gì khác, ngươi nhiệm vụ chính là chiếu cố tốt tiểu công tử trong nhà sự tình khác không cần ngươi nhọc lòng tiểu liên cô nương yên tâm ta nhất định đem tiểu công tử chiếu cố kiện kiện khang khang trắng trắng mềm mềm cố thất thất gật gật đầu vậy liền vất vả các ngươi tiểu gia hỏa vừa trăng tròn cũng đừng ở bên ngoài chơi quá lâu không sai biệt lắm liền vào nhà đi ta liền không vào nhà bên ngoài còn có thật là lắm chuyện chờ lấy ta tiểu liên được vậy ta mang theo tiểu công tử đi vào trước chờ tiểu liên trọng ma ma mang theo cố tề dương trở về nhà cố thất thất cùng nam cung giả lúc này mới rời đi ngày thứ hai chính là cố tề dương trăng tròn yến hôm nay cố phủ đặc biệt đặc biệt náo nhiệt có thể nói ung đô thành bên trong tất cả quan viên đều đến ngoài ra còn có không ít nói được không thể nói đại hộ nhân gia cũng tới dù sao đây chính là có thế tiếp xúc gần gũi đến đại ung vị thứ nhất nữ quan cơ hội tốt đương nhiên tiếp cận cố thất thất cũng không phải là muốn dở trò xấu mà là nghĩ đến nhìn có thể hay không nói chuyện trên phương diện làm ăn hợp tác hoặc là đàm không thành hợp tác nghe một chút lối buôn bán học tập một chút mời cố thất thất hỗ trợ chỉ điểm một hai đó cũng là tốt nhìn xem cố thất thất bất luận là cửa hàng nhỏ mặt vẫn là công xưởng một cái tiếp theo một cái mở sinh ý đầu não liền biết là không đơn giản tùy tiện thụ điểm chỉ giáo nói không chừng liền có thể thành công cũng không nhất định hôm nay cố thất thất nguyên lai like tưởng rằng là đệ đệ mình trăng tròn yến không có mình chuyện gì hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng kết quả kết quả chính là tất cả tân khách đưa xong cách về sau đều hướng nàng bên này vây tới nói chuyện phím nói chuyện phím trò chuyện sinh ý trò chuyện sinh ý đương nhiên trò chuyện sinh ý vẫn là muốn nhiều hơn nói chuyện phím số một lão bản phúc lộc phu nhân nghe nói ngày năm nay lại tại giày vào mới công xưởng đây là lại muốn chuẩn bị làm cái gì sinh ý chúng ta nhưng có cơ hội hợp tác a à? cố thất thất có cơ hội vậy dĩ nhiên là có thể ngài là làm cái gì sinh ý số một lão bản lão phu họ viên là mở dệt công xưởng cùng bố trang chẳng qua hai năm này tình hình tai nạn không ngừng làm ăn này cũng là càng ngày càng khó a à. cố thất thất vì sao bố trang không phải hẳn là ảnh hưởng không lớn sao viên lão bản cười nói xem xét phúc lộc phu nhân chính là chưa làm qua phương diện này sinh ý bố trang là ảnh hưởng không lớn nhưng dệt phường thụ ảnh hưởng a à sau đó viên lão bản kỹ càng cho cố thất thất giảng giải một chút bọn hắn trước mắt khó xử trước mắt đại ung có bày ba loại một loại là vải bố một loại vải bông một loại là tơ lụa vải bố một loại dùng tê dại da công thành nhỏ bé dây gai sau đó dệt ra tới vải vải bông tự nhiên là dùng bông tơ lụa thì là con tầm tia tê dại ngược lại là trên cơ bản từng nhà đều có loại bên trên một chút có điều bông đại ung trước mắt còn không có lớn diện tích trồng chỉ có một phần nhỏ nông hộ, ruộng đồng dư giả sẽ loại một chút, còn có một số có trang tử trang chủ sẽ loại một chút. Chẳng qua những cái này xa xa là không cách nào thỏa mãn đại ung nhu cầu. Cho nên vải bông nguyên vật liệu, sợi bông hay là bông, thậm chí bao gồm tơ lụa nguyên liệu sợi tơ, những cái này đại ung chỉ có thể thông qua cùng bạn nước giao dịch tới mua. Nhưng loại này thường thường sẽ rất đắt. Đặc biệt là sợi tơ. Cho nên tơ lụa bị gia công sau khi đi ra sẽ đắt dọa người, một thất tốt tơ lụa có thể bán được trên trăm hai. Những cái này thế nhưng là dân chúng bình thường cả một đời cũng không dám đụng đồ vật. Mà hai năm này bởi vì tình hình tai nạn, miên cùng tê dại càng không cách nào đạt được thỏa mãn, nguyên vật liệu không đủ, vải vóc liền dệt không ra. Tìm bạn quốc mua, bạn quốc lại ngay tại chỗ lên giá. Đây chính là bố trang lão bản khó xử. Nguyên vật liệu quý, nhưng bọn hắn bán giá cả không thể trướng, đào đi nhân công những cái này, bọn hắn cơ bản đều tại lỗ vốn nghe xong viên lão bản cố thất thất lúc này mới phát giác đích thật là như thế nguyên chủ là người phương bắc người phương bắc ngược lại là có một ít người sẽ tự mình trồng bông nhưng cơ bản cũng là thỏa mãn nhà mình nhu cầu lại về sau bọn hắn đến phương nam phương nam bên kia loại tê dại liền tương đối nhiều nhưng là bất luận là phương nam vẫn là phương bắc nàng giống như chưa từng thấy qua có nuôi tầm cũng thế nếu không cũng không đến nỗi không có quả dâu bán nàng bởi vì một mực không nghĩ tới làm phương diện này sinh ý cho nên cũng không có hướng sâu đi tìm hiểu qua. Xuyên qua đến nay nàng nghiên cứu cơ bản đều là ăn. Xem ra trải qua lần này nàng nhiều chú ý chú ý phương diện khác. Ngươi nhìn cái này một hiểu rõ, không phải lại tới một làm ăn lớn. Chỉ thấy Cố Thất Thất nghe xong Viên lão bản về sau, cười nói, Viên lão bản không cần lo lắng, tơ lụa nguyên vật liệu có lẽ từ năm nay bắt đầu các ngươi đều không cần sầu muộn, về phần bông, có lẽ năm nay, có lẽ sang năm, tóm lại gần 2 năm những vấn đề này đều có thể đạt được giải quyết. Con tầm nàng có thể an bài nuôi lên, đến lúc đó cho dù mình không khởi công phường, trực tiếp bán kén tầm cũng là có thể. Lại hoặc là mình mở gia công phường, gia công sợi tơ cũng được. Cây dâu nàng không gian có, kết một nhóm ra tới là được, về phần tầm loại, vậy thì phải tìm nam cung dạ. Đợi nàng ra ngoài thời điểm, quốc gia nào nhập khẩu cho quốc gia chúng ta sợi tơ, liền đi quốc gia nào làm điểm tới nuôi liền tốt. Bông vải cái này đối trồng hoàn cảnh yêu cầu cao, tại hiện thế tân cương là lớn nhất bông trồng căn cứ bây giờ có thể nhập khẩu bông cho quốc gia chúng ta quốc gia kia cũng hẳn là thừa thải bông chờ nam cung dạ bọn hắn đem quốc gia kia thu phục tới vậy liền không thuộc về xuất nhập cảng hàng hóa giá cả liền có thể tương đối hơi rẻ chẳng qua nuôi tầm không thích hợp tại phương bắc đến lúc đó có thể an bài tại giang đô thành nói lên giang đô thành cố thất thất lập tức liền có một cái tốt sân bãi cung cấp nàng lựa chọn đó chính là trước đó cứu tế lúc tiêm sơn thôn tránh tai địa phương. Bọn hắn nguyên bản làng bị lũ lục bao phủ thành hồ nước. Về sau đem đến trên núi, nơi đó không quá thích hợp trồng lúa nước, năm ngoái các hương thân đều là loại bắp ngô cùng khoai lang, còn có khoai tây. Sau đó tại bán thành tiền sau đổi thành gạo. Vị trí kia thuộc về trên núi, diện tích rộng lớn, khai hoang ra tới, trồng lên cây dâu, nuôi dưỡng tầm phù hợp chẳng qua. Giao cho các hương thân đến nuôi, còn có thể cho bọn hắn mới tăng một chút thu nhập. Viên lão bản nghe cố thất thất vui mừng, nói, có phúc lộc phu nhân câu nói này, lão phu tin ngươi, vậy lão phu nhân chờ lấy. Cố thất thất, được. Chương 243, cẩn thận ta cầm giữ không được. Lúc này, trong đám người đứng tại phía sau cùng một vị lão bản lớn tiếng nói, phát hiện không, mặc kệ vấn đề gì, chỉ cần đến phúc lộc phu nhân nơi này, liền đều không là vấn đề. Phúc lộc phu nhân, đệ đệ của ngài ngủ cái kia có thế đẩy đi giường nhỏ có phải là cũng là ngươi thiết kế. Đây chính là có hài tử tin mừng a, à, có vật này, tay có thế nhẹ nhõm không ít. Cố thất thất, bản vẽ là ta vẽ ra, chẳng qua chế tác là ta một vị tiểu tỷ muội tổ phụ làm, về sau các vị lão bản có hài tử hoặc là cháu trai, muốn có thể tìm lão nhân gia kia đi làm theo yêu cầu. Lời mới vừa nói lão bản hỏi, đi đâu tìm a, à, thật đúng là đừng nói, nhà ta lại có hơn 3 tháng vừa vặn cần, ta cũng phải nắm chặt đi làm theo yêu cầu một cái mới được. Một vị khác lão bản phụ họa, có, không có đều có thể trước dự định một cái, không chừng lúc nào liền dùng tới được đâu. Không nhất định không phải thực sự có người sinh sản mới đến làm theo yêu cầu. Cái này vạn nhất lão bản sinh ý tốt, làm không đến, xếp hàng chờ, đây không phải là gấp chết người. Cố thất thất, cái này ngược lại là câu lời nói thật, các ngươi muốn làm theo yêu cầu, ta đi gọi ta tiểu tỷ muội tới, để bọn hắn cho các vị làm đăng ký, đợi đến thời điểm làm tốt cho các vị đưa phủ thượng đi. Nói xong, cố thất thất liền mau nhường lập hạ đi gọi tới diêu giao cùng thường ninh sau đó cố thất thất liền đem cái này một đống người đều giao cho diêu giao mình thì một cái lắc mình liền chui ra người đi nhìn xem hiện tại đến phiên diêu giao bị vây quanh ở bên trong cố thất thất thật dài thở vào nhẹ nhõm đưa tay phẩy phẩy bởi vì bị vây quanh không khí không lưu thông nóng ra tới mồ hôi sau đó nói những người này này chỗ nào là đến ăn tiệc tịch rõ ràng chính là tới làm sinh ý bên cạnh nam cung dạ đây còn không phải là bởi vì ngươi mang đầu. Cố thất thất, sao có thể xem như ta mang đầu đâu? Ngươi xem bọn hắn vừa rồi mở miệng ngậm miệng nói chuyện trời đất thời điểm nói đều là sinh ý. Nam cung dạ, chẳng qua ngươi cũng từ đó được lợi không phải sao? Cố thất thất cười cười, gật gật đầu, như thế, vừa rồi ngày này một trò chuyện, ta liền lại tới một cái ý nghĩ. Nói đến đây, cố thất thất chăm chú nhìn chầm chầm nam cung dạ nhìn xem hắn. Nam cung dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao rồi? cố thất thất dương lên khóe miệng, ngươi nói làm sao đây? Đột nhiên Nam Cung dạ dường như minh bạch một chút cái gì, vừa rồi nói chuyện phím. Thất thất cần trợ giúp của hắn. Nam Cung dạ dơ lên khóe miệng, cười nói, có gì cần ta ra sức cứ mở miệng chính là, đừng tổng nhìn ta như vậy. Cẩn thận ta cầm giữ không được. Cố thất thất, phốc. Ngươi bây giờ nói chuyện cũng như thế rõ ràng sao? Nam Cung dạ, theo ngươi học. Cố thất thất, ta giống như không có đã nói như vậy nam cung dạ nhìn xem nàng đang chuẩn bị mở miệng cố thất thất lập tức đưa tay dừng lại ta thừa nhận ta nói qua nhưng cũng liền nói qua như vậy một hai hồi ngươi cái này học cũng quá nhanh điểm nếu nói là học ta ta hiện tại cũng có lý do hoài nghi ngươi vẫn luôn là dạng này chỉ là mượn ta lý do biểu hiện ra chân thực ngươi mà thôi nam cung dạ nhìn xem cố thất thất cười nói cái kia cũng chỉ ở trước mặt ngươi thể hiện ra dạng này ta cố thất thất lúc này nội tâm ta tin ngươi cái quỷ nói điểm chính lần này ra ngoài cho ta làm điểm tầm trứng trở về ta chuẩn bị mình nuôi tầm chế tác tơ tầm tuyến nam cung dạ được cam đoan chuẩn bị cho ngươi trở về chẳng qua nhưng có ban thưởng cố thất thất có a nam cung dạ ban thưởng gì cố thất thất chờ ngươi đem vật của ta muốn tầm trở về ta sẽ nói cho ngươi biết ban thưởng gì tốt phòng bếp bên kia chuẩn bị bắt đầu mang thức ăn lên ta liền không cùng ngươi nói chuyện phím, trước tiếp khách đi nam cung giả dạ muốn nói khách nhân giống như không cần ngươi bồi đi ta mới là cái kia cần ngươi bồi người nhưng lúc này cố thất thất đã sớm chạy vô tung vô ảnh chủ yếu lúc này cố thất thất đã xấu hổ bị nam cung giả dạ cười nam cung giả dạ nói xấu hổ đây là lần đầu đi vì không để nam cung giả dạ phát giác cho nên nàng lựa chọn chuồng mất nếu không còn không biết gia hỏa này sẽ làm sao chê cười nàng đâu mà lại này sẽ trong viện đều là khách nhân nàng cũng không muốn bị người khác phát hiện nàng xấu hổ dáng vẻ. Thoát đi nam cung dạ, cố thất thất nơi nào bồi khách nhân nào đi, mà là chạy về mẹ nàng viện tử bồi đệ đệ của nàng chơi đùa đi. Này sẽ mẹ nàng cùng với nàng cha đều phía trước viện chào hỏi khách khứa, nàng không nghĩ lại một lần nữa bị vây nhốt ở, cho nên trốn tiểu viện tới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chẳng qua vừa vào nhà, cố thất thất nhìn xem phòng bên trong bày đầy lễ vật chính là một mặt ao ước. Chật chật chật, nhìn một cái tiểu gia hỏa này, một cái trăng tròn yến liền kiếm đầy bồn đầy bát, nhiều như vậy lễ vật, đều là quý giá, phải giá trị già trẻ tiền đi. Rộng ma ma cười nói, tiểu công tử lễ vật bên trong, cái kia cũng có ngươi tỷ tỷ này công lao ở bên trong A. À. Cô nương bây giờ thế nhưng là trước mặt Hoàng thượng Hồng Nhân, Bình Dương Vương trên đầu trái tim tương lai Vương Phi, những người này còn không phải xem ở cô nương trên mặt mới như thế đại thủ bút. Cố thất thất gật gật đầu, nghĩ thầm, hoàn toàn chính xác. Cha nàng mặc dù là đã từng đại tướng quân. Nhưng nhiều năm như vậy, lúc trước cùng nàng cha giao bạn thân phần lớn đã không tại. Có là từ quan. Có thì là chọc giận một đời trước hoàng đế, bị tiền nhiệm hoàng đế nổi giận ám sát. Lại về sau Nam cung giật thượng vị, trong cung những lão nhân kia cơ bản đều đổi toàn bộ, ai còn lại bởi vì cha nàng đã từng thân phận như thế đại thủ bút. Chẳng qua không quan trọng, cha hắn hiện tại chỉ muốn người một nhà cùng một chỗ bình an liền tốt. Thiếu thốn mười mấy năm qua mặc dù không cách nào đền bù nhưng tối thiểu nhất phải hiểu được trân quý còn lại mấy chục năm thời gian. Bồi tiếp đệ đệ chơi đùa, chờ cố tề dương ngủ kết quả cố thất thất hống hắn thời điểm đem mình cũng dỗ ngủ lấy. Giấc ngủ này liền ngủ đến tiền viện yến hội tan cuộc. Cố thất thất không có ăn cơm trưa, trọng ma ma thay nàng đánh đồ ăn tới, đặt ở trên lò nóng, cố thất thất vừa tỉnh dậy liền có ăn. Ăn cơm trưa, nam cung dạ phía trước viện vẫn chờ hắn. Cố thất thất nhìn thấy nam cung dạ, hỏi, ngươi làm sao không đi bận biểu sao? nam cung dạ trả lời làm xong còn lại sự tình giao cho bọn hắn đi xử lý hai ngày này ta muốn hảo hảo bồi bồi ngươi nghe lời này cố thất thất biết nam cung dạ hẳn là lại có hai ngày liền nên ra ngoài lần này ra ngoài không so với trước năm năm ngoái chỉ là đi chiêu binh luyện binh nhưng năm nay là muốn ra ngoài đánh trận là mang theo nguy hiểm đến lúc đó tiểu hắc tiểu bạch nàng đều phải phái phát nhiệm vụ cho chúng nó để bọn chúng đi cho bọn hắn vận chuyển vật tư vũ khí. Cố thất thất, tốt, vậy ngươi buổi chiều theo giúp ta cùng đi một chuyến đẹp trang công xưởng. Tử lâu cũng muốn đi một chuyến. Nam cung dạ, được. Dù sao hai ngày này, hắn muốn một mực hầu ở thất thất bên người. Nếu không chuyến này ra ngoài chính là mấy tháng khả năng gặp mặt. Không thể giống năm ngoái đồng dạng còn có thế mỗi tháng trở về một chuyến. Đi công xưởng trên đường, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Nam Cung Dạ muốn rời khỏi, Cố Thất Thất trong lòng rất là không bỏ. Chương 244, đưa đám nam nhân ra ngoài. Nhìn xem trong xe ngựa đối diện Nam cung dạ, Cố Thất Thất đứng dậy ngồi tại bên cạnh hắn, sát bên hắn ngồi cùng một chỗ, sau đó kéo cánh tay của hắn, nắm hắn tay, đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Lần này ra ngoài là muốn đánh trận đi, ngươi nhất định phải nhiều chú ý an toàn. Đến lúc đó ta để tiểu Hắc chuyên môn đi theo ngươi, để tiểu Bạch cho đại ca bốn người bọn họ đưa vật tư, còn có vũ khí có chuyện gì các ngươi liền cùng tiểu hắc tiểu bạch giảng tiểu hắc tiểu bạch sẽ nói cho ta thiếu cái gì ta đến chuẩn bị chính là các ngươi một mực chú ý an toàn bảo vệ tốt mình xong về phía trước đằng sau giao cho ta nam cung dạ được vậy chúng ta liền đem phía sau trận doanh giao cho ngươi chẳng qua ngươi cũng đừng đem chính mình mệt mỏi lấy có một số việc ngươi an bài tốt về sau có thế giao cho người phía dưới đi xử lý liền để bọn hắn đi xử lý biết ngươi thích kiếm tiền nhưng thân thể cũng là trọng yếu nhất ngươi không phải thường nói thân thể là tiền vốn làm cách mạng cố thất thất yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc ta lại không phải người ngu nam cung dạ nghe cố thất thất cưng chiều đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng như thế lấy ngươi thông minh ta ngược lại là dư thừa lo lắng cố thất thất cho nên a à, ngươi không cần đến lo lắng ta càng không cần đến lo lắng trong nhà một mực buông tay to gan ở bên ngoài đánh thiên hạ chính là nam cung dạ nhìn xem cố thất thất hầu kết nhịn không được lăng lăng thanh âm khàn khàn về câu được cố thất thất nhìn xem nam cung dạ giơ lên cái cầm nhìn xem hắn đo đi tức một chút sau đó nói ta chờ ngươi khải hoàng trở về cưới ta nam cung dạ hốc mắt đột nhiên có chút ức ác nhẹ nhàng đáp được sau đó theo rơi xuống còn có nam cung dạ hôn một hôn rơi xuống hai người câu nói sau cùng đều không nói chỉ là ôm thật chặt lẫn nhau thẳng đến xe ngựa dừng lại cố thất thất biết đây là tới nơi. Sau đó tùy ý nam cung dạ nắm thủ hạ của nàng xe ngựa. Sau đó hai ngày bên trong, nguyên bản cố thất thất chuẩn bị chuyển xong nhà máy khác cửa hàng cái gì đều muốn đi đi dạo, nhưng là bởi vì nam cung dạ muốn ra ngoài, cho nên nàng cầm trong tay sống toàn bộ tạm thời buông xuống. Sau đó hai ngày này liền chuyên tâm bồi tiếp nam cung dạ. Ngày đầu tiên, hai người tại hậu viện tản bộ, nói chuyện phím, câu cá, cá nướng. Chơi quên cả trời đất triệu hổ cùng triệu tùng hai người cũng không tới làm bóng đèn thường ngủ thường ninh thì cùng bọn họ cô nương đây là cố thất thất cùng nam cung dạ hai người một mình hai ngày ngày thứ hai cố thất thất liền mang theo nam cung dạ chuẩn bị cho bọn họ ăn uống mặc dù đến lúc đó tiểu hắc đi theo nàng có thể thông qua không gian truyền tống ăn ngon ăn cho bọn hắn nhưng cố thất thất vẫn là thói quen chuẩn bị cho bọn họ nhiều một ít ăn ngon ăn mang theo trong người tùy thời đều có thể ăn làm xong ngày thứ ba nam cung dạ bọn hắn liền nên chuẩn bị xuất phát trời còn chưa sáng lên mênh mông cuồn cuộn một đoàn người liền ra khỏi cửa thành nam cung giật nhìn xem ra ngoài tranh đấu giành thiên hạ một đám người hắn cũng rất là không bỏ khóc mắt đều ướt át cũng không biết có phải hay không là bởi vì không bỏ tối hôm qua một đêm không ngủ nguyên nhân vẫn là khóc qua nguyên nhân toàn bộ con mắt đều đỏ đây là cố thất thất lần thứ nhất nhìn thấy nam cung dật bộ dáng như vậy lúc này nam cung giật nhìn chính mình tam ca không dám mở miệng, lo lắng mới mở miệng sẽ nhịn không được khóc lên, đành phải miếng môi, ôm lấy nhà mình tam ca. Đương nhiên những người khác cũng đều có phần, cùng hưởng ân huệ, mỗi người đều cho một cái to lớn ôm, xong việc sau mới cố gắng phun ra mấy chữ. Tất cả đều muốn cho trẫm bình an trở về, chờ các ngươi trở về, trẫm tự mình cho các ngươi đón tiếp. Triệu hổ, vậy ngươi nhưng phải cho thêm chúng ta chuẩn bị chút ban thưởng. Dương Tuyết nói đùa về câu, cho ngươi ban thưởng cô nương tốt. Lời này mới ra, bầu không khí rốt cục hòa hoãn không ít mọi người cũng nhịn không được ha ha phá lên cười triệu hổ cũng không khách khí trả lời ban thưởng cô nương tốt cũng được a à, ta không có ý kiến hiện tại đang lo không có nàng dâu đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai một người một cái cùng một chỗ thành thân song hỷ lâm môn náo nhiệt cố thất thất vậy ngươi bình an trở về để hoàng hậu cho các ngươi làm mai mối đều tìm cái xinh đẹp cô nương tốt triệu hổ khi quyết định như vậy tất cả mọi người cho chúng ta làm chứng a. À. Dương Tuyết, một lời đã định. Nói được cái này, nam cung dạ không nghĩ mọi người trò chuyện một chút lại không bỏ lên, thế là mở miệng, "Tốt, thời gian không còn sớm. Chờ Khải Hoàng sau khi trở về có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện. Đi thôi." Cố Thất Thất nhìn xem nam cung dạ, thanh âm nghẹn ngào, "Bình an trở về, chờ ngươi trở về." "Nam cung dạ, có các ngươi, nhất định trở về." Cố Thất Thất nước mắt một chút nhịn không được chảy xuống. Nam Cung dạ, tốt, nhất định bình an trở về. Ta nếu là không có bảo vệ tốt mình, bị thương, vậy ngươi ngay tại ta trên vết thương vung một nắm muối. Để ta thật tốt ghi nhớ thật lâu. Cố thất thất, thổi phù một tiếng nhịn không được cười, sau đó lúc này mới lau khô nước mắt, đưa tay hướng trên lưng ngựa Nam Cung dạ khoát khoát tay. Đi nhanh đi, trò chuyện tiếp xuống dưới liền nên trời tối. Nói xong vẫn không quên cùng mọi người cũng khoát khoát tay. Tất cả mọi người tự hồ là thương lượng xong đồng dạng, trăm miệng một lời nói, đi. Đi thôi. Bình an trở về. Lập tức nam cung dạ quay người, dẫn đầu mang theo mọi người cưỡi ngựa rời đi. Đưa tin một đoàn người còn đứng tại chỗ nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Khương Tố nhìn xem nhi tử rời đi, lúc này mới nhịn không được nước mắt chảy xuống. Một bên cố thất thất an ủi, Khương Di, tốt, không khóc, ngươi phải tin tưởng A à dạ, hắn tự có năng lực bảo vệ mình. Nhất định sẽ bình an trở về. Cương tố gật gật đầu, từng, chính là không nở mà thôi. Cố Thất Thất, đừng nghĩ hắn, chúng ta thay cái ý nghĩ, hắn đi ra cửa, chúng ta ở nhà coi như tự do. Hôm nay tất cả mọi người đi cố phủ, ta tự mình cho mọi người làm đồ ăn ngon ăn. Diêu Giao đi tới, Thất Thất, ta liền không đi, nhà máy một hồi khởi công, ta phải đi đi làm. Cố Thất Thất, nghe xong nàng mặc dù là lão bản, nhưng không thể bởi vì Diêu Giao là bằng hữu của mình liền tùy tiện để nàng bỏ bê công việc hay là xin phép nghỉ, vậy dạng này về sau trong nhân viên bằng hữu nhiều, kia không lộn xộn. Cố thất thất suy nghĩ một chút nói, không có việc gì, ngươi đi trước đi làm, chờ nhanh lúc tan việc ta để Tiểu Ngọc đi đón ngươi, cơm nước xong xuôi lại trở về đi làm, vừa vặn. Bên cạnh Tiểu Ngọc trả lời, không sai, đến lúc đó ngươi về nhà ăn cơm cũng giống như vậy thời gian, đến thất thất cái này đến, chúng ta mấy cái cô nương có thể nói thoải mái. Có đôi khi ngẫm lại, không có bọn hắn những nam nhân này ở bên người tiểu thư của chúng ta muội tụ cái bữa ăn đi dạo cái đường phố cũng rất không tệ a à. cố thất thất không có việc gì cho dù về sau thành gia chúng ta mấy cái tiểu tỷ muội cũng có thể thường hẹn lấy cùng một chỗ dạo phố đi dạo mệt mỏi liền đi tiểu ngọc kia ăn phấn hoặc là đi ta kia ăn kem ly uống nước chè ăn điểm tâm tử lâu cũng giống vậy có thể tùy thời đi tiểu ngọc gật gật đầu cái này có thể có Chẳng qua lúc này Diêu Giao lại có chút tự ti, Tiểu Ngọc cùng Thất Thất đều có việc buôn bán của mình, mình cùng với các nàng làm bằng hữu đều chỉ có thế ăn các nàng. Một màn này mắt sắc cố Thất Thất tự nhiên là phát hiện. Thế là cười nói, ai, vừa vặn chúng ta cũng còn không ăn điểm tâm, nếu không đi Tiểu Ngọc cửa hàng bên trong ăn gạo phấn, Diêu Giao ngươi mời khách, giữa trưa ta mời, sau đó lần sau Tiểu Ngọc mời. Chương 245, Hệ thống đại thăng cấp. Quả nhiên cố Thất Thất kiểu nói này, diêu dao trong mắt lập tức có ánh sáng gật đầu nói được ta xin mọi người ăn gạo phấn lập tức một đoàn người liền hướng tiểu ngọc sách phấn cửa hàng đi đến trên đường mọi người dường như một chút cũng không có không bỏ người yêu ra ngoài bao quát khương tố rất nhanh cũng đi theo tề mai cười nói thậm chí đã thương lượng xong một hồi liền để khương tố chuyển vào cố phủ sau đó bọn hắn lại có thể góp một bàn đấu địa chủ tề mai khương tố tề lão thái quá chính chính tốt về phần cố bắt cùng tề lão tiên sinh bọn hắn yêu nhất là câu cá, cho nên cũng không có việc gì liền chạy về phía sau viện trong ao sen câu cá, một câu cả ngày đều không mang cảm thấy nhàm chán. Câu được cá hoặc là mình ăn, hoặc là đưa đi tử lâu. Lần trước cố tề dương trăng tròn yến, tề lão tiên sinh cùng cố bắt nhận biết mấy vị bạn tốt, có đôi khi bạn tốt cũng sẽ hẹn tới cùng một chỗ câu. Bọn hắn câu cá có thể mang về nhà mình ăn. Dù sao cá mà cố thất thất không gian ruộng lúa bên trong nuôi rất nhiều bản thân trong ao sen cũng nuôi rất nhiều, tùy tiện bọn hắn câu. Nói như vậy tốt về sau, Khương Tố tự nhiên cũng không có ý kiến, ăn xong điểm tâm mấy bộ quần áo thu thập một chút liền chuyển vào cố phủ. Cố thất thất ăn xong điểm tâm về sau liền đi lội tử lâu. Ăn Tết trong lúc đó mỗi ngày trong nhà bồi người nhà, năm sau nguyên bản kế hoạch đi từng cái cửa hàng, tử lâu đi dạo, dù sao mình ông chủ này muốn thỉnh thoảng xuất hiện một chút mới tốt. Nhưng cuối cùng bởi vì Nam Cung dạ muốn ra ngoài, cho nên liền đem chuyện này trì hoãn hiện tại nam cung dạ vừa đi nàng liền thật phải bận rộn lên tủ lâu chuyển xong liền về nhà chuẩn bị cơm trưa lần này nàng không định ăn lẩu mà là chuẩn bị một bàn đồ ăn thường ngày có cố bắt cùng tề lão tiên sinh vừa câu đi lên cá thế là cá luộc phiến cá hấp liền cho thu xếp bên trên lại đến cái phát tia quả táo quả dứa thịt heo xào chua ngọt một cái cây thì là cây ớt thịt thỏ đinh chua cây sợi khoai tây rau trộn gãy bên tai cộng thêm một cái hạt dẻ nướng gà đất canh. Đám nam nhân ra ngoài, các nữ nhân cộng thêm cố bắt cùng tề lão tiên sinh, người ít đi không ít, những cái này đồ ăn cũng đủ mọi người thật tốt ăn một bữa. Tràn đầy một bàn lớn ăn ngon ăn. Ăn mọi người vừa lòng thỏa ý, trên bàn cơm cười cười nói nói. Sau bữa ăn đi làm đi làm, câu cá câu cá, bận rộn bận rộn. Tiểu Ngọc buổi chiều không có việc gì liền bị tề mai mấy người lôi kéo bồi tiếp chơi mạt trượt. Cố thất thất thì chạy lên nàng mấy cái cửa hàng tới. Chạy xong cửa hàng chạy đẹp trang xưởng. Đến đẹp trang xưởng đi dạo xong sau liền thuận tiện đi xem mắt tuyết trận. Trước mắt tuyết trận đã khởi công. Kỳ thật nếu không phải năm nay ung đô bên này đang xây tuyết trận cố thất thất đều nhớ lại Nam Quang Thành nhìn xem, chẳng qua tuyết trận bên này là đại sự, nàng phải tự mình nhìn chầm chầm khả năng an tâm. Về phần Nam Quang Thành 6 tháng cuối năm lại kế hoạch hay là sang năm lại thu xếp cũng thành. Tuyết trận khởi công, khai hoang ra tới cây cối một chút tốt liền kéo đi cho diêu giao tổ phụ chế tắt xe đẩy nhỏ còn lại nàng liền nung thành thang củi độn lên cung ứng nhà mình tửu lâu nồi lẩu mặt khác trước đó vài ngày khai hoang lúc phát hiện không ít đá vôi cố thất thất lại tại nguyên bản hầm thang bên cạnh mở cái lò vôi sống chuyên môn nung vôi có vôi đến lúc đó cũng có thể làm không ít chuyện đương nhiên còn có một cái trọng yếu nhà máy nàng chưa quên đó chính là tại vườn trái cây trang tử phía dưới tu kiến một cái xưởng đóng hộp gia công chế tác các loại hoa quả đồ hộp vận chuyển đi hướng cả nước các nơi bây giờ không gian có lớn như vậy một mảnh vườn trái cây lại không phân bốn mùa sẽ một mực không ngừng nở hoa kết trái nở hoa kết trái cố thất thất liền không cần làm nửa hoa quả phát sầu cho nên nàng có thể đem xưởng đóng hộp cũng mở dạng này tươi mới hoa quả không thích hợp vận chuyển kia đồ hộp vận chuyển là không có vấn đề quá lớn xưởng đóng hộp tuyết trận hai cái đại công trình khởi công cố thất thất cũng là bận bịu chân không chạm đất cái này một bận biểu, kế hoạch đã định chuẩn bị làm con tầm nuôi dưỡng hạng mục cũng chỉ có thể cũng cho hoãn một chút, vừa vặn như hôm nay khí cũng còn không thích hợp ghép dời cắm cây dâu miêu. Chờ ba tháng dáng vẻ, nàng lại một người ra roi thuốc ngựa đi qua một chuyến, đem miêu cho đến mọi người, đến lúc đó trực tiếp trồng xuống là được. Hiện tại đã đi tin đến bên kia, bên kia núi đã cho nàng nhận thầu xuống tới, các hương thân cũng đã bắt đầu khai hoang. Lúc này có tiền có thể mua được các loại đỉnh núi, chính là tốt muốn làm sao dày vò liền làm sao dày vò. Một tháng đấy đến ba tháng cũng liền hơn một tháng thời gian. Bận rộn rất nhanh ba tháng đến. Mùng một tháng ba ngày đầu tiên, hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được một lần hệ thống thăng cấp cơ hội, thăng cấp hoàn thiện thời gian vì ba tháng. Trong vòng ba tháng, hệ thống bởi vì tại thăng cấp kỳ, cho nên sẽ không tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ vậy liền không cách nào thu hoạch được mù hộp chìa khóa. Chẳng qua cố thất thất cũng không do dự, có cơ hội thăng cấp tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Xác định thăng cấp sau hệ thống tiến vào thăng cấp trạng thái, Cố Thất Thất thì lên đường đi Tiêm Sơn thôn bắt đầu trồng thực nàng cây dâu. Tháng tư cây dâu toàn bộ gieo xuống, còn lại chỉ cần chờ lấy cây dâu lớn lên, tầm loại đến tay. Trong tháng tư cuối kỳ Cố Thất Thất trở lại Ung Đô. Tháng 5, khí trời bắt đầu chuyển nóng, Cố Thất Thất Ung Đô bên này thanh lương nhất hạ cửa hàng bắt đầu bên trên mới kem ly, trà sữa, nước đá bào, ướp lạnh nước trái cây vân vân. Đương nhiên, điểm tâm cửa hàng cũng tới mới mấy dạng mức hoa quả, bao quát hạt dẻ rang đường, anh đào mức hoa quả, cây mơ mức hoa quả vân vân. Mùng 1 tháng 6 Cố thất thất hệ thống rốt cục thăng cấp hoàn thành. Một buổi sáng sớm, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cố thất thất liền nghe được hệ thống thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Lần này hệ thống thăng cấp hoàn tất. Lần này hệ thống thăng cấp hoàn tất. Lần này hệ thống thăng cấp hoàn tất. Chuyện quan trọng nói ba lần. Sau khi nói xong hệ thống thanh âm vẫn còn tiếp tục. Lần này hệ thống thăng cấp về sau, trừ phát động hệ thống nhiệm vụ có thể đạt được mù hộp chìa khóa bên ngoài, phàm về sau chủ nhân mỗi mở một gian tiệm thuốc liền có thể thu hoạch được một cái mù hộp chìa khóa. Khác, năm nay bên trong, mỗi lần tại tiệm thuốc liên tục ngồi xem bệnh năm này trở lên cũng có thể thu hoạch được một cái mù hộp chìa khóa. Ngồi xem bệnh nhiệm vụ năm nay bên trong nhưng lặp lại thu hoạch được. Khác, hệ thống thăng cấp, chủ nhân không gian linh sủng cũng có thể đạt được thăng cấp nguyên linh sủng kỹ năng tự do ra vào không gian tự do cầm lấy không gian vật tư nhưng cùng thế ước người không chướng ngại giao lưu thăng cấp sau mới tăng kỹ năng nhưng nhiều thú di như gần đây đi qua ba cái địa phương vì a b c tam địa như linh sủng ở vào c địa chỉ cần thông qua không gian chuyển đổi liền có thể đi đến b hay là c địa nhưng này kỹ năng không thể mang theo người chuyển di bản kỹ năng vẽn vẹn nhằm vào linh sủng bản sủng thăng cấp sau linh sủng nhưng sinh sôi hậu đại một sinh sôi thời gian mang thai vì 6 tháng, sinh sôi thời gian mang thai trong lúc đó Linh Sủng chỉ có thể ở tại không gian không thể ra ngoài, cũng không thể làm nhiệm vụ. Chờ sinh sôi thành công sau 3 tháng mới có thể ra ngoài. Sinh sôi ra tới Linh Sủng, 6 tháng sau nhưng có được Linh Sủng ngang nhau kỹ năng. Sinh sôi thời gian có thể chọn định. Khác, xen vào bây giờ mù hộp khu mở ra vật phẩm quá nhiều, hệ thống thăng cấp về sau, mù hộp khu mới tăng một đài hệ thống máy tính. Này máy tính có thể cung cấp chủ nhân xem xét, ra tìm trước mắt mở ra vật phẩm, nếu có cần, chủ nhân nhưng trực tiếp hệ thống trên máy vi tính cầm lấy, vật phẩm đấy mù hộp tủ chứa đồ sẽ tự động điều tiết đến phía trước nhất một loạt. Chương 246, tai họa ngập đầu. Khác, mù hộp mở ra phương thức cũng như thao tác, thu hoạch. Được mù hộp mở ra chìa khóa về sau, chìa khóa sẽ biểu hiện tại hệ thống máy tính bên trong. Chủ nhân chỉ cần chọn định mù hộp, mở ra là đủ. Đồng dạng thuốc Đông y khu cùng nhà kho cũng có một đài hệ thống máy tính có thể thao tác quản lý. Dứt lời, hệ thống thanh âm rốt cục cũng ngừng lại. Nghe được hệ thống thanh âm đã dừng lại, Cố Thất Thất biết đây là đã thông báo kết thúc. Mặc dù lần này thăng cấp vẫn là không thể mang theo người ngoài tiến đến. Chẳng qua dạng này ngược lại là rất tốt. Trừ mẹ nàng, không ai biết không gian tồn tại vẫn là rất không tệ. Mà Cố Thất Thất sớm đã không nhịn được lách vào không gian. Nhìn xem không gian biến hóa, đặc biệt là bộ kia hệ thống máy tính, cố thất thất quả thực yêu thích không buông tay. Bây giờ mù hộp mở ra nhiều lắm, nàng đều không nhớ được đều có những thứ đó, bây giờ có máy vi tính này, vậy đơn giản không nên quá thuận tiện. Còn có nhiệm vụ mới tăng quả thực là vì nàng chuyên môn thiết định. Thăng cấp trước đó nhiệm vụ phát động số lần càng ngày càng ít, không biết có phải hay không là bởi vì cố thất thất bây giờ một mực đợi tại ung đô, có thể phát động nhiệm vụ sự tình quá ít nguyên nhân. Chẳng qua hiện nay có cái nhiệm vụ mới quy tắc, khi nàng liền có rất nhiều cơ hội thu hoạch được chìa khóa. Chẳng qua khoảng thời gian này nàng không có thời gian, chờ bận biểu qua trận này nàng liền đi tiệm thuốc ngồi xem bệnh. Ngồi xem bệnh trong lúc đó không chỉ có thể thu hoạch được chìa khóa, còn có thể hoàn thành phẫu thuật nhiệm vụ úp cấp thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng. Hệ thống thăng cấp, tiểu hắc tiểu bạch kỹ năng cũng nhận được tăng lên, về sau cố thất thất rất nhiều chuyện làm liền dễ dàng hơn. Trung tuần tháng 6, triệu hổ bên kia truyền đến tin tức, cuối cùng năm tháng, nam quốc rốt cuộc thành công quy thuận đại ung từ đây lại không nam quốc nam quốc đổi tên là nam châu đương nhiên cái này năm tháng cũng không phải là tác chiến năm tháng chân chính tác chiến kỳ thật không đến một tháng bởi vì bọn hắn có siêu lợi hại vũ khí còn có đặc chiến bộ đội cho nên chân chính trên ý nghĩa đánh không đến hai trận chiến tranh liền đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy còn lại tự nhiên là tại chỗ tỏa trấn sửa đổi luật pháp giữ gìn bách tính trị an hết thảy vấn đề thẳng đến toàn bộ nam châu ổn định lại tuyển chọn ra thích hợp châu phủ đại nhân nhậm chức, cho nên tốn thời gian dùng 5 tháng. Nam châu ổn định lại, sự tình giao cho mới nhậm chức châu phủ đại nhân về sau, triệu hổ liền có thể tiếp tục hạ một quốc gia. 18 tháng 6, đại ung 3 năm một lần khoa cử rốt cục nên đón. Toàn bộ đại ung đều tiến vào yên tĩnh trong cuộc thi. Sau 3 ngày thành tích ra tới, không ít học sinh rốt cục lấy được thành tích. Cả nước cùng chúc mừng. Cuối tháng 6, cố thất thất tổ chức đoàn đội nghiên cứu tạp giao lúa nước thí nghiệm hoàn toàn thành công, lại nên đón thu hoạch lớn, mẫu sinh gấp bội. Nguyên bản mẫu sinh 3-500 cân, bây giờ có thể đạt tới 800 đến 1.000 cân một mẫu. Chủ yếu lúc này còn không có thực hành khoa học kỹ thuật phân bón, dùng đều là nông gia mập. Cho nên tại sản lượng bên trên vẫn là có nhất định khác nhau. Tạp giao lúa nước thành quả, mang ý nghĩa từ nay về sau lão bách tính không cần tiếp tục chịu đói. 6 tháng cuối năm liền bắt đầu cả nước phổ biến trồng chờ đợi ngày mùa thu hoạch, lại chính là một cái cả nước thu hoạch lớn. Đây là lại là một cái mới bay vọt. Tháng 7, Nam cung Dạ, Triệu Tùng đồng thời truyền đến tin tức, bọn hắn bên kia đối mặt hai nước cũng thành công lại thuận lợi quy thuận đến Đại Ung. Tại Đại Ung bản đồ bên trên lại nhiều hai châu chi địa. Bởi vì thời gian có hạn, Nam cung Dạ cũng chưa có trở về Ung đô. Cố Thất Thất cần tầm trứng hắn trực tiếp giao cho Tiểu Hắc, hắn biết Tiểu Hắc có biện pháp truyền tống về đi giao cho Cố Thất Thất cố thất thất thu được tầm trứng, lập tức để tiểu hắc lại đưa đi tiêm sơn thôn. Cây dâu đã trồng nửa năm, nuôi dưỡng tầm đã hoàn toàn có thể. Về phần nuôi tầm biện pháp, cố thất thất trực tiếp sao chép bách khoa toàn thư bên trên nuôi tầm sổ tay đi qua cho đến mọi người học tập. Cái này tầm chỉ cần nuôi lên, tháng sau liền có thể có kén tầm, có kén tầm, khi nàng kéo tơ phường liền đều có thể khởi công. Kéo tơ phường liền xây ở tiêm sơn thôn bên cạnh, sát bên rừng dâu dạng này chuyển vận kén tầm thời điểm cũng thuận tiện. Chờ sợi tơ chế tác thành công lại vận chuyển ra tới bán cho các nhà dệt công xưởng là được. Tháng 8 khoa cử thi hương thuận lợi tiến hành. Thi hương kết thúc, chúng cử các cử tử liền bắt đầu chuẩn bị nhập đô thành chạy tới kiểm tra. Vì duy trì đám học sinh không cần lo lắng vòng vèo vấn đề, cùng nhập đô thành sau ăn ở vấn đề, nam cung dật thực hành, phàm cử tử tiến. Đô thành chạy tới kiểm tra, bằng cử tử thân phận có thể miễn phí vào ở dịch trạm. Nguyên bản dịch trạm là thuộc về quan đạo ở lại sân bãi, bây giờ cung cấp cho các cử tử ở lại chính chính tốt. Trên đường vòng vèo thì từ quan phủ các nơi cấp phát. Mỗi vị cử tử cấp phát 10 lượng bạc làm trên đường vòng vèo. Như thế, có miễn phí ở lại sân bãi, có bạc ăn cơm, các cử tử liền có thể không hề cố kỵ tiến đô thành chạy tới kiểm tra. Không biết là không phải là bởi vì đại ung luật pháp ngay tại từng bước một cải cách hay là bởi vì bây giờ quan chức khang hiếm nguyên nhân, các cử tử từng cái đều lòng tin 10 phần đều hiểu lần này nhập đô thành chỉ cần thật tốt cuộc thi cầm tới thành tích thăng quan tiến tước con đường liền có thể mở ra nhưng ngay tại tất cả các cử tử may mắn bây giờ hoàng đế là vị minh quân lúc tất cả các cử tử đều tại tiếng cười nói vui vẻ lúc đào gia thôn đào gia người lại tại thu dọn đồ đặt chuẩn bị cả nhà trong đêm chạy trốn bởi vì bởi vì đào lão lục sự tình suy tàn đào gia trên dưới tất cả đều muốn bị bắt lại nguyên bản đào lão lục sớm mấy năm liền đã trúng tú tài còn được đến huyện lão gia thưởng thức cuối cùng vứt bỏ ngưỡng mộ trong lòng cô nương cho huyện lão gia lên làm tương lai chuẩn ở rễ vừa ý nghi cô nương năm đó vì để cho hắn an tâm tham gia khoa khảo tại thi viện lúc liền đem mình cho hắn cuối cùng không nghĩ tới hắn trúng tú tài về sau vậy mà vứt bỏ chính mình quan trọng hơn chính là tại nàng bị ném bỏ về sau không bao lâu liền phát hiện mình có bầu cô nương nghĩ đến để đào lão lục có thế hồi tâm chuyển ý liền đem mang bầu sự tình báo cho đào lão lục cái kia nghĩ tới đào gia vì đào lão lục tiền đồ huyện lão gia con rể thân phận, cuối cùng vậy mà một mực phủ nhận, còn hãm hại con gái người ta quấn quyết chặt lấy chính mình. Giận mắng con gái người ta không biết kiểm điểm, cùng nam nhân lêu lỏng có hài tử, nhìn hắn trúng tú tài liền nghĩ đến quấn lên hắn. Mà phen này lý do thoái thác huyện lão gia lại còn đều tin tưởng. Chủ yếu nhất là không ai có thể chứng minh cô nương là cái gì của hắn, lại nói đào lão lục trúng tú tài, tiền đồ vô lượng, quấn lên hắn cũng rất bình thường cuối cùng cô nương bởi vì chịu không nổi dư luận giận mắng mà lựa chọn tự sát chuyện này người ngoài là không biết đào gia thôn người thậm chí cùng huyện lão gia nghĩ đồng dạng lý giải coi là đào lão lục mới là bị hãm hại một cái kia cô nương tự sát mọi người lựa chọn tin tưởng đào lão lục cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì không có chướng ngại vật đào lão lục tại huyện thư viện càng là lẫn vào vui vẻ sung sướng chỉ vì tuổi còn trẻ liền đạt được huyện lão gia thưởng thức bây giờ hắn chỉ cần phải học tập thật giỏi ngồi đợi 3 năm một lần khoa cử, chỉ cần trúng cử về sau, hắn liền có thể thuận lợi cùng huyện lão gia nữ nhi thành thân. Chỉ là lão thiên trêu cợt, khoa cử đêm trước nam bắt hai phe tình hình tai nạn không ngừng, lại thêm nam cung giật đăng cơ không lâu, cho nên đem khoa cử thời gian trì hoãn một năm. Ngay tại năm nay, đào lão lục biết được khoa cử đem đúng hạn cử hành thời điểm, hắn còn coi là nhân sinh của mình sắp đạt tới đỉnh phong, kết quả không nghĩ tới, hắn không có nên đón khoa cử, lại nên đón lớn tai. Chương 247, Đại khoái nhân tâm. Năm sau Nam cung giật tại Cố Thất Thất đề nghị dưới, thành lập Phản tham bộ môn. Phản tham bộ môn là đặc biệt nhằm vào xử lý lão bách tính chỗ báo cáo các nơi quan viên tình tiết vụ án một cái bộ môn. Một khi báo cáo, bị báo cáo người lập tức tạm thời cách chức điều tra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đào huyện huyện lão gia tự nhiên cũng bị báo cáo. Ngay từ đầu Đào lão lục còn không có cảm thấy nguyên nhân gây ra là bởi vì hắn, một bộ không quan trọng trạng thái coi như huyện lão gia bị bắt, cũng không ảnh hưởng hắn khoa cử con đường. Thậm chí còn làm lấy mộng đẹp, nói không chừng huyện lão gia bị bắt, hắn một khi trúng cử còn có thể thay thế vị trí của hắn. Thậm chí chỉ cần hắn trúng cử, về sau lấy hay không huyện lão gia nữ nhi hắn cũng không quan trọng, đến lúc đó hắn muốn cái gì dạng cô nương không có. Nhưng kết quả lần này điều tra chính là hướng về phía hắn đến. Bây giờ chân tướng rõ ràng, toàn bộ đào gia trên dưới không thiếu một cái toàn bộ gặp tai vạ đào lão lục khoa cử chi mộng vỡ vụn, nhân sinh đỉnh phong cũng thay đổi thân thành nhân sinh điên. Bị bắt về sau, lao ngục tai ương ngồi để bọn hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nguyên chủ cố thất thất gặp phải 15 năm, bây giờ cũng nên còn cho bọn hắn. Cũng không biết bọn hắn có thể kiên trì bao nhiêu năm. Nguyên bản cố thất thất kế hoạch là để đào lão lục, để đào gia tại tiếng đô thành về sau rơi vào vực sâu lại tuyệt vọng. Nhưng nghĩ bọn họ như xuất hiện tại ung đô, kia thế tất sẽ để cho cha nàng nhìn thấy những người kia, giống như là là tại cha nàng nương trên vết thương sát muối, càng đem đã cà lâm vết thương xé mở sát muối. Cho nên cố thất thất liền thay đổi con đường báo thù, trực tiếp tại đào huyện liền vỡ vụn bọn hắn mộng, để bọn hắn thể nghiệm tuyệt vọng tư vị. Bây giờ kết quả hoàng mỹ đạt tới cố thất thất dự tính mong muốn. Phó Phi làm lần này vụ án đông đốc người, xử lý xong sau chuyện này, lập tức trở về đến đem đào gia sau cùng hạ tràng báo cho cố thất thất. Cố thất thất nghe Phó Phi báo cáo, khóe miệng là càng dương càng cao cuối cùng thậm chí nhịn không được tại hậu viện đối ao sen cười lên ha hả. Ha ha ha. Thấy không, đây chính là các ngươi báo ứng, người A, chuyện xấu làm nhiều, sớm muộn là sẽ gặp báo ứng. Ha ha ha. Cao hứng, rất cao hứng. Phó Phi, khoảng thời gian này các ngươi vất vả, mang lên các huynh đệ cùng tiến lên tử lâu, ta để trưởng quỷ thật tốt cho các ngươi chuẩn bị một bàn, để mọi người tốt ăn ngon dừng lại, trụ bao no. Vâng. Phó Phi đáp ứng, sau đó rời khỏi cố phủ mang theo lần này ra ngoài một đoàn người đi tửu lâu cố thất thất tâm tình tốt chờ phó phi vừa đi chính nàng cũng tiến vào phòng bếp sau đó bắt đầu bận rộn lên cơm tối tới hôm nay nàng muốn đích thân làm một bàn lớn ăn ngon ăn thật tốt ăn mừng một trận nguyên chủ đại thù rốt cục phải báo hôm nay là ngày tháng tốt chẳng qua đối với đào gia sau cùng hạ tràng cố thất thất cũng không có báo cho tề mai dù sao có ít người không đề cập là tốt nhất mặt khác cố thất thất một cao hứng liền hạ trù cử động cũng không có để tề mai hoài nghi gì, dù sao lấy hướng thường xuyên phát sinh. Cũng tỉ như lần trước, hệ thống thăng cấp sau cũng giống như vậy, cố thất thất một cao hứng liền hạ trù bận biệu một bàn lớn ăn ngon ăn. Đây chính là một người như thường làm một chuyện, như vậy mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, đều sẽ không có người hoài nghi gì. Cố thất thất thường xuyên chơi đùa ra một chút tất cả mọi người chưa thấy qua đồ vật, lão bách tính sau khi thấy bây giờ cũng sẽ không hoài nghi thứ này lai lịch cuối tháng 9 lục tục ngo ngoe có các nơi học sinh đến ung đô. Cố thất thất tử lâu bản thân liền sinh ý rất tốt, các nơi học sinh sau khi đến, không ít học sinh gia cảnh vẫn là rất hậu đãi cho nên ở nổi tử lâu. Thế là cố thất thất tử lâu trực tiếp trong vòng mấy tháng khách phòng đều bị đặt trước. Cũng may tuyết trận bên kia cỡ lớn dừng chân khách sạn đã tu kiến hoàn tất, cuối cùng thực sự không có cách nào, đành phải đem bên kia thất thất khách sạn cung cấp ra tới, miễn phí cho đám học sinh ở lại. Không có cách, Ai bảo nàng là nam cung vật tứ tỷ đâu? Đám học sinh chỗ ở bối rối nam cung vật, nàng không giúp đỡ còn có thế tìm ai hỗ trợ? Bởi vì khoa cử trì hoãn, dẫn đến năm nay cuộc thi học sinh so những năm qua nhiều hơn không ít. Lại thêm bây giờ nam cung vật quý tài, các nơi tham quan bị tra về sau, quan viên trống chỗ đều cần người, cho nên đám học sinh chỗ ở tự nhiên là không đủ. Cũng may cố thất thất tại tu kiến tuyết trận, vì cho hậu kỳ du lịch khách nhân có cái chỗ ở tuyết trận nguyên bộ tu kiến một tòa cỡ lớn ở lại hình khách sạn. Lúc này mới vừa vặn giải quyết nam cung giật nang đề. Đương nhiên, nàng nâng cốc cửa hàng cung cấp ra tới cũng sẽ không bạch cung cấp, tối thiểu nhất đây là tương đương với biến tướng sớm đánh quy xê. Không chừng này một đám học sinh bên trong về sau sẽ có không ít quan viên hay là lão bản đâu. Chờ bọn hắn có tiền không chừng sẽ mang theo người nhà tới lữ hành đâu. Đây đều là ẩn hình khách nhân. Ngày này cố thất thất mới từ trượt tuyết trận bên kia trở về, vào thành thời điểm trong lúc vô tình từ trong xe ngựa nghiêng mắt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tiểu Vũ. Cố Thất Thất thò đầu ra hô, đồng thời lại đối đánh xe ngựa Phó Đông nói, Phó Đông ngừng một chút. Gần đây Cố Thất Thất vì để cho Phó Đông cùng Lập Hạ nhiều một chút thời gian ở cùng một chỗ ở chung, liền chuyên môn để Phó Đông cho nàng đánh xe ngựa. Một ít chuyện khác liền giao cho những người khác đi xử lý. Phó Đông một tiếng ô, xe ngựa ngừng lại. Cố Thất Thất xuống xe ngựa, Tiểu Vũ cao hứng chạy chậm đi qua sau đó chịu đựng kích động tâm hai cái chân nghỉ nhảy lại chịu đựng không dám biểu hiện quá mức liền nhảy tiểu toái bộ hướng cố thất thất chào hỏi thất thất tỷ tỷ là ngươi thật là ngươi ban đầu ở vân khê thôn thời điểm hắn nhìn thấy thất thất là vị công tử mọi người gọi nàng đào công tử về sau thất thất thân phận từ công tử biến thành cô nương bao quát nàng làm rất nhiều đại sự cùng trở thành đại ung vị thứ nhất nữ quan tiểu vũ một kiện không ít đều nghe nói bây giờ nhìn thấy chân nhân cô nương bản cố thất thất Tiểu Vũ Tuyệt không khiếp đảm, trực tiếp chạy tới chào hỏi. Duy nhất chính là nội tâm kích động. Đi theo phía sau hắn la cảnh lâm, la tiểu vũ ca ca, còn chưa chờ. Nhà mình đệ đệ giới thiệu, nhìn thấy cố thất thất lúc liền bình tĩnh hướng cố thất thất không lưng đi hành lễ, phúc lộc phu nhân. Cố thất thất giơ tay lên một cái trả lời, miễn lễ. Về sau bên ngoài gặp mặt không cần đa lễ. Các ngươi đây là vừa tới. La cảnh lâm trả lời, đúng thế. Cố thất thất, khi chỗ ở an bài tốt không có. La Tiểu Vũ, thất thất tỷ tỷ, chúng ta vừa tới, đang chuẩn bị vào thành, liền gặp được ngươi, ca ca nói muốn đi trước thư viện đưa tin, sau đó lại nhìn xem an bài thế nào. Cố thất thất, vậy các ngươi xem như gặp được đúng người, đi thôi, cùng ta cùng đi, một hồi ta để người đưa ngươi nhóm đi trước thư viện báo đến. Sau đó lại để người đưa ngươi nhóm đi chỗ ở. La Cảnh Lâm đi hành lễ cự tuyệt nói, đa tạ phúc lộc phu nhân hảo ý chúng ta cùng nhau còn có mấy vị đồng môn cũng không nhọc đến phiền ngài cố thất thất nhìn xem la cảnh lâm sau lưng mấy vị học sinh xem ra bọn hắn là một đường kết bạn tới thế là cũng không có ép ở lại nhân tiện nói vậy được vậy các ngươi đi trước thư viện đưa tin về phần ở lại đến lúc đó nhìn chính các ngươi lựa chọn phía trên thu xếp miễn phí chỗ ở ở ngoài thành ăn ở đều quản đến vậy các ngươi chỉ cần phải học tập thật giỏi là được duy nhất chính là đi bộ cần hao chút thời gian Chương 248, gặp lại La Tiểu Vũ. Từ ung đô thành bên trong đi đến trượt tuyết trận đi bộ không sai biệt lắm phải hơn nửa canh giờ. Chẳng qua cố thất thất sớm xây xong rất rộng rãi con đường, coi như đi đường ban đêm cũng không có gì, nhiều người liền càng không cái gì sợ hãi, nói chuyện học thức rất nhanh liền có thể tới khách sạn. La Cảnh Lâm, tốt, đa tạ phúc lộc phu nhân. La Tiểu Vũ, thất thất tỷ tỷ, tối nay ta bồi đại ca đi thư viện về sau còn có thể đi tìm ngươi chơi sao? dứt lời, còn chưa chờ cố thất thất trả lời, là Cảnh Lâm nói, tiểu vũ, không được vô lễ. Phúc Lộc Phu Nhân còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Cố thất thất cười nói, không ngại, tiểu vũ đi theo ngươi ngươi cũng vô pháp an tâm học tập, nếu không dạng này, khoảng thời gian này liền để tiểu vũ đi theo ta, vừa vặn trong nhà của ta cũng còn có cái tiểu gia hỏa, hai người bọn hắn vừa vặn có người bạn. La tiểu vũ một mặt kích động, thật có thể chứ. Là thất thất tỷ tỷ bảo bảo sao? Cố thất thất, là tỷ tỷ đệ đệ. La Cảnh Lâm, thế nhưng là cái này. Cố Thất Thất, được rồi, cũng đừng thế nhưng là, cứ như vậy nói xong, ngươi nếu có sự tình tìm hắn liền đến Cố phủ đến là được. Khoảng thời gian này ngươi liền an tâm học tập chuẩn bị kiểm tra, tranh thủ năm sau kiểm tra cái thành tích tốt. La Cảnh Lâm nghĩ nghĩ, nhìn lấy đệ đệ của mình, cuối cùng vẫn là đồng ý xuống dưới. Thế là liền đối với La tiểu vũ nói ra, vậy ngươi tại Phúc Lộc phu nhân trong phủ phải nghe lời không được cho phúc lộc phu nhân gây phiền toái la tiểu vũ thấy đại ca đồng ý cao hứng trực tiếp bên trên cố thất thất xe ngựa đại ca ngươi cứ yên tâm đi đừng quên đoạn đường này đều là ta đang chiếu cố ngươi hiện tại đến ung đô có người chiếu cố ngươi ăn ở vậy ta liền có thể không cần phải để ý đến ngươi ngươi liền cứ việc học tập cho giỏi là được tại trong mắt người khác nhìn la tiểu vũ đi theo la cảnh lâm chạy tới ung đô đi thi đúng là không hiểu chuyện lo lắng tiểu hài tử sẽ ảnh hưởng hắn học tập nhưng chỉ có La Cảnh Lâm biết hắn cái này đệ đệ. Đoạn đường này theo tới, trên đường đi đều là hắn đang chiếu cố hắn, đem nhiều thời gian hơn đều lưu cho hắn học tập cho giỏi. Bây giờ đến Ung Đô, hắn tự nhiên cũng muốn mình đi khắp nơi chơi đùa nhìn xem. Nếu là đi theo hắn, hắn khẳng định không đồng ý hắn đi loạn. Nhưng đi theo Phúc Lộc phu nhân, hắn liền tuyệt đối sẽ không lo lắng. Cái này đệ đệ hiểu rất rõ hắn. Nhìn xem cũng không quay đầu lại đi theo Cố Thất Thất đi đệ đệ là cảnh lâm nhịn không được lắc đầu sau đó đối đồng môn các hảo hữu nói chúng ta cũng đi thôi sau đó một đoàn người liền vào thành hướng thư viện đi đến chẳng qua nói lời trong lòng đệ đệ đi theo phúc lộc phu nhân đi hắn ngược lại là thật nhiều yên tâm rất an tâm cũng tin tưởng mình cái này đệ đệ sẽ không cho đối phương tăng thêm phiền phức chẳng qua dù vậy chờ khoa khảo kết thúc hắn cũng phải thật tốt đáp tạ đối phương một phen mới được khoa khảo trước đó coi như tỉnh dẫn xuất không tốt sự cố tới trong xe ngựa, Cố Thất Thất nhìn xem La Tiểu Vũ cười nói, xem ra chúng ta Tiểu Vũ đây là lớn lên. Còn biết chiếu cố đại ca học tập. La Tiểu Vũ nghe xong, một mặt kiêu ngạo mà nói, vậy cũng không, trước kia nhỏ, đều là người nhà, đại ca đang chiếu cố ta. Hiện tại nói thế nào ta cũng là cái choai choai tiểu tử, tự nhiên cũng nên học chiếu cố người nhà. Cố Thất Thất gật gật đầu, xác thực a, năm đó nhìn thấy ngươi thời điểm mới 5 tuổi, bây giờ ngươi đều nhanh 8 tuổi đi. Dáng dấp thật là nhanh. La Tiểu Vũ, cũng không nha, mà lại chuyến này đến, ta cũng không chỉ là vì chiếu cố đại ca. Cố thất thất, ồ. Vậy là ngươi tới làm gì? La Tiểu Vũ, thứ nhất là nghĩ đến nhìn một chút tỷ tỷ, thứ hai, là nghĩ đến nhìn xem ung đô phùng hoa. Tỷ tỷ là biết đến, ta từ nhỏ thân thể liền không tốt, tại không có gặp được trước ngươi, ta liền vân khê thôn đều không có rời đi. Cũng may về sau gặp ngươi, là ngươi y tốt bệnh của ta, chờ về sau chậm rãi thân thể của ta càng ngày càng tốt, gia gia rốt cục tại ta khẩn cầu phía dưới mang ta đi một chuyến huyện thành. Huyện thành mặc dù không có ung đô phồn hoa náo nhiệt, nhưng đó là ta sau khi khỏi bệnh lần thứ nhất vào thành, nhìn thấy huyện thành là như thế nào. Từ đó về sau ta càng hướng tới càng lớn đô thành. Rất muốn tại sinh thời đến xem ung đô phồn hoa. Thế là ta thừa dịp ta đại ca chạy tới ung đô đi thi liền thuyết phục cả nhà để ta theo tới. Cố thất thất vuốt vuốt la tiểu vũ đầu, nói ra, nghĩ đến ung đô đến trả không đơn giản ngươi cũng có thể nhập học đường học tập cho giỏi tương lai tham gia khoa khảo đến lúc đó chẳng phải có thể quan minh chính đại tới rồi la tiểu vũ khi còn phải là mấy năm chuyện sau đó vậy ta chờ sẽ khó chịu chết hiện tại đến xem chẳng phải là càng tốt hơn chờ ta trở về ta liền học tập cho giỏi nhất định nhất định phải đến ung đô tới làm đại quan đến lúc đó đem cha mẹ còn có gia sửa bọn hắn đều tiếp vào ung đô đến để tất cả mọi người nhìn xem cái này ung đô phồn vinh. Nghe xong la tiểu vũ một lời nói, cố thất thất cùng lập hạ đều vui mừng cười. Cố thất thất, khi nói không chừng không cần chờ ngươi, chờ ngươi đại ca cao trung, đến lúc đó nói không chừng liền có thể tiếp cả nhà tới. Đến lúc đó ngươi liền có thể tại ung đô thư viện đi học, như thế chẳng phải càng tốt hơn. La tiểu vũ khoát khoát tay, đừng nghĩ, ta đại ca nói, cho dù là cao trung, hắn cuối cùng cũng sẽ hướng hoàng thượng chờ lệnh về quê nhà bổ nhiệm cố thất thất hắn không muốn ở lại ung đô làm quan la tiểu vũ hắn đầu óc có vấn đề lập hạ vì cái gì nói như vậy đại ca ngươi la tiểu vũ bởi vì hắn nói cái gì đều hướng ung đô chạy cái kia quê hương ai đến giúp đỡ còn nói cái gì hắn cố gắng học tập cũng không phải là vì rời quê hương đến cái gì ung đô là vì quê quán lưu tại quê hương nói ta đều nghe không hiểu hắn nghĩ như thế nào nghe xong la tiểu vũ mặc dù hắn nghe không hiểu nhưng cố thất thất lại nghe hiểu. Tại thời khắc này nàng đối la cảnh lâm rộng lớn lý tưởng khát vọng càng thâm phục. Rất nhiều người học tập, khoa khảo là vì từ trong thôn đi tới, đến nơi tốt hơn phát triển. Nhưng hiếm có người sẽ nghĩ tới lại trở về đền đáp quê quán, vì quê quán làm chút gì. Mà lại hắn nói rất có lý, tất cả mọi người chỉ muốn hướng thành phố lớn chạy, nhưng có nghĩ tới quê quán phụ lão hương thân. Học tập không nên chỉ là vì mình, càng hẳn là vì toàn cái quê quán rất khoái mã xe trở lại cố phủ, cũng bởi vì vừa rồi trong xe ngựa La Tiểu Vũ đối nhà mình đại ca dừng lại đánh giá, để Cố Thất Thất mạnh mẽ chú ý bên trên cái này La Cảnh Lâm. Nói không chừng cái này về sau cũng sẽ là một mầm mống tốt. Nàng nhưng không thể bỏ qua. Từ trong xe ngựa xuống tới, Cố Thất Thất mang theo La Tiểu Vũ tiến cố phủ, Cố Tề Dương này sẽ ngay tại chính viện trong viện ngồi tại xe đẩy bên trong nhìn xem Tiểu Liên tại nho dưới cây hái nho. Cố Tề Dương nghe được cổng có động tĩnh, quay đầu liền thấy cố thất thất đi đến, vừa nhìn thấy cố thất thất tiến đến, hắn liền ba 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 kêu to không ngừng. Sau đó giơ trong tay bóp tan nát nho muốn cho cố thất thất ăn. Tiểu liên nghe được động tĩnh, hái tốt một chuỗi nho đi tới, liền thấy mình vừa hái nho bị tiểu gia hỏa bóp một tay, liền tranh thủ thời gian đoạt lấy cố tề dương trong tay nho. Công tử, cái này nho là dùng đến cho ngươi ép nước trái cây, không phải dùng để chơi, ngươi nhìn một cái ngươi. Nói xong lại đối cố thất thất nói ra, cô nương, Ta trước mang công tử đi tẩy tẩy. Chương 249, Đình Viện Nhưng hái sen. Cố thất thất cười nói, đi thôi. Chẳng qua lần sau phải xem tốt, cái này nho hắn bóp tới chơi đổ không có việc gì, vạn nhất nhét vào miệng bên trong kẹp lại coi như nguy hiểm. Còn có không riêng nho, bình thường những vật khác cũng phải chú ý, công tử hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, sợ nhất chính là cầm cái gì liền dồn vào trong miệng, đây đều là nhất nên chú ý. Về sau muốn cái gì giao cho hạ nhân đi làm, ngươi liền cứ xem trọng công tử là được trọng ma ma đâu tiểu liên nghe cố thất thất nhắc nhở một mặt tự trách cũng không có bởi vì sai lầm của mình mà kiếm cớ từng tiểu liên lần sau nhất định cẩn thận chú ý ma ma đi cho công tử cầm nhỏ tấm thảm đi vừa rồi nàng vốn nghĩ liền một hồi sẽ công phu liền hái hai chuỗi nho cho tiểu gia hỏa ép nước trái cây tới thời điểm cũng không có cầm rổ liền nghĩ thả xe đẩy phía trước đánh gậy bên trên một lát kết quả liền xuất hiện một màn này chẳng qua bởi vì lần này lần sau tiểu liên liền cũng biết nên chú ý những cái này hôm nay cũng may là không có xảy ra việc gì đối với tiểu liên không cẩn thận chuyện này cố thất thất cũng không có trách cứ nàng dù sao chuyện như vậy không riêng tiểu liên sợ là có kinh nghiệm ma ma cũng không nhất định sẽ biết nên chú ý những thứ này huống chi có đôi khi người bận rộn thời điểm cũng sẽ không thời thời khắc khắc trước hết nghĩ một chút chuyện này có thể bị nguy hiểm hay không tiểu liên xem như cái rất tinh tế khoảng thời gian này đem cố tề dương chiếu cố rất tốt, không có té, cũng không có đập. chờ tiểu liên ôm lấy tiểu gia hỏa rửa tay trở về, đem hắn thả lại xe đẩy bên trong lúc la tiểu vũ nhìn xem xe đẩy bên trong cố tề dương, nhịn không được cầm hắn để tay tại lòng bàn tay của mình sờ sờ. cuối cùng tán dương, thất thất tỷ tỷ, cái này chính là của ngươi đệ đệ a, thật đáng yêu. trắng trắng mập mập, mềm mềm nhu nhu, thấy hắn đều muốn đi lên xoa bóp, cũng may hắn biết phân tất, vị này chính là thất thất tỷ tỷ đệ đệ cũng không phải thôn bọn họ bên trên con cái nhà ai có thể tùy tiện bóp cố thất thất ngồi sổn ở tiểu gia hỏa bên người trả lời đúng a à, hắn chính là đệ đệ của ta hắn gọi cố tề dương la tiểu vũ nhìn xem cố tề dương hướng hắn khoác tay áo nói dương dương đệ đệ tốt ta gọi la tiểu vũ cố thất thất lôi kéo cố tề dương tay cũng hướng la tiểu vũ trả lời tiểu vũ ca ca tốt chờ rộng ma ma cầm nhỏ tấm thảm tới Tiểu Liên liền ôm lấy nho đi cho tiểu gia hỏa ép nước trái cây đi. Không bao lâu liền lấy một bình nước trái cây tới đưa cho Cố Tề Dương. Cố Tề Dương xế chiều mỗi ngày ngủ trưa tỉnh lại đều muốn uống nửa bình sữa nước trái cây, hắn biết đây là cho mình, cũng nhận ra mình bình sữa, cho nên tiếp nhận bình sữa liền ừng ực ừng ực uống. Sau đó Tiểu Liên đem một cái khác xuyên rửa sạch sẽ nho đưa cho La Tiểu Vũ. La Tiểu Vũ nhìn xem trong mâm nho chỉ chỉ mình, nói, ta cũng có. Tiểu Liên, tiếng cố phủ cửa, không phải cố phủ người chính là cố phủ khách tự nhiên cũng có ăn a à. la tiểu vũ nhìn một chút cố thất thất cố thất thất cười nói cầm ăn đi tiểu gia hỏa nhỏ cho nên hắn chỉ có thể uống nước trái cây ngươi là đại ca ca cứ như vậy ăn đi nếm thử nhìn ngọt không ngọt la tiểu vũ đạt được cố thất thất cho phép cao hứng tiếp nhận đĩa nói kia mọi người chúng ta cùng một chỗ ăn cố thất thất tốt chúng ta cùng một chỗ ăn trước ăn lót dạ vừa xuống bụng tử một hồi ăn cơm chiều. Lập tức mấy người liền nhìn nhau cười một tiếng, tại nho dưới cây ăn lên nho. Nhìn xem trên đỉnh đầu treo đầy nho tím, La Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác mình giống như đi vào một cái nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Hạnh phúc, quá hạnh phúc. Thất thất tỷ tỷ, ta muốn hướng ngươi học tập, tương lai cũng cần mua cái sân rộng, ở sân rộng. Sau đó trong sân trồng lên các loại cây ăn quả, tại cây ăn quả phía dưới ăn quả. Còn có thể tại cây ăn quả phía dưới hóng mát. Cố thất thất nhìn một chút la tiểu vũ, nói, tốt. Đến lúc đó đừng quên mời ta tới ngươi trong viện ngồi một chút. La tiểu vũ, nhất định. Không riêng mời thất thất tỷ tỷ đi qua ngồi một chút, còn mời thất thất tỷ tỷ ăn cơm. Xong việc, lại bổ sung một câu, còn có tiểu gia hỏa. Tiểu liên nói đùa, kia không mời ta sao? La tiểu vũ, mời, đều mời, mời mọi người cùng nhau. Ha 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 ha. Viện bên trong một trận tiếng cười nói vui vẻ rất nhanh phòng bếp bên kia bắt đầu mang thức ăn lên cố thất thất mang theo la tiểu vũ đi rửa tay chuẩn bị lên bàn rộng ma ma đi gọi tề lão thái quá cùng tề mai mấy người đương nhiên vẫn không quên về phía sau viện gọi đang câu cá cố bắt cùng tề lão tiên sinh tiểu liên thì mang theo cố tề dương tiếp tục tại nho dưới cây chơi đùa hắn vừa uống qua nước trái cây lại muốn chờ chút chờ muộn một chút tắm rửa lại cho hắn bú sữa sau bữa cơm chiều la tiểu vũ thu xếp tại khách phòng nghỉ ngơi Trước khi ngủ hắn còn đi theo mọi người về phía sau viện tán cái bước. Nhìn xem hậu viện ao sen, trong ao sen còn có thật nhiều cá, để cho tiện câu cá, có một khối hồ cũng không có gan sen, trong hồ cá có thể thấy rõ ràng, đều có thể màu mỡ, nhưng làm hắn đều nhìn ngốc. Thất thất tỷ tỷ ban đêm chúng ta ăn cá là trong này câu sao? Cố thất thất, ừm, ngươi cố thúc cùng tề gia gia câu. Hương vị có thể chứ? Là tiểu vũ, hương vị nào chỉ là có thể, đây là đời ta cho tới bây giờ nếm qua món ngon nhất cá. Thịt đặc biệt tươi ngon. Tề lão tiên sinh nghe xong, nói, "U, còn biết tươi ngon, kia Tề gia gia kiểm tra một chút ngươi, để ngươi dùng cảnh sắc trước mắt làm một bài thơ có thể thực hiện." La tiểu vũ lúng túng gãi gãi cái óc, nói, "Tề gia gia, vậy ngươi cái này coi như làm khó ta. Ta lúc này mới bên. Trên nửa năm học đường, lời mới nhận biết không nhiều, làm thơ không thể được." là tiểu vũ năm tuổi trước kia thân thể không tốt, học đường là cái gì chỉ nghe hắn đại ca nói qua. Về sau dưỡng bệnh nuôi một năm, năm nay năm sau mới nhập học đường. Tề lão tiên sinh nghe xong, vỗ nhẹ cái trán cười nói, tề gia gia sai, tề gia gia quên ngươi vẫn còn con nít. Cố thất thất, tiểu vũ, ngươi chớ cùng ngươi tề gia gia chấp nhặt hắn đây là bệnh cũ lại phạm. Là tiểu vũ, tề gia gia nguyên lai like trước kia cũng là tiên sinh A. Cố thất thất, u, ngươi đây đều hiểu. La Tiểu Vũ, hai, chúng ta thư viện lão tiên sinh cùng Tề Gia Gia động một chút lại dùng chuyện trước mắt kiểm tra mọi người. Mọi người nghe xong, nhịn không được cười lên ha hả, ha 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 ha. Tiếng cười dừng lại, La Tiểu Vũ hỏi Tề Gia Gia, vậy ngươi làm một bài dạy một chút ta chứ sao? Cố thất thất, ta cái này có một bài, có muốn nghe hay không nghe xong? Tề lão tiên sinh, a, à, vậy dĩ nhiên là muốn nghe nghe xong. La Tiểu Vũ muốn muốn mau nói đến ta cũng học tập một chút. Cố thất thất, một hồi nhưng không cho cười ta a. À. La tiểu vũ, ta cái này sẽ không tất cả mọi người không có cười, yên tâm, không ai sẽ cười ngươi. Cố thất thất, tốt, vậy ta bắt đầu. Khụ khụ, cố thất thất ho nhẹ hai tiếng, thế là liền học nàng ngoại tổ phụ bộ dáng đầu tiên là thuận thuận mình cái cầm kia không khí hồ, sau đó nhìn qua trước mắt sen liền bắt đầu chậm rãi mở miệng. Đình viện nhưng hái sen, lá sen hà điền ruộng, cá hí lá sen ở giữa, Cá hí lá sen đông, cá hí lá sen tây, cá hí lá sen nam, cá hí lá sen bắc. Làm thơ lúc cố thất thất vẫn không quên đông tây nam bắc chỉ chỉ. Dứt lời, tay cũng rơi xuống. Chương 250, trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Về phần Giang Nam bị nàng đổi thành đình viện, kia dù sao tổ phụ nàng nói là muốn dùng trước mắt sen làm thơ, bọn hắn ở ở địa phương cũng không phải tại Giang Nam. Đây là tại cổ đại, ung đô thành bên trong trong đình viện cho nên nàng liền đổi thành đình viện hai chữ. Tốt, tốt thật tốt, không sai. Cái này thơ làm thực sự là diệu. Diệu. Tề lão tiên sinh thuận thuận hắn râu trắng, cao hứng cười nói. Cố thất thất, để ngoại tổ phụ chê cười. Thất thất cũng là thuận miệng đến. Tề lão tiên sinh, ai, ngươi cái này thuận miệng đến cũng tới rất là diệu a. À. Nhìn thấy không, khi con cá không phải là tại lá sen ở giữa hí náo. Còn có kia đông tây nam bắc các ngõ ngách. Ha ha ha. Diệu, Diệu a. À. Một bên Tề lão thái quá nhịn không được cười nói, từ khi a à dạ bọn hắn ra ngoài về sau, trong nhà còn liền đều không có vui vẻ như vậy qua. Xem ra trong nhà vẫn là muốn nhiều người mới náo nhiệt a. À. Tề lão tiên sinh, kia là tự nhiên, có hài tử càng nhiều sung sướng. Đúng, tiểu vũ, ngươi cũng đừng ngủ khách phòng, đi Tề gia gia viện bên trong ngủ, về sau trong lúc rảnh rỗi Tề gia gia dạy ngươi học chữ. Là tiểu vũ hai mắt tỏa ánh sáng, thật sao có thể chứ sẽ sẽ không quấy rầy đến đông đủ gia gia ngài nghỉ ngơi tề lão tiên sinh rất lâu không có vui vẻ như vậy tới gật gật đầu thuận thuận la tiểu vũ đầu nói tề gia gia còn sợ ngươi ghét bỏ tề gia gia dông dài đâu la tiểu vũ sẽ không chỉ cần tề gia gia không chê tiểu vũ đần tiểu vũ cầu còn không được cũng không phải cầu còn không được tề lão tiên sinh cũng không phải bình thường tiên sinh năm đó dạy dỗ bao nhiêu trạng nguyên thám hoa bản nhãn. Nếu không phải về sau sớm cáo lão hồi hương, hiện nay nói không chừng trong triều đều đại thần có thế có một nửa là học sinh của hắn. Có thể để cho tề gia gia giáo hơn mấy tháng nhưng so sánh tại trong huyện thư viện học thượng một hai năm đều mạnh. Nghĩ đến cái này, là tiểu vũ lại cẩn thận từng ly từng tí nói, tề gia gia, ngài giáo một cái cũng là giáo, giáo hai cái cũng là giáo, ta có thể hay không mang ta lên đại ca cùng một chỗ theo ngươi học tập. Tề lão tiên sinh, có thể, chỉ cần đại ca ngươi nguyện ý đến, tề gia gia phi thường vui lòng la tiểu vũ thấy tề lão tiên sinh không có cự tuyệt lá gan càng lớn lên vì vậy nói tề gia gia giống ngài còn trẻ tuổi như vậy vì sao không tiếp tục hồi thư viện dạy học a à, thư viện nếu là có ngài tin tưởng ngài khẳng định có thể sẽ dạy ra từng đám ưu tú học sinh đến đương kim thánh thượng không phải đang cần người tài nha ngài như lại ra khỏi núi có thể bồi dưỡng được càng thật tốt hơn học sinh về sau mặc kệ là lưu tại ung đô làm quan vẫn là đi tới nơi làm quan khẳng định đều là phi thường ưu tú quang. Tề lão tiên sinh nghe xong La tiểu vũ, không riêng không có sinh khí, ngược lại cười càng lớn tiếng. Ha ha ha. Ha 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 ha. Được a, à, tiểu vũ ngươi nửa năm này học đường không có phí công lên a, à, nói lên đại đạo lý đến đều một bộ một bộ. Tề gia gia suy nghĩ một chút. La tiểu vũ nghe xong, cảm giác đây cũng là có hy vọng a, à, thế là lại nói, Tề gia gia cũng đừng suy xét cũng đừng dùng câu kia đem cơ hội đều để lại cho người. Tuổi trẻ Làm quan có thể nói đem cơ hội để lại cho người trẻ tuổi, nhưng tiên sinh dạy học người trẻ tuổi nhưng không có tề gia gia như vậy có học thức. Tề gia gia ăn muối so với tuổi trẻ nhiều người, hiểu cũng nhiều, tiên sinh phải cần ngài dạng này đến giáo, mới có thể dạy ra ưu tú hơn người trẻ tuổi. Tề lão tiên sinh, ha ha ha. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi có phải hay không vị kia mời đến làm thuyết khách? Là tiểu vũ, vị kia là vị nào? Tề lão tiên sinh, ha ha ha. Không nói, trên lệch thời gian không nhiều, đều sớm đi nghỉ ngơi đi. Lần này tề lão tiên sinh nói xong liền dẫn tề lão thái quá hướng tiểu viện của mình đi đến. La tiểu vũ theo ở phía sau, nho nhỏ âm thanh hỏi cố thất thất, thất thất tỷ tỷ, vừa rồi ta có phải là nói nhầm rồi. Cố thất thất, không có việc gì. Mặc dù thất thất tỷ cũng không biết ngươi tề gia gia vì cái gì không nguyện ý lại hồi thư viện, nhưng hắn đêm nay cũng không có giận ngươi hắn không muốn trở về đi nhất định là có hắn không muốn trở về đi đạo lý lần sau chúng ta cũng đừng lại khuyên người lão tính tình cưỡng trước đó nam cung giật nam cung dạ cũng muốn mời nàng ngoại tổ phụ trở lại thư viện dạy học nhưng lại một hơi bị nàng ngoại tổ phụ cự tuyệt cố thất thất mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng cũng có thể đoán ra cái đại thái tới hoặc là năm đó nàng ngoại tổ phụ muốn từ quan về quê cùng lão tiên hoàng náo ra qua cái gì không thoải mái hoặc là chính là trong thư viện có hắn không muốn nhìn thấy người hoặc là thứ gì loại hình chẳng qua đối với ngoại tổ phụ không muốn trở về thư viện một chuyện cố thất thất chưa từng sẽ làm khó càng sẽ không đi giúp lấy thuyết phục dù sao bởi vì cái gọi là chưa người khác khổ chớ khuyên người khác thiện không ai trải qua năm đó ngoại tổ phụ đối mặt qua khổ bây giờ các nàng cũng không có quyền lợi khuyên hắn buông xuống la tiểu vũ vậy ta đêm nay ngủ đây cố thất thất đi theo tề gia gia về hắn viện bên trong thiếp đi hắn dù không muốn trở về thư viện, nhưng cũng không có nói không nguyện ý trong nhà dạy các ngươi. La Tiểu Vũ, vậy ta ngày mai muốn hay không đi kêu ta đại ca tới cùng theo học tập? Cố thất thất nghĩ nghĩ hỏi, lần này cùng ngươi đại ca bọn hắn cùng một chỗ tới có bao nhiêu người? La Tiểu Vũ, ba cái, tăng thêm ta cùng ta đại ca cùng một chỗ chính là năm người. Cố thất thất, khi ngày mai chờ bọn hắn hạ học sau ta thu xếp xe ngựa đi đem bọn hắn đều nhận lấy, cho các ngươi tại phủ thượng thiên vị. La Tiểu Vũ, không phải nói đến học tập sao? Vì sao muốn thiên vị? Cố Thất Thất cười cười, ý của ta là khai giảng tập tiểu táo, để ta ngoại tổ phụ cho các ngươi bồi bổ khóa. La Tiểu Vũ hiểu, gật gật đầu, kia ngày mai ta đại ca bọn hắn tại thư viện học tập thời điểm, ta có thể đi theo Thất Thất tỷ tỷ cùng một chỗ sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không quấy rầy ngươi, ta liền muốn nhìn ngươi một chút bình thường làm ăn thời điểm là cái dạng gì, thuận tiện nhìn xem cái này ung đô đường phố là như thế nào. Cố thất thất, tốt, kia ngày mai ngươi cùng ta cùng một chỗ bốn phía đi dạo. Đem la tiểu vũ đưa về ngoại tổ phụ bọn hắn ở tiểu viện, cố thất thất liền về tiểu viện của mình, sau đó tẩy tẩy xoát xoát đi ngủ cảm giác. Chẳng qua trước khi ngủ nàng vẫn là thói quen tiếng không gian đã tọa. Cho dù hiện tại sẽ không động một chút lại gặp được ám sát, cố thất thất cũng sẽ không thư giãn đối huấn luyện của mình. Đã tọa là ác không thể thiếu. Mỗi ngày hấp thu không gian linh khí, còn có thế đối thân thể của mình có chỗ tốt, Cớ sao mà không làm? Chẳng qua đợi nàng tiến không gian, phát hiện Tiểu Hắc, Tiểu Bạch hai cái đều tại, Cố Thất Thất một mặt hiếu kỳ, "A, à, hôm nay hai người các ngươi làm sao đều tại?" Tiểu Hắc trả lời, "Gần đây Nam cung công tử mấy người bọn hắn đều tại nghỉ chiến đàm phán, tạm thời không thiếu cái gì vật tư vũ khí cái gì, đêm nay thừa dịp gió êm sóng lặng, chúng ta liền tiến đến nhìn một chút chủ nhân, cùng chủ nhân hồi báo một chút gần đây mọi người tình hình chiến đấu." Cố Thất Thất, "Vậy các ngươi chưa từng nghe qua một câu sao?" tiểu bạch hỏi lời gì cố thất thất trước khi mưa bão tới yên tĩnh